chương 2321 Địa mẫu thần nguyên thủy Nguồn Mê truyện audio com Đây không phải Chu Tiên Nhi, Diệp phàm lập tức cảnh giác lên, Thanh Sơn không tuyệt điên cùng vận chuyển, đem hắn thể nội màu xanh lá khí vụ hoàn toàn tịnh hóa, làm Diệp phàm lần nữa nhìn về phía để cho người ta huyết mạch phúng trương Chu Tiên Nhi thời điểm, nơi nào còn có Chu Tiên Nhi ảnh tử, chỉ có một cái mở ra khủng bố miệng lớn thực thần hoa tại nguyên chỗ chờ lấy hắn đưa tới cửa chứ. Lúc này Diệp phàm chậm rãi dù sao thực thần hoa, đồng thời có chút lo lắng nói, đại tiểu thư, ngươi không sao chứ, ta tới cứu ngươi. Làm Diệp Phạm hoàn toàn tiếp cận thực thần hoa thời điểm, thực thần hoa mãnh liệt cắn xuống, Diệp Phạm tốc độ càng nhanh, cơ hồ tại đồng thời, Phục Hồng kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một kiếm đâm vào thực thần hoa trong miệng lớn, tiếp lấy lôi đình chi lực từ Phục Hồng kiếm trên nổ tung, lập tức một tiếng vô cùng chói tai tiếng thét chói tai vang lên, màu đen lôi đình theo thực thần hoa miệng lớn điên cuồng hướng về nó to lớn rễ cây kéo dài, liên tiếp tiếng nổ tung bên tai không dứt, cuối cùng thực thần hoa bị lôi đình chi lực triệt để xé nát chung quanh xanh tươi dây leo cũng không ngừng khô héo chỉ còn lại có đại thụ đứng vững một chỗ xương khô diệp phàm nhìn xem những cái này xương cốt có nhân loại cũng có thái cổ di chủng bất quá cũng không có tương đối mới mẻ xương cốt hiển nhiên những người khác cũng không đi ngang qua nơi này không có cân nhắc quá nhiều diệp phàm tiếp tục hướng về phía trước cẩn thận đi đường màu đen hồn hải bên trong chỉ cần một tòa hải đảo diệp phàm trong miệng hải đảo kỳ thật chính là chân chính đạo huyền sơn ngay từ đầu diệp phàm lựa chọn tiến về phía đông chỉ bất quá khi đó tại màu đen hồn hải bên trong đông phương an toàn hơn một chút thôi, kỳ thực lúc ấy Diệp Phạm vô luận hướng phương hướng nào đi, đều sẽ tới đến đạo Huyền Sơn. Khoảng cách Diệp Phạm ngàn dặm chi địa, một nhóm bảy người đi tới một chỗ cực kỳ cũ nát tượng đá trước, rất khó tưởng tượng tại dạng này địa phương, dạng này một cái quỷ dị trên hải đảo, còn sẽ có lấy một pho tượng đá. Tượng đá điêu khắc là một gã mình người đuôi rắn nữ tử, nữ tử bưng lấy một chậu đóa hoa, đóa hoa phía trên có huyết dịch không ngừng sa sút, vô luận là nữ tử vẫn là đóa hoa cũng là thạch khắc, duy chỉ có huyết dịch này lại là chân huyết dịch, không có người biết cái này huyết dịch từ chỗ nào đến, ngũ đại thế gia ghi chép bên trong, cũng chỉ biết rõ pho tượng kia phía sau liên quan đến địa mẫu thần nguyên thủy, nhưng là qua nhiều năm như vậy, ngũ đại thế gia chưa bao giờ tìm tới để cho. Tượng đá được đáp lại phương pháp. Mùi mùi, tượng đá này gia tộc tiền bối không biết đến qua bao nhiêu lần, nhưng là từ không có người từng chiếm được địa mẫu thần nguyên thủy, cùng đem thời gian tiêu vào nơi này, chẳng bằng đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên tốt. Chu Sấm liền nói ngay. Đại ca, đi tới tượng đá trước có thế không chỉ chúng ta chu gia, rất nhanh, tất cả gia tộc đều sẽ đuổi tới. Chu Tiên Nhi lúc này hơi có chút thần bí nói, nhìn tiếp hướng tây nam phương hướng, Chu Sắm đám người lúc này theo Chu Tiên Nhi ánh mắt nhìn, chỉ thấy Hoắc gia tu sĩ chính hướng về bên này chạy đến. Vì sao? Chu Sắm nghi ngờ nói. Căn cứ gia tộc tình báo, tầng gia đoạn thời gian trước có thiên vị thần linh cường giả đi vào Thái Cổ hoang mạch chỗ sâu, 3 năm kỳ, tầng gia trưởng lão Tần Hoàng Mưu phản tầng gia, bị tầng gia truy sát, trước khi chết tiết lộ Tần gia đã nắm giữ được địa mẫu thần nguyên thủy phương pháp. Chu Tiên Nhi đơn giản nói, Chu Sấm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Ta sao không biết rõ chuyện này? Đại ca, ngươi say mê tại tu hành, chuyện gì chú ý qua những tin tức này? Chu Tiên Nhi nghe vậy lúc này hỏi ngược lại, Chu Sấm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ lúng túng ý cười, hắn là cái mười phần võ si, trừ bỏ tu hành sự tình, cái khác bất cứ chuyện gì hắn xác thực đều không thèm để ý, hoặc gia người dẫn đầu là Hoắc Thiên Đao, Hoắc Thiên Đao nhìn thấy Chu gia về sau nhưng lại cũng không biểu lộ bất kỳ địch ý nào, Hoắc Thiên Đao khá là sang sảng cười nói, không hổ là chu gia đương đại thiên kiêu số một vậy mà cái thứ nhất chạy tới nơi này hoắc sư huynh quá khen rồi ta chu gia thực lực không đủ tao ngộ hải thú ngược lại hy sinh một tên thiên kiêu đệ tử không giống hoắc sư huynh mang theo hoắc gia tất cả mọi người an toàn đi đến nơi này chu tiên nhi nghe vậy chắp tay nói chỉ là vận khí tốt chút thôi hoắc thiên đao tùy ý nói nhìn tiếp hướng chu sấm chu gia cũng chỉ có chu sấm đủ tư cách để cho hắn một trận chiến bất quá nghĩ đến hôm nay còn có chính sự hoắc thiên đao nhìn được khiêu chiến ý nghĩ hai canh giờ về sau, Tần Gia, Độc Cô Gia cùng Hiên Viên Gia lần lượt đuổi tới, để cho Chu Tiên Nhi đám người ngoại ý muốn là Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Sương cũng đến nơi này, bất quá hai người khoảng cách năm gia tộc lớn khoảng cách tương đối xa, hiển nhiên một khi năm gia tộc lớn cường giả gây bất lợi cho các nàng, các nàng tất nhiên sẽ trước tiên thoát đi. Chư vị đều đang đợi ta Tần Gia a. À? Tần Khuyết nhìn xem Đông đảo Tu sĩ Đạm Thanh nói. Tần Khuyết đều biết ngươi Tần Gia chiếm được mở ra này phá pho tượng phương pháp, lúc này liền không cần giấu giếm, người gặp có phần, thiên kinh địa nghĩa. Hoắc Thiên Đao nói thẳng, chẳng biết tại sao, Hoắc Thiên Đao rất là không quen nhìn Tần gia, đám người này suốt ngày ăn mặc trường bào màu đen, một bộ không thể gặp người bộ dáng, thấy thế nào đều cảm giác bọn họ đầy mình ý nghĩ xấu, bất quá Hoắc Thiên Đao ý nghĩ cũng làm cho đông đảo tu sĩ có chút im lặng nhổ nước bọt, lần thứ nhất gặp người đem người gặp có phần nói như vậy thiên kinh địa nghĩa. Ha ha ha, thú vị, ta Tần gia tiền bối hao hết thiên tân vạn khổ được bảo vật, dựa vào cái gì các ngươi nói muốn phân một phần canh liền phân một phần canh, không tầm thường, này địa mẫu thần nguyên thủy chúng ta cũng không cần. Tần Khuyết lúc này cười lạnh nói, lúc này độc cô tiêu sái đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải hoác gia đám kia lưu manh, nếu như Tần Khuyết thật không mở ra tượng đá, bọn họ xác thực không biện pháp gì tốt, ai cũng không biết mở ra tượng đá phương pháp rốt cuộc là cái gì, có thể là một cái pháp quyết, cũng có thể là một cái tính vật, bọn họ không phải là không thể đối với Tần gia xuất thủ, nhưng là một khi Tần gia người cá chết lưới rách, bọn họ coi như cái gì cũng không chiếm. Được. Không biết Tần sư đệ có ý nghĩ gì, có lẽ chúng ta có thể suy tính một chút. Độc cô tiêu sái mở miệng nói, chư vị, hôm nay tất nhiên tất cả mọi người tới nơi này, ta biết địa mẫu thần nguyên thủy các ngươi là nhất định phải được, cùng lưỡng bại câu thương, chẳng bằng hợp tác cùng có lợi, mỗi người 50 vạn cực phẩm thần tinh, ta cho phép chư vị cùng ta cùng nhau tiến vào địa mẫu thần nguyên thủy nơi ở. Tần Khuyết nói thẳng, tất nhiên địa mẫu thần nguyên thủy cướp đoạt không cách nào tránh khỏi, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Này, độc cô biến mất cùng Chu Tiên Nhi đám người nhìn nhau, ngược lại đông đảo tu sĩ đồng thời gật đầu nói. Có thể, bao quát hoác thiên đao cũng không có dị nghị hoác gia đệ tử mặc dù đục một chút nhưng là cũng không phải không cân nhắc sự tình nếu như chỉ có hoác gia không đồng ý như vậy cái khác bốn nhà tất nhiên sẽ đứng ở cùng một chiến tuyến phía trên này đối hoác gia rất bất lợi tần khuyết lúc này gật đầu nhìn tiếp hướng nơi xa hà thanh tuyết hà thanh sương đạm thanh nói cho các ngươi mười hơi thời gian mười hơi bên trong nếu là không có lăn ra ta tầm mắt ta liền làm thịt các ngươi cứ việc nói rất bình thản bất quá mặt cho ai đều nghe ra tần khuyết cũng không phải là nói đùa chúng ta mỗi người đều có thể giao phó 50 vạn cực phẩm thần tinh. Hà Thanh Sương nghĩ nghĩ cao giọng nói, địa mẫu thần nguyên thủy A, ai mà không muốn bậc này bảo bối, nếu không có bất đắc dĩ, nàng không nghĩ từ bỏ. Chương 2322 Tế phẩm Nguồn Mê truyện audio com Các ngươi Tần khuyết thanh âm có chút dừng lại, tiếp lấy khinh thường nói. Cũng xứng. Độc cô tiêu sái đám người đối với cái này nhưng lại cũng không nhiều lời, mặc dù bọn hắn sẽ không như tần khuyết đồng dạng đối với hai nữ ông lấy địch ý, bất quá xem như ẩn tàng thế gia tu sĩ, bọn họ cũng xác thực có được cực kỳ nghiêm trọng cảm giác ưu việt, chỉ ít theo bọn hắn nghĩ, Hà Thanh Sương, Hà Thanh Tuyết xác thực không xứng nhúng chạm vật này. Không có nhằm vào hai nữ, bọn họ cũng không khả năng vì hai nữ ra mặt, Hà Thanh Sương lập tức sắc mặt có chút khó coi, nói đến cùng nàng cũng là thiên kiêu, khi nào bị người coi thường như vậy, bất quá nàng tu vi bất quá cửu giai tố thiên thần, mà tần khuyết là thần tâm cảnh nhân vị thần linh, coi như 10 cái nàng cũng không đủ người khác một kiếm trảm, nếu không có có được thần không toa, nàng thậm chí căn bản sẽ không mang Hà Thanh Tuyết tới nơi này. Làm sao, còn chưa cút sao? Vừa vặn, ta liền cầm hai người các ngươi làm tế phẩm. Vừa nói, tần khuyết tay phải nắm trảo, hướng về phía hai nữ phương hướng hư nắm, ngay sau đó, không trung xuất hiện một cái màu đen cự trảo vô xuống. Tần khuyết, trước đó chu gia tiểu tử kia cho đi ngươi tại nguyên mua hai người bọn họ mệnh đi, ngươi bây giờ lật lòng xuất thủ, cũng không sợ người khác chê cười sao. Hoắc Thiên Đao lúc này không quen nhìn nói, tiện tay vung lên, một đạo đao khí xuất hiện, đem màu đen cự trảo đánh tan. Hoắc Thiên Đao, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ngươi một đến hai hai đến ba cùng ta đối đầu, rốt cuộc là mục đích gì? Ngươi muốn chiến, hôm nay ta bồi ngươi chiến, này địa mẫu thần nguyên thủy, ai cũng đừng có mong muốn nữa. Tần Khuyết quát to, mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn nộ khí. U a, Tần Khuyết, ngươi tại hù dọa lão tử nha. Làm sao tích, ngươi dám làm, còn sợ lão tử nếu không thành? Hoắc Thiên Đao nghe vậy không sợ chút nào nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía hà thanh sương hà thanh tuyết nói ta nói các ngươi hai cái dáng dấp nương môn chíp chíp nương pháo ở chỗ này lấy làm cái gì không muốn chết đi nhanh lên này địa mẫu thần nguyên thủy các ngươi đừng suy nghĩ hà thanh sương nghe vậy nhưng lại không có cỡ nào phẫn nộ các nàng vốn chính là nữ nhân bị người mắng nương pháo nhưng lại không có quá nhiều phản cảm nói đến cùng Hoắc thiên đao xem như giúp các nàng nếu là các nàng không thức thời cái kia chết rồi cũng là chết vô ích thần không toa mặc dù cường hoành nhưng là nơi này cấm bay thần không toa trên đất bằng tốc độ phải xa xa chậm hơn không trung, cho nên Hà Thanh Sương kỳ thật cũng không có quá nhiều lòng tin có thể chạy ra tận khuyết. Truy sát. Đi, ha ha, theo ta thấy, các nàng đi không được, không dối gạt chư vị, muốn mở ra tượng đá, nhất định phải có vật sống hiến tế, ta tần gia nhận được tin tức chỉ nói là hiến tế, nhưng lại chưa quy định cần gì chủng tộc sinh linh, bất quá ta vừa rồi quan sát tượng đá phía trên lưu lại huyết dịch, huyết dịch này là nhân loại, nói một cách khác, lần này hiến tế, rất có thể nhất định phải nhân tộc. Tần khuyết sau lưng, một tên áo bào đen nữ tử đạm thanh nói, không giống với tần khuyết thân ảnh khang giọng, nữ tử này thanh âm ngược lại phi thường dễ nghe. Lời này rơi xuống, độc cô biến mất, hoắc thiên đao, chu tiên nhi đám người đều là sửng sốt, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở hà thanh sương cùng hà thanh tuyết trên người, nếu như nhất định phải hiến tế lời nói, tự nhiên là các nàng hai người tốt nhất, dù sao tại làm đông đảo gia tộc ai cũng không nguyện ý để cho tộc nhân mình trở thành tế phẩm, không nói trước tại chủ quan ý thức trên bọn họ không nguyện ý, khách quan bên trên, hiến tế gia tộc thiên kiêu cũng sẽ khiến người khác thất vọng đau khổ. Sưu. Gần như trong nháy mắt, hiên viên gia tộc người xuất thủ, độc cô gia tộc bởi vì có độc cô Lâm Phong nhắc nhở, bọn họ không muốn cùng Ngô Cường, cũng chính là Diệp Phàm là địch, Chu gia tự nhiên càng không có xuất thủ lý do, chỉ ít trước mắt mà nói, Ngô Cường vẫn là người Chu gia, đến mức Hoắc gia, người nhà họ Hoắc làm việc nơi nào có nhiều như vậy lý do, hắn không muốn, hắn liền không làm. Hà Thanh Sương nơi nào còn dám dừng lại, lúc này tế ra thần không toa, mang theo Hà Thanh Tuyết hướng về nơi xa bay lượn đi cái này phi thuyền không sai hiên viên không hai mắt sáng lên tham lam nói đồng thời hắn lấy ra một cái phụ lục coi như các ngươi suối quẩy hiên viên không quát lạnh một tiếng tiếp lấy tế ra phụ lục sau một khắc hà thanh sương phi thuyền chung quanh xuất hiện từng mảnh từng mảnh không gian sụp đổ thần không toa tốc độ lập tức bị ngăn trở hà thanh sương lúc này sắc mặt khó coi vô cùng loại bùa chú này trình độ trân quý không cần nói nhiều người bình thường nơi nào có loại bảo vật này nhưng là hết lần này tới lần khác hiên viên không đem ra hà thanh sương ỷ vào là thần không toa bây giờ thần không toa bị áp chế lại, nạn ưu thế đương nhiên vô tồn. Mấy cái trong nháy mắt, hiên viên không đã đuổi kịp thần không toa, thất giai thần tâm cảnh nhân vị thần linh tu vi tán lộ, ngay sau đó đem thần không toa hộ trận đánh tan. Rất nhanh, hiên viên không trở về, hai đạo thần lực xiền xích tùy ý đem Hà Thanh Sương, Hà Thanh Tuyết trói lại, đồng thời đã khống chế hai người nói chuyện, năng lực hành động. Tế phẩm đã tới, tần sư đệ, phía dưới giao cho các ngươi tần gia. Hiên viên không từ hạ thanh sương trữ vật thần giới bên trong lấy ra 50 vạn cực phẩm thần tinh giao cho tần khuyết, những người khác cũng nhau nhau lấy ra thần tinh ném cho tần khuyết, rất nhanh, tần khuyết đem mấy chục miếng thần giới thu vào, đạm thanh nói. Chư vị đi theo ta. Diệp Phạm cũng không biết hai nữ tình huống, bất quá hắn phương hướng đi tới chính là tượng đá ở tại phương hướng, dựa vào thiên cơ mệnh đồng, loại này cơ duyên Diệp bình thường là không thể nào bỏ lỡ. Một đường chạy vội, không thể phi hành để cho tốc độ của hắn thấp xuống không ít. Trên đường đi càng là có đủ loại quỷ dị thái cổ di chủng cản đường, cũng may dịp phàm thực lực đủ cường đại trên đường đi nhưng lại không có bất kỳ cái gì thái cổ di chủng có thể gây khó dễ mảy may nửa canh giờ về sau dịp phàm đi tới tượng đá trước tích 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 liên tục không ngừng máu mới hỗn tạp hoa đá phía trên quỷ dị huyết dịch cùng nhau sa sút dịp phàm đi tới tượng đá trước liền nghe đến nồng đậm vô cùng mùi máu tươi lập tức chau mày thần thức đảo qua những mày ngay sau đó một cơn lửa giận từ dịp phàm trong lòng diễn sinh thân hình lấp lóe dịp phàm một cước dẫm ở tượng đá phía trên tiếp lấy vượt nóc băng tường vậy nhảy tới tượng đá trên cùng, lúc này ở tượng đá hoa đá phía trên, hai đạo nhúng máu thân ảnh bị thần lực xiên xích trói lại, máu tươi không ngừng theo thân thể hai người rơi vào phía dưới hoa đá phía trên. Hai người bộ dáng cực kỳ thê thảm, Diệp Phàm không biết Hà Thanh Sương hai nữ như vậy sau bao lâu, bất quá hai cái tố thần cảnh khí tức cường giả trở nên như thế yếu ớt, có thể thấy được thời gian này tuyệt đối không ngắn, hơn nữa, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng dòng máu của bọn họ bị một cổ tà ý lực lượng không ngừng thôn phệ, loại thống khổ này đối với một người tinh thần áp lực là cực lớn có lẽ là thời gian dài suy yếu, hai người bọn họ đã không có cách nào đang duy trì thần biến thiên huyễn quyết, tuyệt sắc huynh thành dung nhan trắng bạch vô cùng, Hà Thanh Sương vẫn còn tốt, nhìn thấy Diệp Phàm đến thời điểm trong mắt tràn đầy kích động, Hà Thanh Tuyết là đã thần chí mê ly, Diệp Phàm không có suy nghĩ nhiều, thần lực vận chuyển, lập tức đem xiềng xích đánh nát, tiếp lấy biến ảo thần lực cự thủ, đem hai người bắt lấy, rơi vào bên dưới tượng đá. Đem hai nữ trên người trói buộc chi lực cởi ra, Hà Thanh Sương khôi phục nói chuyện năng lực, vội vàng nói: "Diệp Phàm, nhanh cứu ta muội muội." chương 2323. Quỷ dị hồn ảnh. Nguồn. Mê truyện audio com Câu thông sinh mệnh chi thụ, Diệp Phạm một cái tay đặt ở Hà Thanh Tuyết trên bờ vai, một cái tay đặt ở Hà Thanh Sương trên bờ vai, tiếp lấy sinh mệnh chi thụ sinh mệnh bản nguyên chi lực theo Diệp Phạm hai tay liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hai người. Sắc mặt hai người lấy mắt trận có thể thấy tốc độ khôi phục hồng nhuận phân phớt, Hà Thanh Sương cảm thụ được cực tốc khôi phục sinh mệnh lực, trong lòng không khỏi hoảng sợ, hiến tế đáng sợ nhất chính là sinh mạng lực thiêu đốt sinh mệnh lực là rất khó bổ sung nguyên bản hà thanh sương cho rằng cho dù diệp phàm cứu các nàng hai người bọn họ tư chất cũng sẽ kém xa trước đây bởi vì sinh mệnh lực thâm hụt đối với các nàng căn cơ cũng có được ảnh hưởng cực lớn song khi diệp phàm bàn tay phóng tới bả vai nàng trên thời điểm nàng rõ ràng cảm thấy một cổ không thể nào hiểu được sinh mệnh khí tức tràn vào lúc này mới bao lâu thời gian nguyên bản cảm giác suy yếu cảm giác đã biến mất không còn nàng giờ phút này cảm giác mình trạng thái tốt lạ thường hà thanh sương khôi phục về sau bất quá 30 tức thời gian hà thanh tuyết cũng hoàn toàn khôi phục nàng mở ra hai mắt, lần đầu tiên liền thấy được Diệp Phàm, cứ việc lúc này Diệp Phàm là Ngô Cường tướng mạo, nhưng là Hà Thanh Tuyết vẫn như cũ không lý do an tâm. Lại một lần nữa bị Diệp Phàm cứu, Hà Thanh Tuyết trong lòng có chút ngũ vị tạp trừ bỏ, nếu không có Diệp Phàm, nàng đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần, rõ ràng rất nhiều nguy hiểm Diệp Phàm cũng đã trải qua, nhưng là Diệp Phàm luôn có thể biến nguy thành an, mà nàng luôn luôn cần Diệp Phàm tới cứu giúp. Diệp Phàm, cảm ơn ngươi. Hà Thanh Tuyết cảm thụ được hoàn toàn khôi phục thân thể, chân thành nói. Không có việc gì, hai người các ngươi làm sao sẽ bị treo ở nơi này, theo ta thấy, các ngươi là bị làm thành tế phẩm sao? Diệp Phạm lắc đầu, tiếp lấy dò hỏi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy trên mặt lộ ra một tiên nghĩ mà sợ, lúc này đưa các nàng tao ngộ sự tình một năm một mười nói ra, Diệp Phạm sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, đến thiên thương giới về sau, Diệp Phạm cũng không nhận biết quá nhiều bằng hữu, muốn nói quan hệ không tệ, chính là Hà Thanh Tuyết, bây giờ Hà Thanh Tuyết bị làm thành tế phẩm, hắn làm sao có thể không giận. Huống chi, cái kia tần khuyết thế nhưng là thu hắn đang dược, ai cũng biết diệp phàm nhưng là cho tần khuyết tài nguyên cũng không phải là vẻn vẹn một lần kia mua xuống hai nữ mệnh trong đó cũng bao quát sau tiếp theo không thể đối với hai nữ xuất thủ ý nghĩa nhưng mà tần khuyết vẫn như cũ lựa chọn ra tay đây là căn bản không có đem diệp phàm để vào mắt tốt một cái tần khuyết tốt một cái hiên viên không diệp phàm lạnh giọng nói hà thanh tuyết gặp diệp phàm tức giận như thế trong lòng không khỏi có loại khó tả cao hứng bất quá nghĩ đến hai người thực lực hà thanh tuyết vẫn là không nhịn được nói tính diệp phàm bọn họ là ẩn tàng thế gian người hơn nữa cũng là nhân vị thần linh chúng ta không phải đối thủ của bọn họ đúng vậy ai diệp phàm những người này thực lực quá mạnh chúng ta trước mắt lại là không cùng bọn họ đánh nhau chính diện tư cách hà thanh sương cũng ở đây một bên chen miệng nói hà thanh sương cùng diệp phàm nói đến cùng chỉ gặp qua hai lần mặt bất quá gặp hai lần diệp phàm liền cứu nàng hai lần nàng đối với diệp phàm cảm kích có thể nghĩ một phương diện âm thầm trách cứ bản thân vô năng một phương diện khác nàng cũng may mắn có diệp Phạm người này đi qua sự tình lần này hà thanh sương đã hiểu sâu nhận thức được bản thân không đủ nàng quyết định chờ lần này trở lại thanh long phân viện nhất định phải đối với hướng hà gia cao tầng từ đi hà thanh tuyết người hộ đạo thân phận tiếp tục mời diệp phàm làm hà thanh tuyết người hộ đạo yên tâm ta sẽ không hành sự lỗ mãn các ngươi nhưng biết tượng đá này cửa vào ở nơi nào diệp phàm nghe vậy nói chúng ta bị hiến tế về sau cái kia tầng khuyết liền lấy ra một dạng tính vật tại tượng đá lồng ngực chỗ mở ra một cái đại môn những cái kia ẩn thấy gia tộc đệ tử tiến vào bên trong về sau cửa đá kia liền biến mất không còn tâm tích hà thanh sương hồi ức nói bất quá mỗi qua bao lâu lại tới một tên nam tử mặc áo đỏ nam tử kia tại tượng đá lồng ngực tìm tòi một trận sau đó mới lần mở ra cửa đá tiến vào bên trong diệp phàm nghe vậy lúc này lấy ra lăng hư kiếm một kiếm ném ra đâm vào tượng đá lồng ngực chỗ tiếp lấy mấy cái dậm chân mượn lực nhảy lên rơi vào lăng hư kiếm phía trên thần thức quét ngang diệp phàm bắt đầu ở tượng đá trước tìm tòi rất nhanh diệp phàm liền phát hiện tượng đá trên lồng ngực có một chỗ kết nối lấy phía trên hiến tế trận pháp Hiến Tế trận pháp xa xa không ngừng chuyển vận năng lượng đến nơi đây, duy trì lấy cửa đá xuất hiện. Chỉ bất quá diệp phạm cứu hai nữ về sau, Hiến Tế trận pháp năng lượng thiếu nghiêm trọng, nơi đây cửa đá dấu vết đã nhanh muốn biến mất. Thần lực vận chuyển, theo trận pháp tiến vào trong cửa đá. Tiếp theo, hùng hậu thần lực phun trào, diệp phạm cưỡng ép đem cửa đá chậm rãi mở ra. Hà Thanh Sương cùng Hà Thanh Tuyết thấy thế vung ra màu trắng dây lụa, dây lụa trói tại diệp phạm lăng hư kiếm trên chui kiếm. Tiếp theo, hai người dựa vào dây lụa đi tới trước cửa đá, diệp phạm đưa tay phải ra, đem hai người dây lụa kéo một phát hai người lúc này bay vào trong cửa đá đồng thời lăng hư kiếm rơi vào diệp phàm trong tay diệp phàm cũng không nhập cửa đá biến mất không thấy gì nữa cửa đá lần nữa chậm rãi đóng lại rầm 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 cùng bạo thần lực tiếng oanh minh lập tức tiến vào ba người lỗ tai nơi đây là một chỗ to lớn vô cùng động thiên động thiên bên trong đông đảo tu sĩ đang tại điên cuồng đấu pháp trừ bỏ ngũ đại thế gia người nơi này còn rất nhiều hồn lực biến ảo bóng người những bóng người này cùng ngủ đại thế gia đệ tử dung mạo tướng mạo thực lực giống như đúc Diệp Phàm ba người đến đồng dạng để cho đang ngồi đông đảo tu sĩ kinh ngạc, bất quá bọn hắn rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở đối thủ mình trước mặt. Động thiên chung quanh, có sáng ngời vách đá, trên thạch bích, có một cái đầm nước, không sai, cái đầm nước này phản phất khảm nạm tại trong vách đá đồng dạng, bên trong nước cũng không bởi vì sức hút của mặt đất mà rơi xuống, mà là liền quái dị như vậy tại trong vách đá. Đầm nước tản ra vô cùng rõ ràng đại đạo chi vận, cứ việc chưa từng thấy qua địa mẫu thần nguyên thủy, nhưng là trong nháy mắt, Diệp Phạm liền xác định vật này chính là địa mẫu thần nguyên thủy. Địa mẫu thần nguyên thủy đằm bên cạnh, có đủ loại quỷ dị đường vân, giống như nguyên một đám tiểu nhân đồng dạng, những lũ tiểu nhân này tại Diệp Phàm đi ra lập tức, liền xuất hiện 6 cái hồn lực hư ảnh hướng về Diệp Phàm ba người bay tới, này 6 cái hồn lực hư ảnh trở nên cùng Diệp Phàm ba người không khác nhau chút nào, phân biệt biến thành hai cái hà thanh tuyết, hai cái hà thanh sương, hai cái Diệp Phàm. Hơn nữa này 6 cái thân ảnh trực tiếp chia làm ba cái quần thể, cùng tướng mạo hô ứng, hai cái Diệp Phàm bộ dáng hư ảnh thẳng bức Diệp Phàm quanh. Hư ảnh tốc độ nhanh chóng, trực tiếp để cho Diệp Phàm ngạc nhiên, vội vàng phía dưới chặn lại một quyền, Diệp Phàm thân hình bay thẳng lên. Cổ lực lượng này. Diệp Phàm chau mày, hư ảnh này lực lượng vậy mà cùng hắn không mở ra Cửu Huyền Thiên tình huống dưới toàn lực ứng phó lực lượng không khác nhau chút nào. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm phát hiện Hà Thanh Tuyết đối mặt hồn lực hư ảnh vừa lúc ở nàng toàn lực bộc phát trình độ. Quỷ dị, quá quỷ dị, Diệp Phàm thực sự không thể nào hiểu được những cái này hồn ảnh là như thế nào làm đến hoàn toàn phục chế đối thủ thực lực. Đạp 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 hai đạo hồn lực hư ảnh căn bản không cho Diệp Phạm suy nghĩ cơ hội, một trận thần lực vận chuyển, quyền thứ hai tiếp xung mà đến. Chương 2324 Bá Huyền Thương Nguồn Mê truyện audio com Lúc này, Thanh Long Vũ Trang là không thể sử dụng, đối mặt thẩm đỉnh thiên thời điểm, Diệp Phạm không cần quá nhiều lo lắng, bởi vì thẩm đỉnh thiên là tu la tộc người, coi như biết rõ hắn có được Thanh Long Vũ Trang, tại Thanh Long vực cái này nhân tộc nơi ở, hắn lại có thể thế nào? nhưng là những cái này ẩn tàng thế gia không giống nhau, một khi Diệp Phàm bại lộ bản thân có được Thanh Long Vũ Trang, những thế gia đệ tử này về đến gia tộc nói lên chuyện này, ẩn tàng thế gia liền sẽ toàn lực điều tra Diệp Phàm, thậm chí đem Diệp Phàm bắt lấy, dùng tà pháp trút ra hắn huyết mạch, những cái này ẩn tàng thế gia tại Thanh Long vực có đã lâu lịch sử, bọn họ tại Thanh Long vực đồng dạng có được cực nhiều là đáng sợ năng lượng. Mà Diệp Phàm trước mặt hai cái thân ảnh mặc dù không có bất luận cái gì thần pháp, cũng chưa từng sử dụng bất kỳ thay đổi nào trạng thái năng lực, nhưng là bọn họ thuần túy tốc độ lực lượng đã là Diệp Phàm mở ra Thanh Long Vũ Trang về sau cường độ. Diệp Phàm lúc này lợi dụng Thái Cực Động Pháp cùng hai cái hồn lực thân ảnh quần nhau, những người khác cũng nhau nhau dùng đủ loại thủ đoạn chống lại ở hồn lực thân ảnh công kích, bọn họ ưu thế ngay tại ở bọn họ có được đủ loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hồn lực thân ảnh tại lực lượng tuyệt đối, thần lực các phương diện là đối ứng tu sĩ trạng thái đỉnh phong, nhưng là hồn lực thân ảnh không thể sử dụng bất luận cái gì thần pháp, thần thông chờ. Không chỉ có Diệp Phàm nghi hoặc, cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại nghi hoặc, vì sao nơi này hồn lực hư ảnh có thể mô phỏng bọn họ đỉnh phong thực lực? Cái dạng gì trận pháp mới có thể làm được điểm này? Người khác sẽ không chú ý Diệp Phàm, dù sao mình địch nhân đã đủ bọn họ nhức đầu, nhưng là Chu Tiên Nhi một mực chú ý Diệp Phàm, để cho nàng kinh hãi lại là Diệp Phàm hai cái đối thủ, tốc độ, lực lượng đủ để cùng Chu Sắm đám người đối ứng hồn lực thân ảnh đánh đồng với nhau, có thể thấy được Diệp Phàm thực lực chân thật căn bản không thể so với Chu Sắm những cái này đỉnh cấp tu sĩ kém, Chu Tiên Nhi âm thầm may mắn, may mắn nàng không có lựa chọn đối địch với Diệp Phàm, nếu không lấy trước mắt hồn lực thân ảnh để phán đoán diệp phàm thực lực bọn họ thật đúng là cầm diệp phàm không có cách nào thần thức đảo qua đối với những người khác diệp phàm chưa từng có tại coi trọng nhưng là đối với thẩm đỉnh thiên diệp phàm một mực ông thái độ cẩn thận bất quá lúc này thẩm đỉnh thiên độc cô tiêu sái đã chiến thành một đoàn hai người đối ứng bốn cái hồn lực thân ảnh tăng thêm hai người tổng cộng sáu người tiến hành hỗn chiến gia tộc khác cường giả cố ý kéo dài khoảng cách hai người này chiến đấu cấp độ ở chỗ này xem như cực cao trừ bỏ hoắc thiên đao chu sấm chờ đỉnh tim tu sĩ những người khác thật đúng là không dám tùy tiện nhúng tay. Nguyên bản ác chiến tình tiết tại Diệp Phạm tiến vào nơi đây sau bị phá vỡ, Thẩm Đỉnh Thiên cùng Diệp Phạm đấu thắng một trận, biết rõ Diệp Phạm thực lực cơ hồ không thể so với hắn kém, bây giờ lại thêm một cái độc cô tiêu sái, chung quanh còn có những cường giả khác nhìn chằm chằm, một khi Diệp Phạm xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ bại lui, nghĩ tới đây, Thẩm Đỉnh Thiên cũng định tìm cơ hội rời đi chỗ này. Không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, Diệp Phàm những năm gần đây, đi qua lớn bao nhiêu chiến dịch cũng là chủng tộc chi chiến, cho nên hắn cùng với Hoắc Thiên Đao, Chu Tiên Nhi chờ này một nhóm không đã từng trải qua thảm liệt chủng tộc chi chiến tu sĩ không giống nhau, coi hắn nhìn thấy Thẩm Đỉnh Thiên thời điểm, chuyện thứ nhất liền dự định phối hợp độc cô tiêu sái chém giết Thẩm Đỉnh Thiên. Thiên thương giới hiện trạng đối với nhân tộc mà nói, cừu hận dị tộc là tất nhiên, nhưng là trên thực tế, những cái này chưa bao giờ trải qua thê thảm đau đớn đại gia tộc tu sĩ đối với cái này loại dị tộc cừu hận cũng không mãnh liệt, thậm chí nghe đồn ngàn năm trước một tên Thanh Long vực thiên chi kiêu nữ vì cái gọi là tình yêu càng là đi theo một tên bất quy vực huyết dực tinh linh rời đi tinh hỏa thần vực. Liên lấy tình huống bây giờ mà nói, Độc Cô Tiêu Sái tất nhiên sẽ thẩm đỉnh thiên thân phận chân thật nói ra, nhưng là chu sắm, hiên viên không, Hoắc Thiên Đao chờ có thể tham dự trận đại chiến này cường lực tu sĩ đều lựa chọn quan sát, nếu như ngay từ đầu bọn họ liền phối hợp Độc Cô Tiêu Sái vây công thẩm đỉnh thiên, thẩm đỉnh thiên làm sao có thể cùng Độc Cô Tiêu Sái đánh nhau kịch liệt đến bây giờ. Những người này sở dĩ không nhúng tay vào, đơn giản chính là vì tại cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy thời điểm có thể đủ nhiều một phần ác chủ bài, Độc Cô Tiêu Sái thực lực tiêu hao càng lớn, bọn họ càng vui gặp kỳ thành hai tay kết ấn, màu trắng phong ấn xiên xích không ngừng phá không mà ra, đem trước mắt hai cái hồn ảnh vây khốn, tiếp lấy diệt phàm một cái chạy vội, hướng về Thẩm đỉnh Thiên kích xạ đi, Thẩm đỉnh Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, tu la huyết mạch trực tiếp mở ra, chiến giáp đỏ lòng hộ thân, Thẩm đỉnh Thiên bóp ra một cái tu la ấn, ấn quyết rơi xuống, đem độc cô tiêu sái bức lui. Ngay tại hắn chuẩn bị đào thoát thời điểm, từng đạo từng đạo lộng lẫy quang ảnh rơi xuống, đem tất cả mọi người bao phủ, đồng thời mỗi người trước mặt hồn lực thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, liền như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, mà lộng lẫy quan ảnh bao phủ phía dưới, dịp phạm đám người kinh ngạc phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy. Ngay sau đó, một cái đại môn đột ngột xuất hiện, rất nhiều tu sĩ trước mặt chậm chậm mở ra, tất cả mọi người đều là không bị khống chế bay vào trong cửa lớn. Từng đợt không gian ba động về sau, đại môn lần nữa đóng lại, động thiên bên trong trở nên vô cùng an tĩnh. Hồng vũ bên trong tinh hà cuồn cuộn, vô tận sinh linh hoặc sinh ra, hoặc trở về với cát bụi, tại trong tinh hà đều là giống như điểm điểm đom đóm, không đủ thành đạo đặt ở Phạm gian, phàm là có nói một cánh cửa liên tiếp trời cùng đất, tất nhiên sẽ bị người tưởng lầm là tên điên, nhưng là tại thần linh thế giới, tất cả đều có khả năng. Đây là một mảnh tinh hà, chỉ ít lấy dịch phàm kiến thức, này tinh hà mỹ lệ so tiên vực tinh không mạnh hơn quá nhiều, vô số sắc thái lộng lẫy quan mang giăng khắp nơi tại hư không chảy qua, hình thành từng đạo từng đạo mỹ lệ tinh không con đường, mà ở những cái này tinh không con đường phía trước, có một tòa nguyên nga sông núi, sông núi trên cùng là cắm một chuôi trường thương màu bạc, trước đó diệp phàm trong huyệt động nhìn thấy địa mẫu thần nguyên thủy đàm giờ phút này đang tại trường thương mũi thương phía dưới phản phất dựng dục trường thương đồng dạng sông núi cũng không tính quá lớn chỉ ít đám người thần thức rất dễ dàng liền quét xem đến trường thương tình huống phụ cận nhưng là đông đảo tu sĩ vẫn như cũ ở vào không cách nào di động trạng thái nơi này có một cổ vĩ lực cổ này vĩ lực áp chế tất cả mọi người diệp phàm có thể cảm giác được rõ ràng cổ này vĩ lực chính là từ trường thương phía trên phát ra ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm trường thương phía trên một bóng người chậm rãi hội tụ. Đây là một cái tuấn vật vô cùng nam tử trẻ tuổi, nam tử thần sắc kiêu căng, tùy ý nhìn đám người một chút về sau, đạm thanh nói. Chúc mừng các ngươi chống được bản tọa cái thứ nhất khảo nghiệm, tại hồn lực hư ảnh công kích phía dưới chống đỡ nửa canh giờ, đương nhiên, giữa các ngươi còn có ba cái về sau tạp ngư, tính này ba người may mắn. Nam tử nói chuyện hiển nhiên cũng không dễ lọc tai, bất quá lấy dịp phạm tâm tính ngược lại là không có bởi vậy liền hỉ nộ vu sắc, cực kỳ hiển nhiên, cái này kiêu căng nam tử cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là chui này trường thương khí linh, mà bọn họ đám người này từ tiến vào trong tượng đá bắt đầu, liền đã ở vào khí linh khảo nghiệm bên trong, mà khảo nghiệm mục tiêu, tự nhiên là khí linh một lần nữa quá trình nhận chủ. Khí linh chủ nhân cực kỳ hiển nhiên chính là bên ngoài cái kia tượng đá khắc họa nữ tử, cái kia mình người đuôi rắn nữ tử có khả năng đã chết vô tận tuế nguyệt, khí linh tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn phong tồn cùng này, cho nên tại khí linh khảo nghiệm bên trong người chiến thắng, không chỉ có khả năng có thể thu hoạch được trường thương này nhận chủ, nghĩ đến có có thể được cái kia một cái đầm địa mẫu thần nguyên thủy, tên ta bá huyền, các ngươi cực kỳ may mắn, chiếm được bản tọa ưu ái, các ngươi cần thông qua ta bố trí tầng 4 khảo nghiệm, có thể kiên trì đến cuối cùng người, mới có tư cách thu hoạch được ta tán thành, ở chỗ này, chỉ có được ta tán thành nhân tài có thể có được địa mẫu thần nguyên thủy cùng ta bản thể, cái khác kẻ yếu, không có tư cách được bất luận cái gì tài nguyên. Chương 2325 Thương đạo khảo thí Nguồn Mê truyện audio com Tầng 4 khảo nghiệm, vừa rồi hồn lực hư ảnh hẳn là tầng 1, đằng sau còn có tầng 3 khảo nghiệm, lúc này đông đảo cường giả đều là tản mát ra đầy đủ đấu chí ai cũng có thể nhìn ra được này bá huyền thương đẳng cấp đã vượt qua đồng dạng thần khí diệp phàm đánh giá bá huyền thương đẳng cấp nên tại ngụy thiên truyền thánh khí cấp bậc có thể nói là diệp phàm đi tới thiên thương giới về sau nhìn thấy mạnh nhất bảo vật thiên huyền giới châu mặc dù là thiên truyền thánh khí nhưng là diệp phàm dù sao chưa từng thấy qua như thế bảo vật đang ở trước mắt ai không động tâm liền xem như diệp phàm cũng tránh không được có chút kích động cứ việc bá huyền thương khí linh cũng không lấy thích bất quá người tu hành thế giới Ai sẽ quản cái này? Phía dưới còn có tầng ba khảo nghiệm, ta chính là thần thương chi linh, tự nhiên muốn nhìn các vị đối với thương đạo lý giải, thương đạo không được, không có tư cách có được ta." Bá Huyền nói tiếp, dưới núi Đông Đảo tu sĩ có lo có mừng, nơi này dùng thương cũng không có nhiều người, nhưng là kim tu thương đạo người cũng không ít, như Diệp Phàm, Thẩm Đỉnh Thiên, Độc Cô Tiêu Sái đám thiên kiêu đều là đối với thương đạo có cực sâu lý giải. Mà tiếp cận một nửa tu sĩ, như hàng dịu đám người, đối với thương đạo căn bản một chữ cũng không biết, bọn họ cơ bản không có cơ hội sưu sưu. Trước mắt mọi người cự sơn phía trên, một khối vô cùng to lớn bia đá bay ra, rất nhanh dừng lại ở đông đảo tu sĩ trước mặt, ở nơi này tinh hải bên trong, cấm không chi lực đã sớm biến mất, đông đảo tu sĩ đều có thể tùy ý phi hành, chỉ bất quá trước đó bởi vì bá huyền áp chế, để cho bọn họ không có năng lực hành động, mà theo tấm bia đá này bay ra thời điểm, trên thân mọi người giam cầm chi lực cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dùng trong tay các ngươi trường thương đâm vào bia đá, có thể đâm vào bia đá ba thước, liền có tư cách tiến vào cái tiếp theo khảo nghiệm. Bá huyền đơn giản nói, đương nhiên, đối với những người này phải chăng có được trường thương bá huyền căn bản không quản, cũng không khả năng cho mọi người phân phát trường thương, có dự bị trường thương thần khí người tự nhiên chiếm cứ ưu thế, không có trường thương người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dịp phàm tay phải vung lên, một chui trường thương thần khí xuất hiện ở trong tay, hắn đồ vật khác không nhiều, đủ loại thần khí thần đang rất nhiều. Ngô đan thần Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, tiếp lấy Chu tiên nhi đi tới, ngươi còn có cái khác trường thương thần khí sao? chu tiên nhi cũng là bất đắc dĩ mới tìm được diệp phàm người chu gia am hiểu sử dụng phi kiếm như thương nói cũng là bọn họ tại gặp được bình cảnh thời điểm thông qua tu hành cái khác võ đạo tìm đến điểm đột phá thời điểm mới có thể tu hành trên người tự nhiên cũng không khả năng dự sẵn trường thương chu tiên nhi đối với thương đạo lý giải không kém nàng cũng là trước mắt chu gia duy nhất có cơ hội thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm người nhưng là nàng cũng không có trường thương thần khí tìm gia tộc khác đệ tử yêu cầu không cần nghĩ cũng biết bọn họ không khả năng sẽ cho thậm chí tiền diệp phàm trong nội tâm nàng cũng không phổ trước mắt ngô cường là giả mạo chu tiên nhi đã vô cùng vững tin nàng không biết tu sĩ này rốt cuộc là ai bất quá có một chút nàng rất rõ ràng tu sĩ này cũng không phải người chu gia lúc này thiếu một cái đối thủ cạnh tranh bọn họ thu hoạch được địa mẫu thần nguyên thủy cơ hội là hơn một phần lúc này ai sẽ cho người khác cung cấp trường thương đại tiểu thư yên tâm trong tay tại hạ thần khí trường thương còn có không ít diệp phàm nghe vậy liền nói ngay vô luận là hoàng bằng trữ vật giới chỉ vẫn là ngô cường trữ vật giới chỉ bên trong thần khí đều không ít tăng thêm dịp phạm bản thân hay là cái khí thần, ngày bình thường không có chuyện gì hắn cũng có bớt thời gian luyện chế thần khí, một phương diện tăng lên bản thân luyện khí tiêu chuẩn, một phương diện khác cũng là vì tại không có tài nguyên thời điểm có thể đổi lấy một chút tu hành tài nguyên. Cho nên dịp phạm trữ vật thần giới bên trong, thần khí trường thương thật đúng là không ít. Vừa nói, Diệp Phạm lấy ra một chui trường thương đưa cho Chu Tiên Nhi, Chu Tiên Nhi lúc này tiếp nhận, trong đôi mắt lộ ra vẻ kích động nói. Đa tạ ngô đang thần. Không cần đa tạ, nếu không có đại tiểu thư cho tại hạ một cái tiếng vào đạo huyền sơn lệnh bài tại hạ cũng không biện pháp tiến vào nơi đây diệp phàm nghe vậy có ý riêng nói hắn biết rõ chu tiên nhi đã hoài nghi hắn dứt khoát trực tiếp làm rõ nói câu nói này chu tiên nhi tự nhiên nghe hiểu được diệp phàm ý là hắn sẽ không cùng chu gia là địch hắn tới nơi này là tìm kiếm mình cơ duyên hắn nhớ kỹ chu tiên nhi cho hắn lệnh bài tình nghĩa chỉ cần chu gia không đối địch với hắn hắn sẽ đứng tại chu gia bên này đạo huyền sơn kỳ ngộ đều bằng bản sự ta cũng hy vọng ngô đan thần có thể có thu hoạch Chu Tiên Nhi lúc này hồi đáp, nàng ý những lời này là nói cho Diệp Phàm, Diệp Phàm có thể tiến vào Đạo Huyền Sơn là chính hắn bản sự, hắn có thể đủ tại Đạo Huyền Sơn được cơ duyên, Chu gia tuyệt không can thiệp. Ngô Đan Thần, ngươi là có hay không còn có cái khác thần khí trường thương? Chu Sấm thấy thế cũng không nhìn được nói, Diệp Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, lại lấy ra một chuôi trường thương giao cho Chu Sấm, Chu Sấm mặc dù hôm đó tại trên đại điện chất vấn qua Chu Tiên Nhi vì sao muốn mang lên Diệp Phàm, bất quá diệt phạm đến cũng không bởi vậy liền ghi hận trong lòng chu sắm không có nhằm vào hắn diệt phạm ý nghĩa người này chỉ là đơn giản hỏi nghi ngờ trong lòng mà thôi ngô đan thần chu gia tu sĩ khác cũng rối rít nói diệt phạm đối với cái này đều là cũng không cự tuyệt trên người hắn thần khí rất nhiều điểm ấy cửu phẩm thần khí đối với diệt phạm mà nói cũng không coi là bao nhiêu quý giá cũng cho ta một chui trường thương hàng diệu gặp những người khác phải đến một chui trường thương lúc này đi đến diệt phạm trước mặt nói hắn mặc dù đối với thương đạo một chữ cũng không biết bất quá tấm bia đá này thoạt nhìn cũng không có quá nhiều huyền ảo, có lẽ hắn có thể đủ dựa vào thực lực tuyệt đối đạt tới bá huyền tiêu chuẩn, điều kiện tiên quyết là hắn cũng nhất định phải có một chui trường thương. Diệp Phàm nghe vậy lúc này đạm mạc nhìn xem hàng diệu, lại là chưa từng lấy ra bất luận cái gì một chui trường thương, mà là đạm thanh nói. Không có. Kỳ thật loại này khảo nghiệm cũng không phải là mỗi người một chui trường thương, chỉ cần một người sử dụng hết về sau, giao cho người kế tiếp dùng là được, chỉ bất quá muốn phát huy ra trường thương mạnh nhất độc thứ chi lực, nhất định phải sơ bộ luyện hóa trường thương, nhưng là một cái thần khí hiển nhiên không có khả năng người này luyện hóa về sau một người khác lại có thể tùy ý luyện hóa. Không có. Hàng Diệu nghe vậy lập tức sắc mặt trở nên khó nhìn lên, hắn không biết Diệp Phạm nói là thật là giả, bất quá hắn cũng không tốt trực tiếp phát tác, dù sao Diệp Phạm cho đi chu gia nhiều người như vậy trường thương, không có cũng bình thường, người bình thường ai sẽ mang nhiều như vậy thần khí trường thương. Ta nói cái kia ngô đang thần, tại hạ Nguyệt Sơn hoác thiên đao, trong tay có một ít tài nguyên, có thể hay không từ trong tay ngươi mua một chui thần khí trường thương. Hàng Diệu về sau, Hoắc Thiên Đao thanh âm vang lên, không thể không nói, Hoắc Thiên Đao người này xác thực đủ đục, Diệp Phàm tất nhiên cự tuyệt hàng diệu, người bình thường cũng sẽ không ở thời điểm này tìm Diệp Phàm muốn trường thương, bởi vì Diệp Phàm có cũng không khả năng cho hắn, nếu không sẽ chỉ vô duyên vô cớ đắc tội hàng diệu. Hoắc Thiên Đao đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy Diệp Phàm hẳn còn có trường thương, chỉ bất quá không nguyện ý cho hàng diệu thôi, vì sao như thế? Bởi vì hắn Hoắc Thiên Đao ngày bình thường chính là làm như thế, chỉ nếu không thích người, hắn liền không vui cho. Không cần mua sắm, ta đưa ngươi một chui. Diệp Phạm lúc này lấy ra một chui thần khí trường thương ném cho Hoắc Thiên Đao, Hoắc Thiên Đao lúc này tiếp nhận trường thương, thô hào trên mặt lộ ra một lần nụ cười nói. Ha ha, tốt, ta Hoắc Thiên Đao nhớ kỹ ngươi, ngươi kêu Ngô Cường đúng không? Từ giờ trở đi, ta bảo kê ngươi, ai muốn động tới ngươi, ta thì giết người đó. Chương 2326. Đâm xuyên bia đá trường thương. Nguồn: Mê truyện audio.com. Ngươi không phải nói ngươi không có trường thương sao? hàng diệu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng nếu là diệp phàm không xuất ra trường thương vô luận diệp phàm có hay không hắn đều có hạ bậc thang nhưng là vừa rồi hắn yêu cầu trường thương thời điểm diệp phàm nói bản thân không có bây giờ hoắc thiên đao yêu cầu diệp phàm trực tiếp lấy ra ngoài đây không phải đánh hắn mặt sao chung quanh đông đảo tu sĩ đều lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười hàng diệu cảm thấy mình rất là mất mặt lập tức diễn sinh ra đối với diệp phàm vô tận sát cơ hắn lạnh lùng nhìn xem diệp phàm chỉ cần diệp phàm không cho ra một hợp lý đều là hắn liền sẽ đem diệp phàm chém giết ở đây thanh trường thương kia khí linh một mực đám người phải chăng có tư cách thu hoạch được truyền thừa, có thể không lo chuyện khác người ở giữa vết chóc. Diệp Phàm nghe vậy lúc này khóe miệng lộ ra một tia chăm chọc ý cười. Ta nói, lại như thế nào? Phách lối, một cái tố địa thần lại dám tại hắn hàng diệu trước mặt lớn lối như thế, hàng diệu lúc này rút trường kiếm ra, lạnh giọng nói. Ngô Cường, ngươi muốn chết. Chậm đã. Chu Tiên Nhi vội vàng ngăn lại Ngô Cường, đạm thanh nói, hàng diệu, ngô đang thần trường thương có cho hay không ngươi, là hắn tự do, hắn là người chúng ta, ngươi không thể ra tay với hắn. Coi như xuất thủ, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, câu nói này Chu Tiên Nhi cũng không nói ra, Diệp Phạm trước đó tiến vào đồng thiên chi địa thời điểm mặc dù đưa tới đám người chú ý, bất quá như hàng diệu đám người rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở đối thủ mình trên người, có ai hứng thú đi xem Diệp Phạm đối ứng hồn lực hư ảnh. Cũng chỉ có ngay từ đầu liền đối với Diệp Phạm sinh ra hoài nghi Chu Tiên Nhi mới có thể như thế chú ý, Tiên Nhi mùi mùi, người này khiêu khích như vậy ta, ta. Làm sao có thể nhẫn? Hàng Diệu lúc này sắc mặt khó coi đến hàng diệu đừng quên thân phận của ngươi chu sấm lúc này hừ lạnh nói chu tiên nhi đã lên tiếng hàng diệu còn cố chấp như vậy ý mình chu sấm tự nhiên không thể chịu đựng hàng diệu lúc này ngăn chặn bản thân sát cơ hừ lạnh nói ngô đan thần rất tốt ta sẽ nhường ngươi minh bạch có ít người ngươi không thể trêu vào nói xong hàng diệu đứng ở một bên cũng không đang tiếp tục xuất thủ ha ha có ý tứ, những năm này Chu gia cũng thật là không có rơi, chỉ là một cái tố địa thần cấp bậc bác phẩm đang thần cũng dám cùng hàng gia thiên kiêu số một nói như thế, muốn ta nói, hàng gia đã có đầy đủ thực lực, hoàn toàn có thể thoát khỏi Chu gia. Hiên viên không thấy vậy lúc này khích bác ly dáng nói, ngược lại nhìn về phía Diệp Phạm nói, nhìn tới ngươi đối với chu gia cũng không phải cực kỳ sảng khoái vị này ngô đan thần ngươi gia nhập chu gia nên không lâu đi sợ là không biết hàng gia cùng chu gia quan hệ này hàng diệu muốn giết ngươi chu tiên nhi là xem ở ngươi cho nhiều như vậy thần khí trường thương trên cơ sở mới có thể giúp ngươi một lần chờ sau khi ra ngoài ngươi sẽ chết cực kỳ thảm ta hiên viên gia tộc cùng chu gia một mực không hợp ngươi muốn sống liền đến ta hiên viên gia tộc cho ta một chuôi trường thương ta bảo ngươi không có chuyện gì nói đến cùng hiên viên gia tộc thiên kiêu bên trong có được trường thương người cũng không nhiều Diệp Phạm nghe vậy lúc này nhìn về phía hiên viên không, đạm thanh nói. Chính là ngươi đem ta bằng hữu bắt lấy hiến tế. Hiên viên không nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, hắn đương nhiên biết rõ trước mắt nam tử cùng cái kia hai cái tế phẩm quan hệ không tệ, bất quá tại sinh tử áp lực trước mặt, hắn cảm thấy Diệp Phạm chọn mạng sống, đến mức đem Diệp Phạm bằng hữu xem như tế phẩm, chút chuyện nhỏ này, hắn hiên viên không đều không so đo, chẳng lẽ người này muốn so đo không được. Phải biết, hắn hiên viên không phía sau, thế nhưng là đứng đấy một cái ẩn thế gia tộc đâu ha ha một chút việc nhỏ ta cảm thấy không cần thiết nhớ kỹ chỉ cần ngươi gia nhập ta hiên viên gia tộc ta sẽ không để ý cùng ngươi cái kia hai cái bằng hữu ở giữa khúc mắt ta nói sẽ bảo ngươi an toàn liền nhất định sẽ bảo ngươi an toàn hiên viên không cười ha hả nói ngươi hiên viên gia tộc cũng xứng diệp phàm lúc này tức cười người này rốt cuộc là cỡ nào siêu việt mới có thể nói ra những lời này hắn diệp phàm còn không có tìm người này phiền phức người này vậy mà đến rồi một câu hắn hiên viên không không so đo thật sự buồn cười nghĩ tới đây diệp phàm không khách khí nói động bằng hữu của ta, còn muốn trường thương, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Hiên viên không sắc mặt lúc này âm trầm sắp chảy ra nước, mãnh liệt cảm giác ưu việt để cho hắn không thể nào tiếp thu được mình bị một cái tố địa thần tu sĩ như thế chăm chọc, nhất là Diệp Phạm đã nhắc tới hiên viên gia tộc, xem như hiên viên gia tộc tộc nhân, hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lúc này, tất cả hiên viên gia tộc tu sĩ đều là bộc phát ra cường hoành thần lực, Chu Tiên Nhi đám người thấy thế cũng mảy may không rơi vào thế hạ phong, Chu gia cùng hiên viên gia tộc bản thân liền không hợp, cứ việc Diệp Phạm biểu hiện quá tùy tiện, nhưng là lúc này, bọn họ tất nhiên là phải đứng ở Diệp Phạm bên này. Các ngươi muốn đấu, vậy liền ra ngoài đấu, ta không có quá nhiều kiên nhẫn chờ các ngươi, mười hơi bên trong, Phạm là chưa từng làm đến đâm vào bia đá ba thước tu sĩ, đều là sau khi mất đi tiếp theo khảo nghiệm tư cách. Bá Huyền Đạm Mạc nói, lúc này vô luận là hiên viên gia tộc vẫn là chu gia thiên kiêu đều là thu liễm khí tức, ngay sau đó, cơ hồ tất cả có được thần khí trường thương người đều là bay đến trước tấm bia đá, tụ lực đâm vào. Đương đương đương. Cơ hồ ở trong chớp mắt, cơ hồ một nửa người trực tiếp bị một cổ sức đẩy đánh bay chỉ có cá biệt đối với thương đạo lý giải cực sâu người mới có thể đủ đem trường thương đâm vào trong đó tấm bia đá này không thể dựa vào thực lực tuyệt đối đâm vào trường thương ba thước khoảng cách mỗi một xích đều yêu cầu người khiêu chiến có được cực cao thương đạo tiêu chuẩn bay ra tu sĩ vội vàng đem trường thương đưa cho gia tộc cái khác không có trường thương người còn lại người cũng nhao nhao bay về phía bia đá trường thương đâm xuống diệp phàm không có cảm giác bất luận cái gì áp lực hắn đối với thương đạo cảm ngộ đã đạt đến huyền thần tam tắc trình độ phốc phốc liên tục hai tiếng tiếng vang dọn dã. Lúc này đông đảo tu sĩ nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía nguồn thanh âm, chỉ thấy hai thanh trường thương đồng thời đâm xuyên qua bia đá, hướng về bia đá đằng sau cự sơn đâm tới. Bia đá độ dày chỉ ít có sáu thước, ba thước chính là hợp cách. Ai cũng chưa từng nghĩ đến học có người trực tiếp đem bia đá đâm xuyên. Thẩm Đỉnh Thiên, độc cô tiêu sái lạnh giọng nói. Kể từ khi biết Thẩm Đỉnh Thiên là tu la tộc về sau, độc cô tiêu sái đối với Thẩm Đỉnh Thiên sát cơ sớm đã đi tới cực hạn. Độc cô gia tộc toàn lực bồi dưỡng Thiên Kiêu là một gã tu la tộc đây đối với độc cô gia tộc mà nói, là tuyệt đối không cách nào xóa đi sĩ nhục. Nhưng mà độc cô tiêu sái cũng không thể không thừa nhận, thẩm đỉnh thiên tư chất xa xa mạnh hơn hắn nhiều, ức vạn năm hiếm thấy võ đạo thể, bất luận cái gì pháp tắc, võ đạo ở trước mặt hắn đều giống như trò đùa, chỉ là thương đạo, với hắn mà nói có tính cái gì. Thẩm đỉnh thiên có thể đâm xuyên bi đá, mặc dù để cho đám người cảm thấy kinh diễm, nhưng là thẩm đỉnh thiên xem như độc cô lão tổ đệ tử, đã sớm thanh danh tại ngoại, nếu không có thẩm đỉnh thiên đi theo độc cô lâm phong thời gian quá nói nhiều, đang ngồi tu sĩ ai là hắn hợp lại số lượng. Mà đổi thành một cái gai xuyên thạch biên người liền để đám người cảm giác chấn kinh rồi, tu vi thất giai tố địa thần Ngô Cường, cho tới nay, đông đảo thiên tài đều chưa từng coi trọng Ngô Cường, thậm chí vừa rồi người này khẩu xuất cùng ngôn thời điểm, đông đảo tu sĩ cảm giác đầu tiên chính là quá ngu xuẩn. Nhưng mà một người như vậy, vậy mà đem bia đá đâm xuyên qua, đây là có chuyện gì? Độc cô gia tộc đệ tử sau khi kinh ngạc lại là đương nhiên, bọn họ lão tổ đều đề danh người, quả nhiên không phải bình thường. Hà Thanh Tuyết nhìn xem chui này xuyên việc bia đá trường thương, trong lòng âm thầm nỉ non, nàng biết rõ Diệp Phạm rất mạnh, chỉ ít tại Thanh Long phân viện, Diệp Phạm đủ để làm đến cùng giai vi tôn, nhưng là nàng không hề nghĩ rằng, cho dù ở nơi này chút ẩn thế gia tộc thiên kiêu bên trong, nam nhân này vẫn như cũ cường đại như thế. Chương 2327 Khủng bố thương ý Nguồn Mê truyện audio com Trận đầu khảo thí, năm cái gia tộc thiên kiêu tăng thêm Diệp Phạm, Thẩm Đỉnh Thiên, Hà Thanh Tuyết tỷ mùi tổng cộng 50 người, trực tiếp bị soát rơi 35 người, có này có thể thấy được, loại này khảo nghiệm độ khó cao bậc nào. Dù sao đang ngồi tu sĩ, từng cái đơn độc xuất ra đi, cái kia cũng là nhất đẳng yêu nghiệt a, Hà Thanh Tuyết đồng dạng thuận lợi thông qua được khảo thí, nàng thực lực kém cỏi nhất, nhưng là đối với thương đạo lý giải lại không kém, nhưng lại Hà Thanh Sương, đối với thương đạo cơ hồ một chữ cũng không biết, vô duyên tiến vào trận thứ ba khảo nghiệm. Trong 10 năm người, độc cô gia tộc tu sĩ nhiều nhất, người Chu gia đến ít nhất, chỉ có Chu Tiên Nhi một người, cho dù là Chu Sấm, cũng cờ sai một chiêu bá huyền cố định ở trong hư không tay phải vung lên bia đá bay lên rơi vào cự sơn bên trong tiếp lấy bá huyền thanh âm vang lên lần nữa các ngươi 15 người có tư cách tiến vào tầng thứ ba khảo nghiệm vừa nói bá huyền hư ảnh biến mất đi vào cự sơn trên đỉnh trường thương bên trong ngay sau đó trường thương chậm rãi từ địa mẫu thần nguyên thủy trong đàm bay lên mũi thương có chút vận chuyển ngay sau đó một cổ trùng thiên thương ý chớp mắt rơi xuống thẳng bức dịp phạm đám người Cùng lúc đó, Diệp Phàm chờ 15 người, mỗi người dưới chân trống rỗng xuất hiện một cái bệ đá, bệ đá chậm rãi lên cao, đón thương ý đi. Rơi xuống bệ đá người bị loại. Bá huyền thanh âm lăng không vang lên, lúc này đông đảo cường giả các hiển thần thông, cứ việc chỉ là một vòng thương ý, nhưng mà bao quát Diệp Phàm ở bên trong đông đảo cường giả đều là cảm thấy một cổ không cách nào ngăn cản sắc bén, để cho người ta không nhịn được muốn tránh né. Kiếm khí, thần lực. Cương lực đủ loại lực lượng giao hội, phân biệt ngăn cản xong về phía mình thương ý, nhưng mà rất nhanh, đông đảo cường giả nhau nhau động dung, mặc dù bọn hắn đã ra tay toàn lực, nhưng mà đối với thương ý tiêu hao cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, thương ý tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng là thương ý sắc bén chi lực lại càng ngày cũng mạnh, đám người phản kháng càng ngày càng bất lực, rất nhanh, mọi người đã minh bạch, này một lần khảo nghiệm, không phải khảo nghiệm bọn hắn thực lực, mà là khảo nghiệm bọn hắn đạo tâm, bọn họ đối mặt cổ này nghịch thiên thương ý thời điểm, có thể hay không làm đến thản nhiên bất động. Muốn trở thành bá huyền thương chủ nhân, tối thiểu nhất một điểm, nhân không thể bị vũ khí mình phát ra thương ý chấn nhiếp, nếu không, đối mặt địch nhân thời điểm, bản thân trước bị vũ khí mình bị dọa đến khiếp đảm, nơi nào còn có năng lực đi đối phó địch nhân. Bất quá cho dù đám người minh bạch đây là khảo nghiệm bọn hắn đạo tâm, nhưng là đối mặt khủng bố như thế thương đạo chi lực thời điểm, vẫn như cũ rất khó kiên trì, trước hết nhất bị loại là tu vi kém cỏi nhất Hà Thanh Tuyết, cũng không phải nói Hà Thanh Tuyết tư chất sau người khác kém, chỉ bất quá đối mặt loại súng này ý thời điểm, cá nhân thực lực càng kém, tiếp nhận áp lực càng lớn. Hà Thanh Tuyết bị loại về sau, cái khác tại tố thiên thần cảnh giới võ tu cũng có chút không kiên trì nổi, bất quá những người này dứt khoát cắn răng một cái, không ngừng thôi miên bản thân, đây là huyễn cảnh, đây đều là huyễn cảnh, tuyệt không thể rời đi bệ đá. Phốc Một đạo rất nhỏ phá toái thanh âm vang lên, lại là hiên viên gia tộc bên trong một tên cửu giai tố thiên thần nhục thể trực tiếp bị thương ý xé nát, lập tức chết đi. Một thấy có người chết đi, lúc này một chút đã bị thương ý bức đến cực hạn tu sĩ nơi nào còn dám dừng lại ở trên bệ đá, Bọn họ sở dĩ cưỡng ép lưu tại nơi này là bởi vì bọn họ cho rằng ván này khảo nghiệm chính là đạo tâm, sẽ không thật đã thương bọn họ, ai có thể nghĩ tới cổ này thương ý thực biết giết người. Có người chết đi, trong lòng còn có may mắn người cũng nhau nhau bay xuống bệ đá, rất nhanh 15 người chỉ còn lại có 5 người vẫn ở chỗ cũ đau khổ kiên trì. Thương ý lần nữa tiếp cận, rốt cục Chu Tiên Nhi cũng vô pháp chống lại, bất đắc dĩ bay ra bệ đá, trên sân cuối cùng chỉ còn lại có Độc Cô Tiêu Sái, Diệp Phàm, Thẩm Đỉnh Thiên cùng Hoắc Thiên Đao. Thẩm Đỉnh Thiên độc cô tiêu sái cùng hoắc thiên đao ngược lại cũng thôi cái kia ngô cường bất quá chỉ là tố địa thần coi như hắn một thương đâm xuyên qua bia đá thương đạo tu vi cực kỳ đáng sợ nhưng là đối mặt loại này đẳng cấp thương ý vẻn vẹn dựa vào thương đạo tu vi như thế nào ngăn cản rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn ai nấy đều thấy được lúc này có thể kiên trì tại trên bệ đá tu sĩ cá nhân thực lực đều tuyệt đối là đông đảo thiên kiêu bên trong cao cấp nhất tồn tại nói một cách khác cái này ngô cường thực lực căn bản không thể so với độc cô tiêu sái đám người yếu chu gia vẫn còn có bậc này đòn sát thủ hiên viên không trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ trách không được người này như vậy cùng ngạo nguyên lai người này có khủng bố như thế thực lực cái gọi là thất giai tố địa thần tất nhiên là người này cố ý ẩn nấp tình huống mình che giấu tai mắt người hàng diệu sắc mặt cũng có chút khó coi một phương diện hắn khó chịu chu tiên nhi đối với hắn che giấu cái này ngô đang thần thực lực để cho hắn vô duyên vô cớ đắc tội một cái như vậy cường giả càng là nhiều lần mất mặt một phương diện khác hắn ngoan thoại đã buông xuống nếu là cuối cùng không giải quyết được gì hắn mặc để nơi nào chu sắm mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem chu tiên nhi không chỉ là hàng diệu không biết cái này đột nhiên toát ra ngô đan thần thực lực hắn cũng căn bản không biết tình báo này người này cũng không phải là ngô đan thần ta vốn cho là hắn là ngô đan thần chu tiên nhi dùng tiên lực ngăn cách thanh âm đối với người chu gia nói lúc này chu sắm đám người sắc mặt hơi đổi một chút chu tiên nhi là ý nói người này giết ngô cường đoạt đối phương lệnh bài đồng thời giả mạo ngô cường đi theo đám bọn hắn đi vào đạo huyền sơn người này đối với chúng ta không có địch ý chúng ta không thể tùy ý cùng là địch địa mẫu thần nguyên thủy chúng ta chu gia đã vô duyên được nếu là người này cuối cùng được đến địa mẫu thần nguyên thủy cùng bá huyền thương lời nói chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực lôi kéo người này chu tiên nhi nói tiếp tiên nhi muội muội không cần như thế người này tất nhiên giả mạo ngô cường đi theo chúng ta tới đến đạo huyền sơn tất nhiên không phải cái khác ẩn thế gia tộc người người này thực lực có mạnh hơn nữa cũng bất quá là chu đại ca cấp bậc này nếu là người này chiếm được bá huyền thương cùng địa mẫu thần nguyên thủy chúng ta hoàn toàn có thể giết người này đoạt bảo vật Hàng Diệu vội vàng nói, hắn đối với Diệp Phạm phản cảm đã chuyển hóa thành sát cơ, nếu như Chu gia toàn lực lôi kéo được Diệp Phạm, đồng thời toàn lực bồi dưỡng, Diệp Phạm cho hắn nhục nhã hắn chẳng phải là không có cách nào rửa sạch. Giết người này. Không nói trước người này thực lực bây giờ đã không thể so với đại ca kém, nếu là người này thực sự đến bá huyền thương, này bá huyền thương phẩm giai ít nhất cũng là ngụy thiên truyền thánh khí trình độ, hắn dùng cái này thương đối địch, chúng ta làm sao có thể là người này đối thủ. Chu Tiên Nhi lúc này phản bác. Tiên Nhi muội muội, bá huyền thương xác thực cường hoành, nhưng là đó là tại không nhận chủ thời điểm, lúc này khí linh thuộc về trạng thái đỉnh phong, mà một khi bảo vật nhận chủ, bảo vật uy năng liền sẽ cùng chủ nhân tu vi cùng một nhịp thở, người này coi như ẩn nặc tu vi, nhưng là từ hắn biểu hiện ra thần lực dung lượng đến xem, cũng cần phải không đến thần nguyên cảnh, đã như thế, chỉ cần bá huyền thương hoàn thành nhận chủ, bá huyền thương khí linh liền sẽ bởi vì chủ nhân tu vi mà bị áp. Chế. Hàng Diệu nói thẳng, chư vị, không nói trước người này có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta chu gia, liền nói này để mẫu thần nguyên thủy, các đại gia tộc đều tình thế bắt buộc, người này một khi chiếm được truyền thừa cuối cùng, xuất thủ coi như không chỉ chúng ta chu gia một nhà, đến lúc đó chúng ta giả ý bảo hộ hắn xong ra trùng vây, về sau còn sợ không chiếm được hắn tính nhiệm sao. Đến lúc đó tại đột nhiên xuất thủ, hắn làm sao có thể kịp phản ứng. Chương 2328 Bá huyền nhận chủ Nguồn Mê truyện audio com Chúng ta làm sao có thể đủ làm ra như thế ti tiện sự tình. Chu Tiên Nhi trực tiếp cự tuyệt nói, cái khác trước không nói nhiều, người này chưa chắc có thể được bá huyền thương cùng địa mẫu thần nguyên thủy người chu gia nghị luận đồng thời hoắc thiên đao cùng độc cô tiêu sái cũng lần lượt bay ra bệ đá muốn đối mặt cổ này thương ý vẻn vẹn dựa vào thực lực mạnh mẽ là không đủ đối với thương đạo lý giải đồng dạng phi thường trọng yếu thương ý đã lâm thể thẩm đỉnh thiên võ đạo thể bộc phát cùng bào thương ý biến thành thương đạo cảm ngộ thẩm đỉnh thiên vậy mà trực tiếp lâm vào thương đạo đốn ngộ bên trong mà ở loại súng này nói đốn ngộ dưới trạng thái bất luận cái gì thương ý đều trở thành cho hắn đốn ngộ thuốc bổ thương ý đem thẩm đỉnh thiên bao khỏa, thẩm đỉnh thiên lại không có chút nào bị thương ý thương tổn tới tình huống, có thể thấy được thẩm đỉnh thiên thông qua được trận thứ ba khảo nghiệm. Một người khác chính là Diệp Phạm, Diệp Phạm chấp hai tay sau lưng, nhưng lại cũng không phải là lâm vào thương đạo cảm ngộ bên trong, không thể không nói, võ đạo thể chỗ biến thái để cho Diệp Phạm cũng vì đó động dung. Bất quá giờ phút này Diệp Phạm rất nhiều thiên kiêu trong mắt là lộ ra càng thêm thần bí, Diệp Phạm chẳng hề làm gì, cứ như vậy mạnh mẽ chống đỡ thương ý công phạt, nhưng mà rõ ràng thương ý khủng bố khắc nghiệt chi lực đi vào Diệp Phàm trong thân thể, Diệp Phạm lại giống như Người không việc gì đồng dạng Đây là tình huống gì Bị qua thương ý bức bách người rung động nhất Bọn họ rất rõ ràng cổ này thương ý cường đại Cho nên rõ ràng hơn muốn làm Diệp Phạm như vậy Cần kinh khủng bực nào thủ đoạn Hỗn động đạo đang vận chuyển Thương này ý mặc dù đáng sợ Nhưng là dù sao cũng là một trận khảo nghiệm Thương ý cường độ cũng liền tại huyền thần tam tác trình độ Liền cho Diệp Phạm phá phòng tư cách đều không có Đương nhiên Diệp Phạm trong lòng vẫn là rất khó chịu này thẩm đỉnh thiên bị thương ý kích thích một lần liền đốn ngộ hắn tất nhiên một điểm cảm ngộ không có. Người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Thương ý biến mất, bá huyền thương khí linh bay ra, kiêu căng hai mắt nhìn về phía thẩm đỉnh thiên phương hướng, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia thưởng thức, hiển nhiên đối với thẩm đỉnh thiên biểu hiện phi thường hài lòng, hắn cần chính là loại này đối với thương đạo có cực kỳ đáng sợ năng lực phân tích thiên kiêu, người như vậy mới có tư cách trở thành nó chủ nhân, khó được là bá huyền cũng không thúc giục thẩm đỉnh thiên, mà là chờ lấy thẩm đỉnh thiên đốn ngộ hoàn tất, những người khác tự nhiên cũng không dám thúc giục, nói đến cùng, ở cái này khí linh trước mặt, bọn họ thật đúng là chẳng là cái thái gì, bất quá nghĩ đến thẩm đỉnh thiên là tu la tộc thân phận, độc cô tiêu sái đám người sắc mặt liền có chút khó coi, nếu là cuối cùng để cho thẩm đỉnh thiên chiếm được bá huyền thương cùng địa mẫu thần nguyên thủy, ngày sau thẩm đỉnh thiên sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Thậm chí người này thật có thể sẽ trở thành nhân tộc lớn nhất uy hiếp. Nửa canh giờ về sau, thẩm đỉnh thiên thức tỉnh, hắn vội vàng hướng về phía bá huyền chắp tay nói. Đa tạ tiền bối chờ đợi, vãn bối vô cùng cảm kích. Không sao, có thể có chỗ đốn ngộ chính là ngươi bản sự. Cứ việc ngoài miệng nói tùy ý, nhưng là ai nấy đều thấy được. Bá Huyền đối với Thẩm Đỉnh Thiên rất là hài lòng. Lúc này có thể tiến vào cuối cùng tầng một khảo nghiệm chỉ có Diệp Phạm cùng Thẩm Đỉnh Thiên hai người, tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở trên thân hai người, bọn họ đối với cuối cùng Bá Huyền thương thuộc sở hữu đồng dạng phi thường tò mò. Đương nhiên, cơ hội tất cả mọi người đều có khuynh hướng Diệp Phạm có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Một phương diện, Thẩm Đỉnh Thiên là tu la tộc, Đông đảo thiên kiêu xem như nhân tộc. Tự nhiên không muốn Thẩm Đỉnh Thiên trở thành cuối cùng bên thắng, Thẩm Đỉnh Thiên bọn họ là muốn giết, trước đó vì tồn tại thực lực cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy, không cùng độc cô tiêu sái cùng nhau xuất thủ ứng phó Thẩm Đỉnh Thiên, nhưng là xem như nhân tộc, bọn họ đối với dị tộc hận vẫn là. Nếu như Thẩm Đỉnh Thiên thu được Bá Huyền Thương, như vậy chém giết Thẩm Đỉnh Thiên độ khó sẽ mạnh rất nhiều, thậm chí đám người hợp lực cũng chưa chắc có thể giết được Thẩm Đỉnh Thiên, chớ nói chi là cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy. Một phương diện khác, trước mắt cái này Ngô Cường nếu là chiếm được hai món bảo vật này, Đầu tiên người này thực lực tuyệt đối không có khả năng có thể so với Thẩm Đỉnh Thiên, vô luận hắn là không ẩn tàng tu vi, tất cả mọi người có thể suy đoán ra người này đại khái tu vi, cho dù có chu gia hỗ trợ, cái này Ngô Cường tăng thêm chu gia tất cả mọi người cũng không có một cái nào Thẩm Đỉnh Thiên khó giải quyết, bọn họ đối với cái này Ngô Cường xuất thủ có thể cướp đoạt địa mẫu thần nguyên. Thủy Sát xuất xa xa lớn hơn ra tay với Thẩm Đỉnh Thiên. Tầng cuối cùng khảo nghiệm, ai trước đi lên đỉnh núi, ai là cuối cùng bên thắng. Bá Huyền tiếp lấy đạm thanh nói, rất nhanh, cự sơn phía trên xuất hiện hai con đường. Mỗi một con đường phía trên đều có quỷ dị thần văn lưu chuyển, hiển nhiên muốn đi lên đỉnh núi cũng không có đơn giản như vậy, bay thẳng lên đỉnh núi hiển nhiên là không cho phép, bá huyền cũng không khả năng cho dịp phàm hai người chui cái này chỗ trống. Dịp phàm cùng Thẩm Đỉnh Thiên căn bản không chút do dự, đồng thời bay lên, rơi vào hai đầu trên sơn đạo, tiếp lấy hướng về đỉnh núi chạy như bay, nhưng mà rất nhanh, hai người liền cảm thấy một cổ phong ấn chi lực, những cái này thần văn lại có thể phong ấn thực lực bọn hắn. Thẩm Đỉnh Thiên thần sắc như thường, bất quá chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên phong ấn chi lực với hắn mà nói có nhất định trở ngại, ngược lại là Diệp Phàm, hắn cảm thụ được cổ này cường đại phong ấn chi lực, trong lòng không khỏi âm thầm mừng rỡ. Bàn về phong ấn chi lực, hắn nhưng là người trong nghề, bất luận cái gì phong ấn chi lực tại Thiên Đế Đồ Lục Thần Bí Thần Văn phía dưới lại tính cái gì. Hôm nay nếu là này trên sơn đạo thần văn là đơn thuần lực bài xích, Diệp Phàm thật đúng là đau đầu hơn mấy phần, dù sao tại không thể sử dụng Thanh Long Vũ Trang tình huống dưới, Diệp Phàm cũng không có lòng tin tuyệt đối thắng qua thẩm đỉnh thiên hết lần này tới lần khác tầng cuối cùng khảo nghiệm là phong ấn chi lực diệp phàm có thể cảm giác được cổ này phong ấn chi lực đối với thương đạo áp chế là yếu nhất đồng dạng mỗi một cổ phong ấn chi lực đều có một cổ thương đạo tinh túy có thể cho tiếp nhận khảo nghiệm người ở trên núi trong quá trình tăng lên bản thân thương đạo tu vi từ đó tăng lên bản thân lên núi tốc độ luận võ nói cảm ngộ diệp phàm tự nhận là không so được võ đạo thể thẩm đỉnh thiên diệp phàm cũng không có ý định dùng loại phương thức này leo núi câu thông ngũ hành châu ngũ hành châu biến thành thiên đế đồ lục tiếp lấy từng đạo từng đạo thần bí thần văn bám vào tại diệp phàm dưới chân khác một bên thẩm đỉnh thiên đã dựa vào bản thân siêu cường năng lực lĩnh ngộ chậm rãi tăng tốc bản thân tốc độ mà diệp phàm nhưng như cũ có chút bước đi liên tục khó khăn mọi người ở đây cho rằng diệp phàm không có hy vọng thời điểm diệp phàm lại trực tiếp bước đi như bay lên đạp 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 một đường chạy vội thần bí phong ấn thần văn tại diệp phàm dưới chân căn bản không có bất kỳ trở ngại nào hiệu quả bá huyền nhìn xem diệp phàm nhanh như vậy nhanh tiếp cận đỉnh núi lập tức có chút ngạc nhiên nó có thể cảm giác được diệp phàm cũng không dung hợp thương đạo tinh túy mà là dùng biện pháp khác đối phó phong ấn chi lực thẩm đỉnh thiên gặp diệp phàm tốc độ nhanh như vậy lúc này có chút sốt ruột hết lần này tới lần khác hắn không có diệp phàm loại này không nhìn phong ấn chi lực năng lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem diệp phàm đi đến trên đỉnh núi nửa khắc đồng hồ không đến diệp phàm đã đứng ở bá huyền thương phía trước mà thẩm đỉnh thiên lúc này vẫn ở chỗ cũ chân núi ai thắng ai thua đã không cần nói nhiều thẩm đỉnh thiên sắc mặt âm trầm vô cùng dưới núi đám người lại đều là thở dài một hơi diệp phàm nhìn xuống kích động hướng về phía bá huyền chắp tay tiền bối cuối cùng khảo nghiệm tại hà hẳn phải thắng rồi a à? bá huyền nghe vậy cũng không vội và đáp lại mà là vung tay lên thẩm đỉnh thiên trực tiếp từ dưới núi bay đến trên đỉnh núi hắn đạm mạc nhìn diệp phàm một cái nói không sai cuối cùng khảo nghiệm ngươi thắng vừa nói bá huyền đánh ra khí linh ấn ký chỉ cần đem khí linh ấn ký dung hợp liền có thể trở thành bá huyền chủ nhân đông đảo cường giả đều có chút hâm mộ nhìn xem diệp phàm Vô luận dịp phàm về sau gặp được cái nào nguy hiểm, nhưng là chỉ ít giờ phút này, dịp phàm sẽ chi phí bá huyền chủ nhân, đồng thời có được một cái đầm địa mẫu thần nguyên thủy. Thẩm Đỉnh Thiên trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám vào lúc này lỗ mãn, bá huyền thương không nhận chủ trước đó, khí linh thực lực chính là bá huyền thương đỉnh phong nhất thực lực. Song khi tất cả mọi người đều cho là hết thảy đều kết thúc thời điểm, khí linh ấn ký lại bay đến Thẩm Đỉnh Thiên trong tay, đồng thời bá huyền kiêu căng nhìn xem dịp phàm nói. "Bất quá, ngươi không xứng trở thành ta chủ nhân." Chương 2329. Muốn chết dịp phàm. Nguồn: Mê truyện audio.com. Lập tức, tất cả tu sĩ đều là ngạc nhiên, đám người cũng là trải qua không ít bí cảnh truyền thừa giả, giống loại kinh nghiệm này khó khăn trọng trọng cuối cùng thu hoạch được truyền thừa tư cách, khí linh lại lựa chọn kẻ thất bại tới đón thủ truyền thừa tình huống bọn họ thật đúng là chưa bao giờ thấy qua, nếu như ngươi đã chọn thẩm đỉnh thiên, như vậy ngươi trực tiếp để cho hắn tiếp nhận truyền thừa chính là, lại muốn làm bốn đạo khảo nghiệm, này không phải cố ý chơi bọn họ sao? nhất là xem như người thắng diệt phàm có thể nói đây đã là đang vũ nhục diệt phàm đổi thành bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối chịu không được loại khiêu khích này diệt phàm đương nhiên cũng không khả năng tỉnh táo lấy đúng hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm bá huyền bá huyền nhưng căn bản không thèm để ý diệt phàm địch ý âm thanh lạnh lùng nói cút xuống đi nếu không ta sẽ chém ngươi ngươi có thể thử xem diệp phàm nghe vậy đạm mặt nhìn xem bá huyền này khí linh quả thật có năng lực khống chế bọn họ năng lực hành động bất quá diệp phàm nếu là cởi ra tất cả tinh hồng chi lực cũng chưa chắc không thể tránh thoát trưởng khống, Ngụy Thiên truyền thánh khí có mạnh mẽ hơn nữa, cũng dù sao vây ở chỗ này vô tận năm tháng, khí linh lại không thể tự hành tu hành, trong tay lực lượng còn có bao nhiêu thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa, nếu như bởi vì chém dết Diệp Phạm tiêu hao quá lớn lời nói, nhận chủ thời điểm liền không có năng lượng ngưng tụ hộ trận, đến lúc đó tu sĩ khác cũng không phải bất tài, một khi khí linh không có cách nào bảo hộ thẩm đỉnh thiên, đám người tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem bá huyền hoàn thành nhận chủ. hư, nhân loại, ta biết ngươi không phục, bất quá đối với ta mà nói, ta chỉ biết đi theo cường giả chân chính, ngươi bất quá mưu lợi đi tới trên đỉnh núi, ngươi không có tư cách trở thành ta chủ nhân, ngươi cũng không xứng, ta bá huyền sẽ không theo theo bất kỳ một cái nào phế vật, lúc trước sẽ không, về sau cũng sẽ không. Bá huyền không thèm để ý nói, tiếp lấy nó thân ảnh dung nhập bá huyền thương trong cơ thể, lực lượng kinh khủng từ bá huyền thương nhọn phía trên lượng vòng, bá huyền thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta xem tại ngươi hoàn thành tất cả khảo nghiệm phân thượng cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn, lăn xuống, vẫn là chết. Không có người có tư cách để cho ta lăn, chỉ là khí linh còn chưa xứng diệp phàm tay phải nắm chặt phục hồng kiếm khóe miệng lộ ra một tia dẻo cợt nói này bá huyền thương đều trêu như vậy hắn hắn diệp Phạm cũng không phải đồ đê tiện tự nhiên không có khả năng khách khí với khí linh ha 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 cùng vọng ngươi cũng dám nói bản tọa không xứng bá huyền lúc này giận dữ trường thương lập tức bay lên tiếp lấy hóa thành một đường vòng cung lập tức đâm về diệp phàm diệp phàm cảm nhận được một cổ tuyệt sát chi lực tiến đến lúc này phục hồng kiếm ra khỏi vỏ phong ấn cởi ra tinh hồng chi khí lập tức trút vào diệp phàm thể nội phục thiên mở ra luân hồi chi kiếm luân hồi pháp tắc dung nhập kiếm phong một kiếm vạn đạo sinh vạn đạo sinh luân hồi một kiếm này chính là phòng ngự chi kiếm đánh độc cô tiêu sái đám người nhất thời sửng sốt nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau ai cũng chưa từng nghĩ đến cái này ngô cường vậy mà như thế cùng vọng dám đối với ngụy thiên truyền thánh khí xuất thủ này thánh khí nếu là đã nhận thẩm đỉnh thiên làm chủ ngược lại cũng thôi dù sao thẩm đỉnh thiên chính là một tố thiên thần hắn có thể đủ trưởng khống thiên truyền thánh khí uy năng có hạn đây là khí linh không cách nào cải biến sự thật. Vấn đề là hiện tại bá huyền thương vẫn là vật vô chủ, đừng nói bọn họ, liền xem như thiên vị thần linh cường giả ở đây, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bá huyền thương một kích toàn lực. Đương nhiên, ai nấy đều thấy được, bá huyền thương khí linh bởi vì đã lâu tuế nguyệt, uy năng đã tiêu hao không ít, bất quá dù vậy, đang ngồi tất cả mọi người đi lên cũng không đủ nó một thương. Vì thở ra một hơi, không đáng. Hoác thiên đao có chút thở dài nói, Hà Thanh Tuyết cùng Hà Thanh Sương lúc này có chút nóng nảy, chỉ bất quá coi bọn nàng thực lực, đi lên cũng là cản trở. Oanh! Luân hồi chi kiếm lập tức trảm tại bá huyền thương mũi thương phía trên, lần này, Diệp Phàm cực kỳ may mắn kích phát pháp tắc bạo động. Pháp tắc bạo động, dung hợp bất diệt pháp tắc, lúc này, bá huyền thương mũi thương tàn phá vòng sau hồi kiếm khí nhất định bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện lần nữa, cùng bạo mũi thương vậy mà mạnh mẽ bị Diệp Phàm kiếm khí ngăn trở, đối với Diệp Phàm mà nói, một kích này cơ hồ tiêu hao hắn tất cả thần lực, bao quát huyết phủ bên trong huyết sát thần lực cũng cơ hội tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà có được thiên địa thông thần đặc tính diệt phạm căn bản không thèm để ý thần lực tiêu hao, hắn thần lực đang tiêu hao đồng thời lấy tốc độ càng nhanh bổ sung, cứ việc một kích này diệt phạm liên tục không ngừng vận chuyển thần lực chèo chống luân hồi kiếm khí, nhưng mà hắn thần lực rồi lại kịp thời chiếm được bổ sung, để cho hắn một mực ở vào trạng thái đỉnh phong. Mũi thương biến mất, diệp phạm khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, không chút khách khí cao giọng nói. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? quả nhiên là một kiện rác rưởi, coi như ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta cũng lười nhát muốn. Không thể không nói, Diệp Phàm tổn hại người bản sự cũng không kém, câu nói này đối với một cái kiêu ngạo khí linh mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn khiêu khích, loại khiêu khích này, cơ hồ khiến hắn phẫn nộ không nghĩ tại bận tâm thần lực tiêu hao cũng phải đem Diệp Phàm chém giết. Diệp Phàm dĩ nhiên không phải vì nhất thời miệng này, hắn còn không có nông cạn đến loại trình độ này, hắn là cố ý muốn tìm hấn bá huyền thương, này bá huyền thương có thể phát huy bản thân tất cả uy năng thần lực còn có bao nhiêu, liền xem như ngụy thiên sinh động khí không có chủ nhân ôn dưỡng tại vô tận trong năm tháng cũng tiêu hao không sai biệt lắm địa mẫu thần nguyên thủy cũng không có biện pháp để cho một cái khí linh một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong cho nên diệp phàm đoán chừng bá huyền thương có thể cơ hội ra tay có hạn dịp phàm có ba lần chống lại tất sát chi lực năng lực cho nên chỉ cần tại ba lần trong vòng vô luận bá huyền thương bộc phát ra uy năng bực nào đều không có cách nào chém giết dịp phàm mà dịp phàm liền sợ bá huyền thương lấy năm thành uy năng phát ra bốn lần công kích cứ như vậy lần thứ tư hắn liền sẽ chết đi trái lại bá huyền thương nếu là lấy mười thành uy năng phát ra hai lần công kích như vậy dịp phàm căn bản không có bất cứ chuyện gì nhân loại ngươi chọc giận bản tọa bá huyền thương khí linh lạnh giọng nói cùng bạo sát cơ điên cùng hội tụ dưới núi độc cô tiêu sái đám người đều có chút im lặng âm thầm cô này ngô cường là ngại bản thân mạng sống lớn lên sao chưa thấy qua như vậy muốn chết vừa rồi một kích kia người này mặc dù chặn lại nhưng là ai nấy đều thấy được bá huyền thương căn bản không dùng cái gì lực lượng vừa rồi nhiều nhất đối phương cũng bất quá dùng một thành uy năng thôi coi như ngươi chặn lại một kích này, cái này cũng tuyệt đối không phải ngươi cùng vọng vốn liếng. Bất quá đám người cũng phát hiện, này Ngô Cường chính là điển hình cần thể diện không muốn sống người. Chỉ là khí linh, cũng dám tự xưng bản tọa, ngươi cho rằng ngươi là cái thái gì, có năng lực ngươi giết chết ta, phế vật trường thương, cho tiểu gia tiểu gia đều chẳng muốn muốn đồ. Diệp Phàm cùng vọng vô cùng nói, lập tức bá huyền thương khí linh tức giận, khủng bố thần lực điên cùng hội tụ trên mũi thương, một thương này, chỉ ít tụ tập tám thành uy năng. Sưu. Mũi thương sẽ qua, tốc độ nhanh chóng diệp phàm căn bản chưa kịp phản ứng sau một khắc mũi thương nhập thể khí tức tử vong lập tức giáng lâm cửu huyền thiên tự hành vận chuyển một cổ cực kỳ cao đẳng thiên đạo chi lực xuất hiện ở diệp phàm thể nội tiếp lấy cổ này thiên đạo chi lực đem mũi thương toàn bộ hấp thu biến mất không thấy gì nữa diệp phàm mảy may không bị thương chết rồi hẳn phải chết đông đảo thiên kiêu đều lộ ra loại ý nghĩ này vừa rồi mũi thương bọn họ căn bản không có tới kịp cảm giác có thể thấy được mũi thương tốc độ nhanh bực nào hơn nữa bọn họ rõ ràng nhìn thấy Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì động tác phòng ngự. Chương 2330 Chọc giận gần chết bá huyền Nguồn Mê truyện audio com Hừ, ngu xuẩn mà nhân loại nhỏ yếu Bá huyền khinh thường thanh âm vang lên, nhưng vào lúc này, Diệp Phàm thanh âm theo sát mà đến Ngươi liền chúc bản lãnh này Cũng như thường lệ phách lối, cũng như thường lệ cung vọng Tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, ngược lại ngạc nhiên nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Phàm cái này sao có thể? Cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra dạng này nghi vấn, thậm chí bá huyền khí linh đều sửng sốt, nó tám thành uy năng một đòn, hơn nữa phi thường chính xác đâm vào con người trước mắt tử phủ bên trong, hắn lẽ ra tại mũi thương phía dưới nổ thành cho tàn mới đúng, làm sao có thể một chút sự tình đều không có. Nhưng mà ngay sau đó, bá huyền khí linh liền cảm nhận được cực kỳ rõ ràng khuất nhục, hắn là cao quý ngụy thiên sinh động khí, siêu việt thần khí tồn tại, vậy mà giết không chết một cái tố địa thần, đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Lúc này, càng thêm cường đại mũi thương xuất hiện lần này bá huyền ngay cả lời đều lười nói mũi thương chớp mắt đã tới trực tiếp chui vào dịp phàm tử phủ bên trong một kích này bá huyền toàn lực ứng phó oanh bá huyền khí thế giống như thiên uy đồng dạng để cho dưới núi đám người đều cảm giác được áp lực cực lớn chớ nói chi là trực diện bá huyền thương mang dịp phàm độc cô tiêu sái đám người cảm thụ được cổ này khí tức đáng sợ gần như có thể hoàn toàn xác nhận dịp phàm hẳn phải chết không nghi ngờ cái này ngô đan thần quả nhiên là không biết trời cao đất rộng Hàng Diệu nhìn không được nói, Diệp phàm nếu là chết rồi, hắn đương nhiên là cao hứng nhất. Bản tọa uy nghiêm không cho phép khiêu khích. Bá huyền thương khí linh thanh âm vang lên lần nữa, một kích này, nó có hoàn toàn chắc chắn chém giết Diệp phàm, nhưng mà rất nhanh, Diệp Phạm thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi sẽ chỉ nói mạnh miệng sao? Hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù là bá huyền thương khí linh một kích toàn lực, Diệp phàm vẫn không có bất cứ chuyện gì, trong lúc nhất thời, toàn bộ cự sơn chung quanh đều trở nên vô cùng an tĩnh tất cả mọi người đều là ngay tại chỗ có chút không thể tin như vậy hủy thiên diệt địa giống như mũi thương cũng vô pháp chém dết chỉ là một cái tố địa thần này đang nói đùa sao nếu như ngay từ đầu đám người cảm thấy diệp phàm vì ra một hơi phách lối như vậy diệp phàm là cái ngu xuẩn lời nói như vậy hiện tại diệp phàm cho mọi người cảm giác chính là ngưu bức người khác căn bản không phải là vì mặt mũi nhất thời xúc động người khác có bản sự này tìm về mặt mũi người bá huyền không phải mạnh sao ngươi không phải trước mặt mọi người làm nhục diệp phàm sao hiện tại sao không được người khác nhường ngươi chết, ngươi đều chết không được, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người khác không xứng trở thành ngươi chủ nhân. Đáng giận. Bá Huyền lập tức gầm thét, còn sót lại năng lượng bắt đầu tụ tập. Tiền bối chớ có xúc động. Thẩm Đỉnh Thiên liền nói ngay, người này dự định chính là để cho tiền bối ngài đem thần lực tiêu hao hoàn tất, từ đó không cách nào an toàn hoàn thành nhận chủ, đến lúc đó đám người cướp đoạt tiền bối bản thể, tại hạ cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể mang tiền bối lao ra. Bá Huyền nghe vậy lúc này tỉnh táo lại, diệp phạm lời nói hợp thời vang lên làm sao ngươi lợi hại như vậy nhưng lại giết chết tiểu gia a à, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ đánh trắm sao diệp phàm càng ngày càng lớn lối nói khóe miệng tràn đầy khinh thường để cho cái kia khí linh cực độ khó chịu nhân loại ngươi bất quá là bởi vì ta chưa từng lựa chọn ngươi thẹn quá hóa giận thôi đáng buồn vô luận ngươi làm sao trào phúng ta vô luận ngươi mạnh cỡ nào ngươi đều không có tư cách được ta tán thành ngươi trong mắt ta chẳng là cái thái gì bá huyền dù sao cũng là có đầy đủ linh trí khí linh lúc này phản bác ta không cần ngươi tán thành ngươi trong mắt ta đồng dạng chẳng là cái thái gì, ta nói qua, ngươi loại rác rưởi này pháp bảo, đặt ở tiểu gia trước mặt, tiểu gia cũng lười muốn, dùng ngươi làm vũ khí, bẩn tiểu gia tay, tiểu gia đứng ở chỗ này ngươi đều chết không được tiểu gia, ta muốn ngươi làm cái gì? Ngươi có thể giết gà vẫn có thể mổ heo. Bàn về làm người tức giận, Diệp Phàm thật đúng là chưa sợ qua ai, ngươi cho ta ngạo. Ta ngược lại muốn xem xem chúng ta ai ngạo hơn, Bất quá câu nói này Diệp Phàm cũng nói không sai, hắn mặc dù đối với Bá Huyền Thương từng có ý nghĩ, bất quá hắn quan tâm hơn là địa mẫu thần Nguyên Thủy, này phá thương yêu cho ai nhận chủ cho ai nhận chủ, nhưng là này địa mẫu thần Nguyên Thủy, hắn nhất định phải đem tới tay. Đối với người khác mà nói, một kiện Ngụy Thiên Truyền Thánh khí giá trị tuyệt đối phải cao hơn địa mẫu thần Nguyên Thủy, nhưng là đối với Diệp Phàm mà nói, hắn cảm thấy địa mẫu thần Nguyên Thủy quan trọng hơn, dù sao hắn nhưng là có được Hồng Mông Kỳ Bảo ngũ hành châu người, ban đầu ở tiên giới, Hồng Mông Kỳ Bảo thiên địa xích hắn trực tiếp cho Diệp Quỷ tại thiên vũ đại lục tự như ngưng bản mệnh pháp bảo hỗn độn kỳ bảo chí cao quyền trường hắn cũng chưa từng tham luyến huống chi là một cái như thế trêu đồ hắn ngụy thiên truyền thánh khí nói thật coi như bá huyền hiện tại thật muốn nhận hắn làm chủ hắn thật đúng là bỏ đi như giày rách bá huyền quả thật bị diệp phàm tức giận không nhẹ hắn có bản thân kiêu ngạo diệp phàm coi thường như vậy nó một hơi này nó không có cách nào chịu đựng tiếp tục đối với diệp phàm phát động công kích là không được hắn còn lại thần lực nhất định phải cam đoan thẩm đỉnh thiên thuận lợi nhận chủ như vậy nó còn có biện pháp nào xuất khí đột ngột bá huyền nghĩ đến một ý kiến hay người này không phải nó là rác rưởi pháp bảo sao coi như đem hắn đặt ở trước mặt người này người này cũng cảm thấy bẩn tay hắn tốt nó liền giả ý nhận người này làm chủ chỉ cần người này tiếp nhận đến lúc đó nó liền có thể hung hăng nhục nhã người này nghĩ tới đây bá huyền cao giọng nói ngươi xác thực có đầy đủ thực lực cường đại mặc dù bản tọa không muốn thừa nhận nhưng là ngươi sau người này càng thích hợp làm ta chủ nhân vừa nói bá huyền tay phải vung lên bá huyền thương nhận chủ ấn ký bay đến diệp phạm trước mặt chỉ cần diệp phàm đưa tay đón, bá huyền liền sẽ đem ấn ký bóp thành hư vô sau đó mới nhục nhã diệp phàm thẩm đỉnh thiên lập tức ngạc nhiên, hắn ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng mà diệp phàm trực tiếp vung tay lên thần lực phun trào, đem bá huyền nhận chủ ấn ký đánh nát, đạm thanh nói, ngươi xứng sao? Hoa, toàn bộ dưới núi lớn đông đảo thiên kiêu trực tiếp oanh động lên, độc cô tiêu sái đám người càng là vì diệp phàm thở dài, nguyên một đám âm thầm nhổ nước bọt, có phải hay không ngốc? Có phải hay không ngốc a, à, muốn hay không như vậy cùng a à đại ca, trang qua ca ta ai? Hà Thanh Tuyết càng là phòng lên miệng hận không thể đi lên trợ giúp Diệp Phạm bồi cái không phải, lúc này đấu cái gì khí nha. Đây chính là Ngụy Thiên truyền thánh khí a, coi như khả năng này là Bá Huyền Thương cố ý cho ra bẫy rập, vì bậc này chí bảo, cũng tuyệt đối có thể mạo hiểm một lần a, Bá Huyền trực tiếp sửng sốt, nó dự định là vì nhục nhã tên nhân loại này, mà tình huống bây giờ là hắn bị làm nhục. Đây quả thực không thể chịu đựng được, nó tuyệt không thể chịu đựng. Nhận chủ ấn ký bay trở về rơi vào thẩm đỉnh thiên trong tay, Bá Huyền lạnh giọng nói: Lúc nào ngươi có thể chém giết người này, ta liền triệt để nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Phàm nghe vậy lúc này âm thầm vui cười, nguyên bản này bá huyền thương hoàn toàn nhận thẩm đỉnh thiên làm chủ, thẩm đỉnh thiên thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng rất nhiều, bây giờ này bá huyền bị hắn tức giận không nhẹ, yêu cầu thẩm đỉnh thiên giết hắn, bá huyền mới có thể hoàn toàn nhận chủ, này đối thẩm đỉnh thiên mà nói, tuyệt đối là một làm cho hắn rất khó chịu tin tức. Chương 2331 Tìm phiền toái Nguồn Mê truyện audio.com Thẩm đỉnh thiên trong lòng mặc dù chửi mẹ, trên mặt nhưng như cũ lộ ra một tia kiên định nói. phàm là ta sống một ngày, ta tất nhiên sẽ làm thịt kẻ này. Người này muốn tốt như vậy giết còn cần ngươi nói sao? Ngươi một cái chạy gỗ khí linh, chờ lão tử hoàn toàn luyện hóa ngươi, nhìn lão tử không đem ngươi cho đổi, não tàn khí linh, một cái ngụy thiên truyền thánh khí liền cái tố địa thần cũng làm không chết, thật phế, còn một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, dựa vào. Thẩm đỉnh thiên âm thầm hùng hùng hổ hổ, Bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài, đối với bá huyền thương khí linh cái kia tôn kính, Diệp Phạm ở một bên nhìn xem đều cảm giác giả, vấn đề là này khí linh rất được lợi a. À. Lúc này một cổ cùng bạo thần lực phun trào, rất nhanh tạo thành một cái cường hoành vô cùng thần lực vòng bảo hộ, cùng lúc đó, Bá Huyền sơ bộ nhận chủ bắt đầu. Bá Huyền mình là không có cách nào rời đi mảnh không gian này, nếu không nó làm sao đến mức nhất định phải nhận chủ mới được, dịp Phạm đánh giá trước mắt năng lượng vòng bảo hộ, trong lòng biết trước mắt Bá Huyền vừa mới nhận chủ, thực lực thụ thẩm đỉnh thiên hạn chế trình độ không lớn, hắn hiện tại cầm lòng năng lượng không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này cũng không có lại đem lực chú ý đặt ở thẩm đỉnh thiên trên người, mà là nhìn về phía hiên viên không phương hướng. Đạm Thanh nói, hiện tại nên giải quyết một cái giữa chúng ta sự tình. Hiên viên không nhưng lại không hề nghĩ tới lúc này diệp phàm lại đột nhiên tìm hắn để gây sự. bất quá xem như hiên viên gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cho dù diệp phàm tại bá huyền thương trùng kích phía dưới an toàn không việc gì, hắn cũng có đánh với diệp phàm một trận chiến ý. người muốn giải quyết như thế nào? Hiên viên không nhìn thoáng qua địa mẫu thần nguyên thủy, Đạm Thanh nói nếu như có thể, hắn không muốn lúc này đánh với Diệp Phạm một trận, chờ bá huyền nhận chủ thành công, trên đỉnh núi vòng bảo hộ cũng sẽ biến mất, đến lúc đó dĩ nhiên chính là cướp đoạt địa mẫu thần nguyên nước thời điểm, cái kia khí linh nói chỉ có được truyền thường người mới có tư cách được địa mẫu thần nguyên thủy, nhưng là ai sẽ đưa nó lời nói coi ra gì? Những cái này địa mẫu thần nguyên thủy cũng không phải bình thường thần giới có thể chứa đựng, hơn nữa nơi này địa mẫu thần nguyên thủy nhiều như vậy, thẩm đỉnh thiên muốn trong thời gian ngắn mang đi cũng không có đơn giản như vậy, bất quá nghĩ đến bá huyền thương hàng năm tại địa mẫu thần nguyên thủy bên trong thai ngán, tất nhiên có năng lực đủ thu nạp địa mẫu thần nguyên thủy không gian, đến lúc đó thẩm đỉnh thiên chỉ cần khống chế bá huyền thương đem những cái này địa mẫu thần nguyên thủy. Thu hồi đến, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên tại nhận chủ hoàn thành một khắc này, thẩm đỉnh thiên chung quanh năng lượng vòng bảo hộ sẽ trực tiếp biến mất. Thừa dịp thẩm đỉnh thiên chưa từng đem địa mẫu thần nguyên thủy dời đi, bọn họ xuất thủ cướp đoạt, lúc kia, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn, giờ phút này độc cô tiêu sái đám người đã bắt đầu hướng về đỉnh núi tiến phát, hắn tự nhiên cũng không muốn cùng dịp phàm chiến đấu tiêu hao quá nhiều thần lực. Bá huyền thương không phải là không muốn trước đem địa mẫu thần nguyên thủy hấp thu lại nhận thẩm đỉnh thiên làm chủ, chỉ bất quá nhận chủ phòng hộ lòng năng lượng chính là dựa vào toàn bộ hoàn chỉnh địa mẫu thần nguyên thủy đàm, một khi nó hấp thu một chút địa mẫu thần nguyên thủy, lòng năng lượng lực phòng hộ liền sẽ yếu đi rất nhiều. Ngươi tất nhiên bắt ta bằng hữu làm tế phẩm, ta tự nhiên muốn ngươi định mạng. Diệp Phạm Đạm Thanh nói, một cước đạp xuống, cả người chớp mắt từ đỉnh núi biến mất, sau một khắc đã đứng ở hiên viên không trước mặt. Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Sương lúc này đi theo Diệp Phạm bên người, hà thanh tuyết càng là truyền âm nói diệp phàm được rồi hiên viên gia tộc ngươi không thể trêu chọc một khi ngươi giết hiên viên không liền xem như ta hà gia cũng không giữ được ngươi diệp phàm không muốn hành động theo cảm tính chúng ta bị làm thành tế phẩm đó là chúng ta thực lực không đủ người tu hành thế giới nguyên bản là như thế không cần vì chúng ta trêu chọc đại địch huống chi một khi ngươi hôm nay giết hiên viên không hiên viên gia tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ ta hà gia cũng có khả năng thù này liên lụy hà thanh sương cũng cản lại nàng nhất định phải cân nhắc hà gia hiện trạng cho dù các nàng cũng rất muốn báo thù, nhưng là hiên viên không không thể chết, chỉ ít hắn chết không thể cùng Hà Gia có quan hệ, nếu không Hà Gia chịu không được hiên viên gia tộc lửa giận. Diệp Phàm nghe vậy có chút dừng lại, hiên viên gia tộc thực lực hắn cũng không rõ ràng, bất quá Hà Thanh Sương kiên kỵ như vậy, thậm chí đem Hà Gia nói ra, cực kỳ hiển nhiên, Hà Gia là không có cách nào cùng hiên viên gia tộc so sánh, đã như thế, hắn xác thực không có cách nào giết hiên viên không. Diệp Phạm bản thân một người cô đơn, nhưng lại không quan trọng, nhưng là hắn nhất định phải cân nhắc Hà Gia tình huống, Hiên viên không gặp Diệp Phạm đột nhiên xuất hiện ở phía trước, lúc này nắm chặt chui kiếm, sắc mặt bất thiện nói. Ngô Cường, muốn ta đền mạng, ngươi còn chưa có tư cách, liền xem như các ngươi chu gia, cũng không có tư cách. Hiên viên không thoại âm rơi xuống, hiên viên gia tộc tu sĩ nhau nhau đứng ở hiên viên không bên cạnh, thần lực vận chuyển, hiển nhiên một điểm Diệp Phạm xuất thủ, những người này tuyệt đối sẽ toàn lực đem Diệp Phạm đánh giết. Hiên viên gia tộc khẩu khí cũng không nhỏ, ta chu gia nhưng lại rất muốn nhìn một chút. Hôm nay chúng ta giết ngươi hiên viên không, ngươi hiên viên gia tộc có thể như thế nào, Muốn khai chiến, ta Chu gia cũng chưa chắc sợ các ngươi hiên viên gia. Chu Tiên Nhi mang theo Chu gia cường giả đi tới, hiển nhiên là đến gấp rút tiếp viện Diệp phàm, cứ việc Diệp phàm không có đạt được bá huyền truyền thừa, bất quá Chu Tiên Nhi vẫn như cũ có lôi kéo Diệp phàm ý nghĩ, cường giả như vậy nếu là gia nhập Chu gia, toàn lực bồi dưỡng lời nói, ngày sau tuyệt đối sẽ là khó được cường giả. A, à, thật sao, ta Tần gia cũng muốn đến một chút náo nhiệt." Khang giọng thanh âm vang lên, tiếp lấy Tần Khuyết mang theo Tần gia thiên kiêu chậm rãi đi tới. "Tần gia đây là ý gì?" Ngươi nghĩ tham gia cùng chúng ta hai đại gia tộc ở giữa chiến đấu sao? Ngươi Tần gia cũng không sợ xen vào việc của người khác đem mình góp đi vào." Chu Tiên Nhi lúc này nhìn về phía Tần Khuyết sắc mặt bất thiện nói, "Ta Tần gia không hứng thú tham dự các ngươi hai đại gia tộc trong mâu thuẫn, bất quá hai người kia trở thành tế phẩm là ta Tần Khuyết nói ra, chờ các ngươi đánh bại Hiên Viên gia tộc, vị này Ngô đang thần muốn tìm người kế tiếp chính là ta đi, đã như vậy, chẳng bằng liên hợp Hiên Viên gia tộc tiêu diệt các ngươi, các ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Khuyết có ý riêng nói, ta cảm thấy không được tốt lắm. Diệp Phàm, Chu Tiên Nhi còn không nói lời nào, Hoắc Thiên Đao thanh âm lại vang lên, hắn mang theo Hoắc gia Thiên Kiêu đi đến Diệp Phàm đám người bên này, cùng Tần Khuyết đám người xa xa tương đối, ta Hoắc gia trước muốn lĩnh giáo Tần gia cao chiêu. Hoắc Thiên Đao, ngươi quản có chút nhiều lắm a. À? Tần Khuyết nhìn xuống nội ý nói, ta quản cũng không nhiều, trước đây không lâu Ngô huynh đệ cho ta một chuôi trường thương thời điểm ta nói qua, tại Đạo Huyền Sơn, ta sẽ bảo bọc hắn, ai dám động đến hắn, ta liền làm thịt ai, làm sao? chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta hoắc thiên đao chỉ là nói một chút mà thôi sao hoắc thiên đao nghe vậy thô hào nói chu tiên nhi đám người nghe vậy lúc này lộ ra một tia mừng rỡ nếu là có hoắc gia hỗ trợ tần gia hiên viên gia đệ tử thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ trong lúc nhất thời hiên viên không đám người trầm mặt xuống rốt cục hiên viên không từ bỏ kịch chiến dự định nhìn xuống nội ý nói tất cả mọi người là vì địa mẫu thần nguyên thủy đến lúc này chúng ta đánh sẽ chỉ tiện nghi thẩm đỉnh thiên cái kia tu la tộc ngô cường nếu như ngươi khăng khăng muốn ra tay với ta vậy hôm nay một trận chiến này ta tiếp nhận, bất quá ta không hề cảm thấy đây là phi thường lý trí cách làm. Chương 2332 Chu gia cành ô liu Nguồn Mê truyện audio com Ngươi, còn có tần khuyết, hai người các ngươi bắt ta bằng hữu làm tế phẩm, chuyện này không phải một câu liền có thể tiếp nhận đi, hoặc là các ngươi cho đầy đủ bồi thường, muốn sao, lấy mạng thường. Đổi thành nơi này khác không có gia tộc người, dịp phạm đã sớm xuất thủ đem hai gia tộc này cường giả diệt, không có chứng cứ phía dưới, ai biết là hắn làm, những năm này, Diệp Phàm giết người cũng không ít, trong đó cũng không thiếu có đại thế lực thiên kiêu, vì sao Diệp Phàm một mực sống hảo hảo, chính là bởi vì nhà khác tộc căn bản không biết là ai giết bọn hắn thiên kiêu. Nhưng là lúc này không được, Diệp Phàm nhưng lại không sợ những cái này ẩn thế gia tộc trả thù, hắn từ trước đến nay khoái ý ân cừu, không chủ động gây chuyện, cũng không sợ sự tình, nhưng là Diệp Phàm giết người có thế chạy, Hà gia chạy không được, hắn làm việc tự nhiên muốn cân nhắc đến Hà Thanh Tuyết cùng Hà Thanh Sương cảm thụ, vốn là vì bọn nàng lấy lại công đạo, cuối cùng lại hại các nàng lời nói, đây không phải Diệp phạm tác phong. Cho nên cho dù lại thế nào khó chịu, hôm nay hai người này hắn đều không thể giết. Ngươi dám giết chúng ta sao? Tần Khuyết hừ lạnh nói. Có thể thử xem. Diệp Phạm mặt không chút thay đổi nói, Tần Khuyết lúc này sửng sốt, liền bá huyền đều không biện pháp chém giết Diệp Phạm. Có thể nói, Tần Khuyết đối với Diệp Phạm rất là kiên kỵ, nếu là tần khuyết biết rõ trước mắt cái này ngô cường chỉ là thanh long phân viện một cái bình thường võ tu lời nói hắn đến còn không đến mức kiên kỵ như vậy hết lần này tới lần khác tần khuyết ngộ nhận là người này là người chu gia các đại gia tộc những năm này lẫn nhau ở giữa thường có ma sát chết đi thiên kiêu cũng không phải là không có hiên viên gia tộc không có khả năng bởi vì một cái hiên viên không chết liền cùng chu gia yêu toàn diện khai chiến đồng dạng tần gia cũng sẽ không bởi vì tần khuyết chết cùng chu gia triệt để vạch mặt người này có thể hay không giết được bọn họ đối với cái này một điểm Tần Khuyết cùng Hiên Viên không đều là khịt mũi coi thường, bọn họ cũng không phải kẻ yếu, không phải dịp Phạm muốn giết liền có thể giết, nhưng là tăng thêm một vòng nhà, một cái hoác gia, nhất là hoác thiên đao thực lực càng là đáng sợ, bọn họ liền không chắc không ước lượng một phen. Ngươi nghĩ muốn bồi thường gì? Hiên Viên không nhìn xuống đồ ý nói, hắn so Tần Khuyết muốn hư một chút, nói đến cùng, Hiên Viên gia tộc cùng Chu gia lẫn nhau sát thiên kiêu cũng không ít, nếu có cơ hội, Chu gia tuyệt đối phi thường vui lòng giết hắn, lần này nếu không phải là có Tần gia hỗ trợ, một khi hắn Hiên Viên gia tộc một mình đối mặt Chu gia cùng Hoắc gia lời nói, hiện tại nơi nào có hắn đàm phán cơ hội. Đem ta bằng hữu trữ vật giới chỉ trả lại cho các nàng, bên trong bảo vật một kiện không thể thiếu, mặt khác, bồi thường bằng hữu của ta mỗi người trăm ức cực phẩm thần tinh. Diệp Phàm nói thẳng. Trăm ức cực phẩm thần tinh. Ngươi biết số lượng này là khái niệm gì sao? Hoàng Cường, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Hiên Viên không lúc này không thể nào tiếp thu được nói ta nghe nói các ngươi tiến vào này bí cảnh chính là mỗi người 50 vạn cực phẩm thần tinh, làm sao, trăm ức cực phẩm thần tinh liền không lấy ra được. Diệp Phạm đương nhiên biết rõ cái này giá quá cao, cao đến hai người căn bản sẽ không đồng ý, bất quá Diệp Phạm dự định chính là rao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, đại giới nói cao một chút, cuối cùng đạt thành mục tiêu tự nhiên cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Trăm ức cùng 50 vạn trên lệch hạng gì to lớn, đừng nói ta không có 50 vạn cực phẩm thần tinh, coi như ta toàn bộ hiên viên gia, cũng không bỏ ra nổi trăm ức cực phẩm thần tinh, đây là cực phẩm thần tinh, không phải thường phẩm thần tinh. Hiên viên không trực tiếp lắc đầu, một trăm vạn cực phẩm thần tinh, đây là ta có thể cho ra cao nhất đại giới. Không sai. Một trăm vạn cực phẩm thần tinh đã đủ nhiều. Tận khuyết ở một bên cũng phụ họa nói. Ta nói trăm ức, ngươi nói trăm vạn, hừ, các ngươi làm ta dễ khi dễ hay sao, một nghìn vạn cực phẩm thần tinh, không giống với liền trực tiếp khai chiến. Diệp Phạm Cường Ngạnh vô cùng nói tần khuyết cùng hiên viên không nghe vậy đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm dịp phàm trong lòng âm thầm cô nếu không có có hoác thiên đao ở bên cạnh chúng ta sẽ sợ ngươi một nghìn vạn liền một nghìn vạn hiên viên không cắn răng nói tiếp lấy lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật ném cho dịp phàm một nghìn vạn cực phẩm thần tinh đã tương đương với hắn tất cả tiếp xúc một bên khác tần khuyết cũng giữ im lặng lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đợi dịp phàm tiếp nhận giới chỉ thời điểm tần khuyết khàn giọng thanh âm vang lên nhiều như vậy cực phẩm thần tinh cũng không nhìn một chút ngươi là có hay không ăn hết ta có ăn hay không đến xuống dưới liền không nháo ngươi phí tâm nhưng lại ngươi tần khuyết thu ta đang dược còn đối với bằng hữu của ta động thủ đang dược kia cũng không nhìn một chút ngươi có ăn hay không đến xuống dưới ha ha ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi có hay không năng lực để cho ta ăn không trôi tần khuyết hừ lạnh nói ngược lại nhìn về phía hoác thiên đao hoác gia muốn nhằm vào ta tần gia ta tần gia tiếp nhận hoác thiên đao có cơ hội ta sẽ cùng ngươi đánh một trận nói xong tần khuyết trực tiếp mang theo người tần gia bay hướng trên đỉnh núi hiên viên không mấy người cũng không có gì tốt cùng dịp phạm bọn họ nói, đồng dạng mang theo hiên viên gia tộc người tiến vào đỉnh núi. Đa tạ Hoắc huynh xuất thủ tương trợ. Dịp phạm chắp tay, tiếp lấy lấy ra một cái trữ vật thần giới ném cho Hoắc thiên đao, Hoắc thiên đao dùng thần lực dẫn đạo trữ vật thần giới bay trở về dịp phạm trong tay, thô hạo trên mặt lộ ra sang sản nụ cười nói. Không sao, ngô huynh đợi một chui thần khí trường thương nói đưa sẽ đưa, ta Hoắc thiên đao cũng không phải hẹp hòi người, bất quá chu gia phải đề phòng tần gia, tần gia có chút cổ quái, ta hoài nghi ta tam đệ mất tích chính là tần gia dở trò quỷ. Hoắc Thiên Đao nói xong, hướng về phía Chu Tiên Nhi đám người chắp tay. Địa mẫu thần nguyên thủy liền đều bằng bản sự, ta Hoắc Thiên Đao có thế sẽ không thả lỏng. Bảo vật người có tài mới chiếm được, nếu là Hoắc sư huynh thực lực hùng hậu cướp được địa mẫu thần nguyên thủy, đó là Hoắc sư huynh thực lực. Chu Tiên Nhi lúc này chắp tay nói, khóe miệng lộ ra mỉm cười, mặc dù chọc phải tần gia, nhưng lại cùng Hoắc gia quá gian quan hệ, lấy Chu gia, Hoắc gia thực lực, chẳng lẽ còn sợ Hiên Viên gia cùng tần gia không được? Bất quá Hoắc Thiên Đao lời nói vẫn như cũ để cho Chu Tiên Nhi tỉnh táo, trong khoảng thời gian này ẩn tàng thế gia không ít thiên kiêu mất tích, nếu thật là Tần gia xuất thủ lời nói, lần này bọn họ từ Đạo Huyền Sơn trở về có lẽ cũng không yên ổn, chỉ bất quá Tần gia làm sao lớn mật như thế. Trước mắt cũng là Hoắc Thiên Đao phỏng đoán, có lẽ chuyện này cùng Tần gia cũng không liên quan, Chu Tiên Nhi đem phương diện này cân nhắc đè xuống, nhìn tiếp hướng Diệp Phàm, dứt khoát nói: "Ta nên xưng hô ngươi Ngô đang thần vẫn là xưng hô cái khác." Tại hạ Ngô Cường. Diệp Phàm chắp tay nói: hiểu rồi, Ngô Đan Thần, chúng ta cũng cùng nhau đi tới đỉnh núi đi, đây là ta Chu gia Thiên Chu lệnh, nếu như Ngô Đan Thần không chê, ngày sau có cơ hội có thể tới ta Chu gia làm khách. Chu Tiên Nhi gật đầu nói, tiếp lấy lấy ra một cái cổ điển lệnh bài, trên lệnh bài viết một vòng chữ. Diệp Phàm lúc này tiếp nhận, chắp tay. Đại tiểu thư hảo ý, tại hạ lĩnh hội, nếu là có cơ hội, tại hạ nhất định trở về Chu gia làm khách. Thần thức đảo qua Thiên Chu lệnh, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau diệp phàm trực tiếp bỏ vào thiên đế giới bên trong vô luận thiên chu lệnh phải chăng có định vị năng lực đến hắn thiên đế giới đều không có một chút tác dụng nào chu tiên nhi gặp diệp phàm thu qua thiên chu lệnh lúc này lộ ra vẻ tươi cười ta lại ở chu gia xin đợi ngô đan thần giá lâm nhận lấy thiên chu lệnh chính là nhận lấy chu tiên nhi thiện ý chu tiên nhi cũng nhìn ra được diệp phàm không giống như là sẽ vì sợ gia tộc hiệu lực người đã như vậy chẳng bằng giữ gìn mối quan hệ nếu là có một ngày diệp phàm trở nên đủ cường đại thời điểm có lẽ hôm nay việc thiện có thể vì chu gia mang đến không tưởng được thu hoạch. Chương 2333 Thái Huyền Giới Nguồn Mê truyện audio com Đúng rồi, vừa rồi đa tạ đại tiểu thư tương trợ, một chút thần tin trò chuyện tỏ tâm ý. Dịp phàm đem hoác thiên đao vừa rồi ném vào đến trữ vật thần giới giao cho Chu Tiên Nhi nói, Chu Tiên Nhi cũng không tiếp nhận, mà là dịu dàng nói. Ngô Đăng Thần khách khí, Ngô Đăng Thần là ta người Chu gia, Ngô Đăng Thần bằng hữu liền là bằng hữu của chúng ta, chúng ta trợ giúp ngô đan thần là nên không cần những thù lao này bất quá cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy thời điểm nhưng vẫn là muốn đều bằng bản sự diệp phàm lúc này cũng không già mồm những người này cố ý kết giao hắn diệp phàm cũng không phải cao ngạo người người kính hắn một thước hắn kính người một trượng không bên ngoài như là chúng ta cũng không cần ta chỉ cần ta nguyên lai trong trữ vật giới chỉ bảo vật bồi thường thần tin ngươi thu a à. người chu gia rời đi về sau hà thanh sương gặp diệp phàm chuẩn bị đem trữ vật thần giới giao cho các nàng lúc này mở miệng nói Diệp Phạm, ngươi giữ đi, chúng ta là người nhà họ hà, chúng ta không thiếu tu hành tài nguyên, nhưng lại ngươi, có thể không có chúng ta hùng hậu như vậy tu hành điều kiện, ngươi có thể giúp chúng ta xuất khí, chúng ta đã cực kỳ cảm tạ ngươi. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, Diệp Phạm nghĩ nghĩ, lưu lại một nghìn vạn cực phẩm thần tinh, còn lại một nghìn vạn cực phẩm thần tinh cùng hai nữ trữ vật giới chỉ bên trong bản thân tồn tại bảo vật toàn bộ giao cho các nàng hai người. Không cần nhiều lời nữa, một nghìn vạn cực phẩm thần tinh đã đủ. Diệp Phàm khoát tay áo, ngược lại nhìn về phía trên đỉnh núi, cao mày nói. Địa mẫu thần nguyên thủy cướp đoạt sẽ phi thường kịch liệt, hai người các ngươi tu vi không thích hợp tham dự vật này cướp đoạt, bất quá lần này ta cần thanh tuyết hỗ trợ. Hà thanh tuyết nghe vậy lúc này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nàng trước kia cực kỳ kiêu ngạo, thế nhưng là gặp được dịp phàm về sau, nàng cảm thấy mình một mực cực kỳ vô dụng, giống như cùng dịp phàm kim lịch trong sự tình, cũng là dịp phàm giúp nàng bận biểu, đây đối với hà thanh tuyết mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, một cái kiêu ngạo người không nguyện ý đối mặt bản thân vô năng một mặt, coi như nàng có hay không có thế một mặt, Nàng cũng muốn dùng bản thân cố gắng thoát khỏi. Này một mặt, Thanh Sương, ngươi ở nơi này chờ chúng ta, một khi chúng ta tranh đoạt địa mẫu thần nguyên thủy lời nói, chúng ta cần ngươi phi thuyền rời đi nơi này. Diệp Phàm dặn dò, cứ việc Diệp Phàm chưa từng thấy biết thần không toa tốc độ kinh khủng, bất quá vật này cho Diệp Phàm cảm giác phi thường huyền ảo, chỉ ít tại phiến tinh không này bên trong, vật này tốc độ tuyệt đối không thể khinh thường. Làm sao từ nơi này tinh không rời đi, Diệp Phàm không rõ ràng, bọn họ tiến vào nơi đây chính là bá huyền cách làm, nhưng là tiến vào nơi đây về sau cửa đá kia nhưng căn bản không thấy tâm hơi, cho nên tranh đoạt địa mẫu thần nguyên thủy về sau, Diệp Phạm làm không được lập tức từ nơi này rời đi, Bá Huyền cũng không nói cho bọn hắn biết rời đi phương pháp, hắn muốn làm chính là dựa vào tốc độ vứt bỏ những truy binh này. Đây tuyệt đối là một cái quá trình khá dài, cho nên một cái tốt phi thuyền phi thường trọng yếu, từ Diệp Phạm tiến vào phiến tinh không này về sau, hắn liền suy tính vấn đề này, cho nên hắn thừa dịp Bá Huyền nhận chủ thời điểm tìm hiên viên không phiền phức, trong đó mục tiêu một trong chính là đem thần không toa muốn trở về mang theo Hà Thanh Tuyết đi tới trên đỉnh núi, lúc này bá huyền nhận chủ đã chuẩn bị kết thúc, Diệp Phàm thần thức che kín toàn bộ địa mẫu thần nguyên thủy đàm, tùy thời chú ý thẩm đỉnh thiên tình huống. Thẩm đỉnh thiên hộ trận vẫn như cũ cường hoành vô cùng, cho Diệp Phàm đám người cảm giác chính là không thể phá hủy, bất quá Diệp Phàm lại căn bản không quan tâm những chuyện đó, đưa tay chính là một kiếm chém ra, kiếm quang hung hăng đứng ở vòng bảo hộ phía trên, tản mát ra điểm điểm gần sóng, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm không quan tâm, một kiếm tiếp một kiếm chém tới, Bá Huyền có hay không hậu chiêu, Diệp Phàm không biết, bất quá hắn biết rõ, tận khả năng tiêu hao Bá Huyền thần lực chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, những người khác tự nhiên không có khả năng làm như thế, dù sao như vậy toàn lực công kích, đối với thần lực tiêu hao là cực lớn, bọn họ đều thực lực cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy đây, dù sao không phải là ai cũng có thể vào Diệp Phàm như vậy tùy ý tiêu xài thần lực. Diệp Phàm không quan tâm, hắn thần lực vô cùng vô tận, căn bản không sợ tiêu hao. Theo Diệp Phàm không biết mỏi mệt công kích, Bá Huyền nhận chủ vòng bảo hộ bắt đầu xuất hiện chấn động bá huyền khí linh đã bắt đầu chửi mẹ, nó tất nhiên lựa chọn nhận thẩm đỉnh thiên làm chủ, tự nhiên sẽ trợ giúp thẩm đỉnh thiên nghĩ kỹ đường lui, dưới tình huống bình thường, nếu như không có trước đó đối với dịp phạm công kích, nó bản thể ẩn chứa uy năng đủ để chống lên đủ mạnh mẽ vòng bảo hộ, đồng thời tại nó hoàn thành sau khi nhận chủ, thẩm đỉnh thiên có sung túc thời gian tại cái năng. Lượng này vòng bảo hộ bên trong đem địa mẫu thần nguyên thủy toàn bộ hấp thu được bá huyền thương nội bộ trong không gian. Đồng thời, bá huyền còn có thể sớm bố trí một cái truyền tống trận, để cho thẩm đỉnh thiên truyền tống ra ngoài nhưng là vì giết Diệp Phàm, nó tiêu hao quá nhiều thần lực, vòng bảo hộ cường độ giảm bớt rất nhiều, nếu là không công kích ngược lại cũng thôi, nó vẫn như cũ có thể áp dụng bản thân kế hoạch, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm không biết mệt mỏi công kích, mỗi lần cũng là toàn lực một kiếm, vì hoàn thành nhận chủ, nó nhất định phải đem những thần lực khác dùng cho chèo chống vòng bảo hộ, đã như thế, nó thần lực đã không đủ để chèo chống thẩm đỉnh thiên thu hồi tất cả địa mẫu thần nguyên thủy. Truyền tống ra ngoài. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Diệp Phạm lúc này trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, độc cô tiêu sái đám người lực chú ý cũng làm tức đặt ở vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo vệ này lại muốn bể nát. Lần này Diệp Phạm cũng không tại tiếp tục công kích vòng bảo hộ, mà là bắt đầu kết ấn. Hà Thanh Tuyết cảm thụ được Diệp Phạm trên người truyền đến hô ứng chi lực, lúc này minh bạch diệp phàm muốn làm gì vội vàng đi theo diệp phàm cùng nhau kết ấn độc cô tiêu sái đám người thấy thế mặc dù hiếu kỳ nhưng như cũ chưa từng xuất thủ mặc dù bọn hắn đều có lòng tin đánh tan đã lung lay sắp đổ vòng bảo hộ nhưng là ai cũng muốn dùng đỉnh phong nhất thực lực cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy diệp phàm kết ấn tốc độ cũng không nhanh mục tiêu đương nhiên là vì chờ hà thanh tuyết rốt cục làm hai người ấn quyết đạt tới nhất trí thời điểm diệp phàm sau lưng một lực thiên dương chậm rãi xuất hiện hà thanh tuyết sau lưng thì là một lực âm nguyệt khô ứng lẫn nhau thần phát Đại Thiên Dương. Thần Pháp, Đại Thiên Âm. Hợp kích Thần Pháp, Thái Huyền Giới. Lập tức, lấy Diệp Phạm cùng Hà Thanh Tuyết làm trung tâm, lập tức hình thành một đạo vô cùng kinh khủng lĩnh vực, độc cô tiêu sái đám người lúc này cảm nhận được một cổ khó tả trưởng khống chi lực xâm nhập mà đến, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Diệp Phạm cũng không sử dụng Thần Pháp công kích bá huyền vòng bảo hộ, mà là dùng lĩnh vực công pháp đem tất cả mọi người bao phủ lại. Nhưng mà địa mẫu thần nguyên thủy đang ở trước mắt, ai cũng không khả năng bởi vì loại lực lượng này rời xa đỉnh núi, lúc này đám người nhau nhau kết ấn, mưu toan đem Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết hợp kích Thái Huyền giới đánh nát. Chỉ bất quá Diệp Phàm căn bản không cho bọn họ cơ hội, những người này muốn làm ngư ông, từ đó cho hắn sung túc kết ấn thời gian, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Hà Thanh Tuyết tu vi vốn có quá lớn lừa gạt tính, coi như bọn họ biết rõ Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết đang sử dụng hợp kích thần pháp, bọn họ cũng căn bản chưa từng coi ra gì, Diệp Phàm thực lực không kém, nhưng là Hà Thanh Tuyết thực lực quá kém, làm dịp phàm thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần thời điểm, tất cả mọi người biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường, rõ ràng còn có thể chống lại dịp phàm toàn lực công kích mấy lần vòng bảo hộ ở trong chớp mắt phá toái, đồng thời dịp phàm thẳng bức địa mẫu thần nguyên thủy. Năm gia tộc lớn tu sĩ lúc này vô cùng nóng nảy, nguyên một đám điên cuồng đuổi theo dịp phàm phóng đi, vòng bảo hộ phá toái, địa mẫu thần nguyên thủy đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể thờ ơ, cùng một thời gian, thẩm đỉnh thiên thức tỉnh, hét dài một tiếng, tay phải hắn bỗng nhiên rút ra bá huyền thương, cùng bạo thương ý thẳng bức tất cả mọi người. Sưu. Trong một chớp mắt, Diệp Phạm thân ảnh đã từ địa mẫu thần nguyên thủy đàm bay ra, đám người thấy thế, lập tức sắp nứt cả tim gan, chỉ thấy tràn đầy một cái đầm địa mẫu thần nguyên thủy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tốc độ này, quả là nhanh kinh người. Phá hắn lĩnh vực. Tần Khuyết lạnh giọng nói, Diệp Phạm ở nơi này thái huyền giới trong lĩnh vực thực lực tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, loại tốc độ này, bọn họ căn bản theo không kịp, cho dù là đã luyện hóa bá huyền thương thẩm đỉnh thiên, cũng căn bản không khả năng kia đuổi kịp Diệp Phạm thẩm đỉnh thiên phản ứng nhanh nhất đâm ra một thương thẳng bức hạ thanh tuyết nếu là hợp kích trận pháp giết hạ thanh tuyết này lĩnh vực tự nhiên tự sụp đổ chương 2334 đắc thủ nguồn mê truyện audio com Hà thanh tuyết khá lại thẩm đỉnh thiên đối thủ cứ việc tại trong lĩnh vực nàng thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần nhưng là thẩm đỉnh thiên chính là có thể cùng dịp phàm chia 5 năm tồn tại huống chi hắn vừa mới luyện hóa ngụy thiên truyền thánh khí bá huyền thương đang ngồi trong mọi người trừ bỏ dịp phàm những người khác muốn tránh né mũi nhọn. Hà Thanh Tuyết rõ ràng vô cùng cảm thụ được tử vong uy hiếp, sau một khắc, chính là tử vong quá trình, một thương lập tức đem Hà Thanh Tuyết xuyên thủng, tiếp theo, Hà Thanh Tuyết sinh mệnh chi hỏa trực tiếp dập tắt, nhưng mà Thái Huyền giới cũng không giống như Thẩm Đỉnh Thiên suy nghĩ như vậy biến mất, nhưng lại dịp phạm lập tức đi tới Thẩm Đỉnh Thiên sau lưng, một kiếm đâm xuống, lôi đình chi kiếm. Làm. Thẩm Đỉnh Thiên tốc độ phản ứng cực nhanh, bá huyền thương hồi rồi, cực kỳ nguy cấp chặn lại dịp phạm trường kiếm, Diệp Phạm tại Thái Huyền giới trong lĩnh vực thực lực tăng lên hơn 10 lần, hắn nguyên bản là có thể đánh với Thẩm Đỉnh Thiên một trận, bây giờ có đáng sợ như vậy tăng phúc, Thẩm Đỉnh Thiên làm sao có thể là Diệp Phạm hợp lại số lượng. Nếu là Bá Huyền Thương hoàn toàn nhận Thẩm Đỉnh Thiên làm chủ ngược lại cũng thôi, chỉ bất quá Bá Huyền Thương bị Diệp Phạm tức giận đến chỉ hoàn thành chính thành nhận chủ, cái này cũng trực tiếp dẫn đến Thẩm Đỉnh Thiên bây giờ bị Diệp Phạm một đòn đánh bay. Cùng lúc đó, thái huyền giới bên trong âm dương nhị khí hội tụ hà thanh tuyết trên thi thể hà thanh tuyết tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt lần nữa sống lại đây chính là thái huyền giới kinh khủng nhất địa phương chỉ cần không phá được thái huyền giới như vậy diệt phàm cùng hà thanh tuyết tại loại này trong lĩnh vực chính là bất tử bất diệt muốn phá vỡ thái huyền giới có ba loại phương pháp một loại chính là đồng thời giết chết diệt phàm cùng hà thanh tuyết đã như thế thái huyền giới không có thần lực nơi phát ra tự sụp đổ một loại khác chính là hao hết diệp phàm cùng hà thanh tuyết hai người tất cả thần lực nguyên lý cùng loại thứ nhất một dạng Cuối cùng một loại phương pháp chính là dựa vào lực lượng mạnh nhất, cưỡng ép đem Thái Huyền giới xé nát, muốn làm đến điểm này, trước mắt Thẩm Đỉnh Thiên đám người còn làm không được. Một tay giữ chặt Hà Thanh Tuyết bàn tay như ngọc trắng, một cái tay khác vung lên, ba cái bình ngọc bay ra, bắn về phía Độc Cô Tiêu Sái, Hoắc Thiên Đao cùng Chu Tiên Nhi. Độc Cô Tiêu Sái đám ba người lúc này tiếp nhận bình ngọc, thần thức đảo qua, phát hiện bên trong có không ít địa mẫu thần nguyên thủy về sau, cơ hồ tại đồng thời xuất lĩnh mỗi cái gia tộc ngăn cản tầng gia, hiên viên gia thiên kiêu cùng Thẩm Đỉnh Thiên không thể không nói ba người lấy hay bỏ làm phi thường tốt diệp phàm cho những cái này địa mẫu thần nguyên thủy chính là nói rõ diệp phàm không nghĩ đối địch với bọn hắn diệp phàm chiếm đại đầu hắn bằng bản sự đoạt địa mẫu thần nguyên thủy bọn họ tam đại gia tộc chiếm đầu nhỏ chỉ ít có canh uống lúc này lòng tham người tự nhiên sẽ lựa chọn tiếp tục đuổi trục diệp phàm bất quá lấy diệp phàm loại này tốc độ kinh khủng bọn họ đã đã mất đi ngăn lại diệp phàm cơ hội tốt nhất cho dù thật đuổi theo diệp phàm bọn họ cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt ngược lại vô duyên vô cớ trêu chọc diệp phàm độc cô gia tộc trực tiếp ngăn cản thẩm đỉnh thiên nếu như nói nơi này muốn giết nhất thẩm đỉnh thiên người là ai vậy tất nhiên là độc cô tiêu sái hắn đối với mình lão tổ độc cô lâm phong tôn kính nhất hắn không thể nào tiếp thu được thẩm đỉnh thiên là tu la tộc sự thật càng không cách nào dễ dàng tha thứ thẩm đỉnh thiên phản bội hiên viên gia tộc tự nhiên do chu gia ngăn trở chu gia bởi vì chỉ có 7 người nguyên nhân cùng hiên viên gia tộc chiến đấu nhưng lại đã rơi vào hạ phong bất quá trong thời gian ngắn không có bất cứ vấn đề gì hoác gia tự nhiên là tìm tới tần gia Tần Khuyết vừa đối mặt liền trực tiếp bị Hoắc Thiên Đao đè lên đánh, đừng nhìn Tần Khuyết ngoài miệng nói hung ác, thật đánh lên, hắn thật đúng là không phải Hoắc Thiên Đao đối thủ. Diệp Phàm nguyên bản định là dùng những cái này để mẫu thần nguyên thủy đổi lấy Tam đại gia tộc trung lập, lại không nghĩ hiệu quả vậy mà ra ngoài ý định tốt, này Tam đại gia tộc tu sĩ vậy mà trực tiếp trợ giúp Diệp Phàm ngăn trở ba phương khác. Có cơ hội này, Diệp Phàm chỗ nào còn sẽ dừng lại, mang theo Hạ Thanh Tuyết phi tốc đi tới Hạ Thanh Sương trên phi thuyền, Hà Thanh Sương sớm đã đợi chờ lâu ngày, thần không toa lập tức khởi động, tiếp lấy lấy một cái đáng sợ tốc độ lấp lóe đi, biến mất không thấy gì nữa. Tần gia cùng hiên viên gia tộc tu sĩ gầm thét liên tục, nhưng cố không có cách nào rút ra nhân viên truy đuổi Diệp Phạm, trơ mắt nhìn xem thần không toa biến mất không thấy gì nữa, mà ở Diệp Phạm rời đi về sau, vô luận là Hoắc gia vẫn là Chu gia đều là lựa chọn ngưng chiến, bọn họ trước mắt cũng không định cùng với những cái khác hai đại gia tộc hoàn toàn vạch mặt ý nghĩa. Hiên viên gia tộc cùng Tần gia tu sĩ hận hiểu nhìn hai đại gia tộc thiên kiêu một chút, tiếp lấy tế ra phi thuyền, hướng về Diệp Phạm phương hướng rời đi đuổi sát đi, lần này Chu gia cùng Hoắc gia nhưng lại chưa từng gây khó dễ, Diệp Phạm cho bọn họ địa mẫu thần nguyên thủy, bọn họ cũng thuận lợi trợ giúp Diệp Phạm phá vây, có thể nói, làm đến bước này, đã có thể. Hiên viên gia tộc cùng người Tần gia rời đi về sau, Chu gia cùng Hoắc gia gia nhập vây quét Thẩm đỉnh Thiên hàng ngũ, Thẩm đỉnh Thiên là tu la thân phận độc cô tiêu sái trước đó cũng đã nói cho đám người trước đó là vì bảo trụ thực lực cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy bây giờ địa mẫu thần nguyên thủy đã bị diệp phàm mang đi bọn họ mục tiêu tự nhiên đặt ở thẩm đỉnh thiên trên người nếu là giết thẩm đỉnh thiên, đoạt bá huyền thương, coi như bá huyền thương không đúng bọn họ nhận chủ, tin. Tưởng gia tộc cường giả cũng có biện pháp cưỡng ép luyện hóa bá huyền thương. Rầm rầm rầm. Khủng bố thần lực hình thành phong bạo không ngừng tại cự sơn phía trên các đức tra ngấn sâu, thẩm đỉnh thiên gặp chu gia cùng hoác gia hỗ trợ, lúc này trường thương vũ động, cưỡng ép đem độc cô tiêu sái bước lui, hướng về một phương hướng khác kích xạ đi, lúc này thẩm đỉnh thiên nghĩ không phải đi truy đuổi diệt phàm cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy hắn nghĩ là như thế nào từ tam đại gia tộc chúng thiên kiêu dưới sự đuổi giết sống sót rất nhanh ồn ào cử sơn trở nên an tĩnh lại trong vô ngân tinh không đông đảo thiên kiêu đều là đang toàn lực chạy trốn thần không toa tốc độ cực nhanh diệt phàm đối với cái này rất là hài lòng mấy cái trong ánh lấp lánh sau lưng đã không thấy truy binh bất quá diệt phàm rất rõ ràng tần gia cùng hiên viên gia tu sĩ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ lấy ra cực phẩm thần tin Diệp Phạm đem nó để vào thần không toa trong trận pháp, tùy ý thần không toa hướng về phía trước một mực tiến lên, Diệp Phạm cùng Hà Thanh Tuyết tỉ muội cũng có thời gian nghỉ ngơi. Hà Thanh Tuyết vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn, bởi vì Thái Huyền giới tồn tại, nàng sẽ không chết đi, nhưng là nàng cũng quả thật đã trải qua một lần tử vong, tại tử vong một khắc này, nàng nghĩ rất nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều. Những này là các ngươi, địa mẫu thần nguyên thủy nhất năng lực mạnh mẽ chính là ngưng kết một cái thân ngoại hóa thân, bất quá ta thể chất có chút đặc thù, cho nên ta không thể cho các ngươi quá nhiều địa mẫu thần nguyên thủy, nếu không ta đem không cách nào ngưng tụ xong chỉnh thân ngoại hóa thân. Diệp Phạm lấy ra hai bình ngọc giao cho Hà Thanh Tuyết cùng Hà Thanh Sương hai tỷ muội nói, muốn trang lấy địa mẫu thần nguyên thủy, bình thường thần giới là làm không đến, Diệp Phạm sở dĩ có thể như thế nhanh chóng đem một cái đầm địa mẫu thần nguyên thủy thu hồi, quy công cùng hắn thiên đế giới đáng sợ, chỉ cần khai mở thiên đế giới đại môn, muốn thu hồi những địa mẫu đó thần nguyên thủy còn không phải lập tức sự tình. Diệp Phàm lấy ra bình ngọc chính là hắn đặc biệt vì địa mẫu thần nguyên thủy luyện chế, từ khi hắn biết rõ đạo huyền sơn có địa mẫu thần nguyên thủy thời điểm, Diệp Phàm đã cân nhắc địa mẫu thần nguyên thủy lấy hay bỏ vấn đề, cho nên Diệp Phàm sớm liền chuẩn bị không ít bình ngọc. Chương 2335. Hà Thanh Tuyết sầu lo. Nguồn: Mê truyện audio.com. Diệp Phàm cho người khác địa mẫu thần nguyên thủy cũng không nhiều, chính thành địa mẫu thần nguyên thủy đều bị hắn để lại cho mình tạo nên thân ngoại hóa thân, này không có cái gì ích kỷ không ích kỷ, hắn liền là cái không có hậu đài tán tu, kẻ ba phải không làm được, hắn có thể hào phóng, nhưng là hào phóng tiền đề là mình đủ mạnh mẽ. Huống chi, địa mẫu thần nguyên thủy chủ yếu vẫn là hắn dựa vào bản sự của mình cướp đoạt, Hà Thanh Tuyết chỉ có thể coi là phụ trợ hắn. Hà Thanh Tuyết cùng Hà Thanh Sương đối với cái này nhưng lại không có bất mãn, cứ việc dịp phạm cho các nàng địa mẫu thần nguyên thủy căn bản không có khả năng dùng để ngưng tụ thân ngoại hóa thân, nhưng là luyện hóa hấp thu vật này, các nàng thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng đừng nói diệp phàm chỉ cho mỗi người một bình ngọc địa mẫu thần nguyên thủy coi như diệp phàm một chút cũng không cho cũng hoàn toàn phù hợp tình lý mạng bọn họ cũng là diệp phàm cứu nơi này bình ngọc là có nội bộ chứa đựng không gian tự nhiên không có khả năng thật chỉ có một bình nhỏ dù sao diệp phàm chiếm được một đám đàm địa mẫu thần nguyên thủy hai nữ cũng không có khách khí loại bảo vật này đối với các nàng mà nói cũng phi thường trọng yếu lúc này hai nữ nhận lấy bình ngọc hà thanh sương cười nói chúng ta đều không có đến giúp ngươi bận rộn, nhưng lại được phân cho địa mẫu thần nguyên thủy, chúng ta đã chiếm đại tiện nghi. hiện tại dịp phàm ngươi so với chúng ta giàu có nhiều, một dọc địa mẫu thần nguyên thủy giá trị ít nhất mấy vạn thượng phẩm thần tinh, ngươi có nhiều như vậy, chúng ta toàn bộ hà gia đều không có ngươi giàu có. hà thanh tuyết cười nói, dịp phàm nghe vậy nhưng lại không có phản bác, hắn xác thực rất giàu có, so hà thanh tuyết biết rõ, tưởng tượng còn muốn giàu có, chỉ bất quá hắn không phải khoe của người, không có cách nào ai bảo hắn như vậy không mang danh lợi yêu điều thấp đâu chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a à, thần không toa vẫn như cũ phi hành tốc độ cao lúc này bế quan hiển nhiên không thích hợp chẳng qua trước mắt phiến tinh không này mở miệng diệp phàm cũng không có mặt mày chỉ có thể hướng về một phương hướng phi hành nhìn xem phải chăng có thể tìm được biên giới thần không toa tốc độ rất nhanh diệp phàm đoán chừng như vậy phi hành cái ba ngày đủ để hoàn toàn thoát khỏi hai đại gia tộc truy binh đến lúc đó nếu như vẫn như cũ chưa từng bay đến biên giới lời nói diệp phàm liền bắt đầu bế quan luyện hóa địa mẫu thần nguyên thủy trước đó diệp phàm nhưng lại có chuyện muốn hướng hà thanh tuyết chứng thực một phen Thanh Tuyết, ngươi thần biến thiên huyễn quyết cùng ta tu hành tự hồ có chút khác nhau. Diệp Phàm nói ngay vào điểm chính, Hạ Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi có chút dừng lại, tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Phàm, thần biến thiên huyễn quyết là ta hạ gia truyền tông võ học, trong đó chân chính tinh túy bộ phận chỉ có có được hạ gia huyết mạch người mới có thể tu hành, cho nên gia gia của ta chưa từng cho ngươi hoàn chỉnh thần biến thiên huyễn quyết, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Này cũng sẽ không, Hà Tiền Bối có thể cho ta thần biến thiên huyễn quyết, ta chỉ biết trong lòng còn có cảm kích, cho dù không phải hoàn chỉnh lại có làm sao, chỉ bất quá tại ngươi vận chuyển thần biến thiên huyễn quyết thời điểm, chẳng biết tại sao, ta sẽ diễn sinh ra một loại thần phục cảm giác, loại cảm giác này, liền phản phất ngươi tại dùng khôi lỗi chi lực ứng phó ta đồng dạng. Diệp Phạm biết rõ Hà Thanh Tuyết làm người, hắn đối với Hà Thanh Tuyết có nhất định tín nhiệm, cho nên hắn sẽ trực tiếp như vậy nói ra những lời này. Cái này sao có thể, chúng ta là bằng hữu, ta Hà Thanh Tuyết tuyệt không có khả năng đối với bằng hữu xuất thủ. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lúc này lắc đầu nói, nàng đem Diệp Phạm trở thành hảo hữu, thậm chí đối với Diệp Phạm có hảo cảm, nàng cực kỳ trân quý mỗi một phần tốt đẹp hữu nghị, Diệp Phạm nói như thế, trong nội tâm nàng hơi có chút không vui, nàng chưa bao giờ dùng khôi lỗi chi lực ứng phó qua Diệp Phạm. Ta biết ngươi sẽ không ra tay với ta, cho nên ta hoài nghi thần biến thiên huyển quyết có vấn đề. Diệp Phạm nói tiếp. Này càng không khả năng, thần biến thiên huyển quyết là ta gia gia cho ngươi, Diệp Phạm, ngươi cảm thấy gia gia của ta sẽ gây bất lợi cho ngươi sao? Hà Thanh Tuyết càng là lắc đầu nói, này cũng không phải là Hà Thanh Tuyết không tin Diệp Phàm mà là nàng không có khả năng bởi vì Diệp Phạm một câu liền cho là mình gia gia là một cái ác nhân, lại nói nàng từ Hà Sảo đến nơi đó cũng biết Diệp Phạm vẫn là gia gia của nàng cứu được, Diệp Phạm hoài nghi mình ân nhân cứu mạng, đây đối với Hà Thanh Tuyết mà nói là không thể tiếp nhận. một bên Hà Thanh Sương nghe vậy muốn nói lại thôi, lại cuối cùng không có nói một câu, Diệp Phạm khẽ chau mày, ngược lại nói Thanh Tuyết, ta cần ngươi giúp ta giải quyết sự nghi ngờ này, ngươi bây giờ có thể toàn lực vận chuyển thần biến thiên huyễn quyết sao? Hà Thanh Tuyết cũng không làm theo, mà là trầm mặt xuống nàng thân chính không sợ bóng nhiên, nàng cũng tin tưởng mình gia gia tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nếu như nàng đáp ứng rồi diệp phạm thỉnh cầu, nàng cảm thấy đây là đối với gia gia mình phủ định. Thế nhưng là không đáp ứng diệp phạm yêu cầu. Nếu như, nàng là nói nếu như, nếu như đây hết thảy đúng như diệp phạm nói tới đâu, bản thân cử động rất có thể sẽ để cho diệp phạm lâm vào cực kỳ bất lợi cảnh địa. Làm, vẫn là không làm. Hà Thanh Tuyết lâm vào xoắn xuýt, cái này không phải sao trách nàng, đứng ở nàng góc độ, có những cái này lo lắng rất bình thường. Hà Thanh Sương ở một bên chen miệng nói. Diệp phàm, ta Hà Gia Tuyệt sẽ không làm loại chuyện này, có lẽ là người ảo giác, dù sao một bộ công pháp, làm sao có thể đủ diễn sinh ra khôi lỗi chi lực. Vừa nói, nàng nắm Hà Thanh Tuyết tay. Mùi mùi ta trong gia tộc thụ nhất gia gia sủng ái, nàng đối với gia gia tình cảm cùng tín nhiệm phi thường thâm hậu, có lẽ đối với ngươi mà nói, ngươi chỉ là tìm kiếm cái nào đó sự tình đáp án, nhưng là đối với mùi mùi mà nói, ngươi đang ép bắt nàng phủ định gia gia mình, cho nên chuyện này đối với nàng mà nói, là một loại tổn thương dựa theo ngươi thuyết pháp đi làm, rất đơn giản, chỉ cần toàn lực vận chuyển công pháp là được, nhưng là một khi mùi mùi làm như vậy, vô luận kết quả là đúng hay sai, nàng đều không thể nào tiếp thu được, kết quả là đúng, như vậy gia gia trong lòng nàng hình tượng sẽ sụp đổ, đó là thương yêu nhất người khác. Kết quả là sai, mùi mùi sẽ phi thường ấy nấy, bởi vì nàng hoài nghi thương yêu nhất người mình. Diệp Phàm nghe vậy lúc này cho mày, cuối cùng thở dài một hơi nói. Nếu như thế, ta liền không nhiều làm miễn cưỡng. Ừ, đa tạ ngươi lý giải, đúng rồi Diệp Phàm cùng với mùi mùi hơi mệt chút, liền về trước phòng nghỉ ngơi. Hà Thanh Sương gật đầu nói. Tốt. Diệp Phạm chắp tay, rất nhanh, Hà Thanh Sương liền dẫn Hà Thanh Tuyết tiến vào thần không toa trên trong phòng, Diệp Phạm nhìn chầm chầm hai nữ biến mất thân ảnh, mày nhíu lại càng chặt, Hà Thanh Tuyết không có vấn đề gì, nhưng lại Hà Thanh Sương, phản phất biết rõ một ít gì, công pháp này, tuyệt đối có vấn đề. Dung hợp địa mẫu thần nguyên thủy thời điểm, địa mẫu thần nguyên thủy sẽ đem hắn tất cả phục chế xuống tới, tại trong quá trình này, Diệp Phạm có thể rõ ràng vô cùng phát giác được bản thân bất luận cái gì một chỗ chỗ không đúng, đến lúc đó trong cơ thể hắn là có hay không ẩn tàng khôi lỗi chi lực, tự nhiên cũng liền hồi nổi lên mặt nước. Trở lại trụ sở, Hà Thanh Tuyết biểu hiện có chút tâm sự nặng nề, Hà Thanh Sương cười nói: Thế nào mùi mùi, ngươi sẽ không thật bởi vì Diệp Phạm một câu liền hoài nghi gia gia a. À? Tỷ tỷ, Diệp Phạm không phải một cái ưa thích nói lung tung người, hắn lời nói có đôi khi nghe cực kỳ không thể tưởng tượng, nhưng là thường thường hắn đều là đúng. Hà Thanh Tuyết thở dài nói: Kỳ thật ta cảm thấy ta nên dựa theo hắn phân phó đi làm, bất kể như thế nào, có thể bỏ đi hắn lo lắng cũng là tốt, muốn nói ta không nên hoài nghi mình gia gia, này cũng không thể coi là hoài nghi, ta làm chuyện này, chính là vì để cho Diệp Phạm Minh Bạch hắn hiểu lầm gia gia ta. Nhưng là, ta có chút không dám, bởi vì ta thật sợ hãi Diệp Phạm là đúng. Mùi mùi, ngươi phải hiểu được, gia gia làm ra tất cả, cũng là vì hà gia, vì cho chúng ta tốt hơn an toàn hơn tu hành hoàn cảnh. Hà Thanh Sương nghĩ nghĩ nói khẽ. Chương 2336, xin tồn nguồn mê truyện audio.com ta đương nhiên biết rõ gia gia một lòng vì hà gia ai tỷ tỷ ta cảm thấy ta vẫn còn muốn đáp ứng diệp phàm thỉnh cầu diệp phàm cứu ta rất nhiều lần gia gia đã cứu diệp phàm một lần ta trách cứu diệp phàm hoài nghi ta gia gia nhưng mà diệp phàm đã cứu ta nhiều lần như vậy ta đang nghe diệp phàm lời nói về sau làm sao không phải là hoài nghi hắn lời nói đâu ta kém hắn nhiều hà thanh tuyết lắc đầu tiếp lấy đứng người lên đi ra ngoài hà thanh sương lúc này giữ chặt hà thanh tuyết do hỏi Thanh Tuyết, ngươi thần biến thiên huyễn quyết tu hành đến tầng thứ mấy? Thần biến thiên huyễn quyết có 5 tầng, ta đã tu hành đến tầng thứ tư khó lường chi cảnh. Hà Thanh Tuyết lúc này hồi đáp, tỷ tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì? Đã là tầng thứ tư sao? Nhìn tới không cách nào vãn hồi rồi. Hà Thanh Sương nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nàng rất bội phục Hà Thanh Tuyết thiên tư, nhưng là lần này, nàng thật cực kỳ hy vọng Hà Thanh Tuyết tu hành chậm một chút, thần biến thiên huyễn quyết có được khôi lỗi chi lực sự tình, Hà Thanh Sương là biết rõ, Hà Gia lại không ít cường hoành khác họ thiên kiêu kỳ thật cũng là khôi lỗi nhân, Hà Thanh Sương ban đầu biết rõ chuyện này thời điểm, cũng cực kỳ phản cảm. Thậm chí nàng bằng hữu. Nhưng là Hà Thu Lâm nói cho nàng Hà Gia hiện trạng, đồng thời dùng chân thật nhất ví dụ để cho Hà Thanh Sương minh bạch, nếu như không phải những năm này Hà Gia lợi dụng thần biến thiên huyển quyết đã khống chế một chút thiên kiêu, để cho những thiên kiêu này vì Hà Gia mà chiến lời nói, Hà Gia cũng sớm đã bị diệt tộc, nơi nào còn có địa vị hôm nay cùng thực lực. Nếu như thiện lương, có nguyên tắc có thể làm cho Hà Gia lâu dài lời nói, Hắn Hà Thu Lâm cũng không nguyện ý làm ra loại chuyện này, nhưng trên thực tế đâu. Hà gia thủ hộ lấy cuối cùng Long Nguyên thủ căn, Hà gia liền đương nhiên bị một chút đại thế lực nhằm vào, đồng dạng cũng bởi vì cái này Long Nguyên thủ căn, để cho Thanh Long vực ẩn thế gia tộc đều trong bóng tối trợ giúp Hà gia, ẩn thế gia tộc có ẩn thế gia tộc quy củ, chân chính gặp trắc trở vẫn như cũ cần Hà gia một mình đi đối mặt. Hà gia thủ hộ lấy Thanh Long vực tương lai, mà vì cái này tương lai, Hà gia từ bỏ nguyên tắc dùng khôi lỗi chi lực đã khống chế một đám thiên kiêu, ai đúng ai sai lời nói này để cho hà thanh sương nghĩ lại thật lâu cuối cùng hà thanh sương lựa chọn tiếp nhận bởi vì nếu đổi lại là nàng nàng cũng không biết hà gia dùng cái gì đi thủ hộ thanh long phân viện hy vọng cuối cùng khôi lỗi chi lực đều có đối ứng người cực kỳ hiển nhiên diệp phàm thể nội khôi lỗi chi lực đối ứng chủ nhân chính là hà thanh tuyết nguyên bản nếu là hà thanh tuyết thần biến thiên huyễn quyết vẫn là tầng thứ ba như vậy hà thanh sương sẽ khuyên hà thanh tuyết đình chỉ tu hành thần biến thiên huyễn quyết chỉ có dạng này mới có thể ức chế diệp phàm thể nội khôi lỗi chi lực tăng trưởng nhưng là hết lần này tới lần khác Hà Thanh Tuyết bước vào tầng thứ tư. Một khi Hà Thanh Tuyết thần biến thiên huyễn quyết đạt tới tầng thứ tư, liền sẽ hoàn toàn dẫn động Diệp Phàm thể nội khôi lỗi chi lực điên cùng mạnh lên, quá trình này đúng không đảo ngược, nhiều thì trẻ 10 tuổi là một năm, Diệp Phàm thần trí liền sẽ hoàn toàn bị xóa đi, trở thành Hà Thanh Tuyết khôi lỗi, đối với cái này, Hà Thanh Sương cũng không có biện pháp. Cái gì không cách nào vãn hồi rồi? Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Hà Thanh Tuyết lúc này mẫn cảm đã nhận ra Hà Thanh Sương lời nói, nhìn không được hỏi không có, ta nói muội muội, tất nhiên Diệp Phạm đã không truy hỏi, ngươi làm gì bản thân đi nhảy lên cái đề tài này đâu. Bên ngoài có Diệp Phạm tại, chúng ta bây giờ luyện hóa địa mẫu thần nguyên thủy, tăng thực lực lên mới là mấu chốt, nếu không một khi những cái kia ẩn thế gia tộc cường giả đuổi theo, chúng ta lại chỉ có thể kéo Diệp Phạm chân sau. Hà Thanh Sương nói sang chuyện khác. Không, tỷ tỷ, chuyện này ta nhất định phải giải quyết, hơn nữa, ta cảm thấy ngươi có gạt ta cái gì. Hà Thanh Tuyết khó được kiên định nói, ngược lại lần nữa hướng về ngoài cửa đi đến mùi mùi, chậm đã. Tỷ tỷ, ngươi vì sao một đến hai hai đến ba cản trở ta, ngươi có phải hay không thật gạt ta cái gì? Ta lịch luyện quá ít, ta hiểu đến cũng không nhiều, nhưng là không có nghĩa là ta khờ, chuyện này cùng Diệp Phàm có quan hệ có đúng không? Chẳng lẽ, hắn nói là thật? Nói đến đây, Hà Thanh tuyết động người trong mắt đẹp lộ ra một tia thống khổ. Ai? Hà Thanh Sương thở dài một hơi, nàng cũng biết nếu như hôm nay không nói cho Hà Thanh Tuyết chân tướng lời nói, nàng nhất định sẽ đi tìm Diệp Phàm nghiệm chứng, đến lúc đó, chỉ cần Hà Thanh Tuyết cố ý cùng Diệp Phạm công pháp hô ứng, khôi lỗi chi lực liền sẽ lập tức tăng lên điên cuồng. Cần gì phải biết rõ chân tướng? Không biết chân tướng, ta tâm bất an. Đã biết, ngươi sẽ chỉ thống khổ hơn. Cùng đến cuối cùng hối hận, chẳng bằng hiện tại thống khổ. Hà Thanh Tuyết kiên quyết nói. Diệp Phạm nói không sai, trong cơ thể hắn quả thật có khôi lỗi chi lực, hơn nữa, khôi lỗi chi lực đầu nguồn chính là chúng ta hà gia thần biến thiên huyển quyết. Hà Thanh Sương trầm mặt một hồi, tiếp lấy miệng ra kinh người nói, Hà Thanh Tuyết trực tiếp ngay tại chỗ, đây là nàng không nguyện ý nhất biết rõ đáp án, đây cũng là để cho nàng thống khổ nhất đáp án, nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao gia gia của nàng sẽ làm như vậy? Vì sao? Diệp Phạm hắn không phải ta hạ gia địch nhân, gia gia hắn, hắn vì sao? Hà Thanh Tuyết cố nén phẫn nộ, nhìn chầm chầm Hà Thanh Sương chất vấn. Vì sinh tồn, ở mảnh này chế độ đẳng cấp vô cùng nổi bật thế giới bên trong sinh tồn, vì Hà gia trăm vạn tộc nhân, vì ngươi, ta tốt nhất tu hành hoàn cảnh, Hà Thanh Sương nhìn chầm chầm Hà Thanh Tuyết nói, ta biết ngươi khó mà tiếp nhận kết quả này, ta lúc đầu biết rõ chuyện này thời điểm, ta cũng khó mà tiếp nhận, nhưng là, chúng ta là hà gia đệ tử, chúng ta hưởng thụ lấy gia tộc cho tu hành hoàn cảnh, chúng ta trưởng thành không phải từ khuất nhục, không phải từ trong thống khổ thuế biến, đây hết thảy, cũng là gia tộc cho chúng ta, mà gia tộc sinh tồn, không phải dựa vào thiện lương có thể sinh tồn. Vì sinh tồn, cho nên đi tổn thương người vô tội sao? Diệp Phạm hắn đã cứu ta rất nhiều lần, mà Gia Gia chỉ cứu hắn một lần, liền một lần kia hắn liền một mực nhớ kỹ một người như vậy hà gia chúng ta nhưng phải đem hắn luyện chế thành khôi lỗi đây chính là gia tộc sinh tồn chi đạo sao nếu như một cái gia tộc cần dựa vào những thủ đoạn này để duy trì huy hoàng lời nói dạng này gia tộc căn bản là không nên tồn tại hà thanh tuyết không cách nào nhìn xuống nội ý nói nàng không biết diệp phàm đã từng cũng không biết diệp phàm tương lai nhưng là nàng biết rõ diệp phàm là một cái đáng tin cậy người là một cái có ơn tất báo người người như vậy không nên nhận loại đãi ngộ này loại đãi ngộ này càng thêm không phải là gia tộc của nàng cho nàng đã từng vì gia tộc mình mà kiêu ngạo nàng cũng không phải là cỡ nào thánh nữ người nhưng là nàng cũng không phải người vong ân phụ nghĩa mùi mùi ngươi làm sao nói như thế ngươi cho rằng nếu như không có gia tộc che chở chúng ta có thể có hôm nay phong quan sao bằng vào chúng ta dung mạo nếu như không phải gia tộc chúng ta sớm liền trở thành những cường giả kia trong tay đồ chơi, ngươi căn bản không biết những tán tu kia tu hành hoàn cảnh là cỡ nào ác liệt, ngươi hôm nay có thể ở chỗ này lấy một cái khách quan góc độ đi phê phán gia tộc, đơn giản là bởi vì ngươi hoàn cảnh sinh hoạt nhiều ngươi có tư cách nói thiện ác. Hà Thanh Sương lúc này quát lớn, nếu là ngươi là một gã tán tu lời nói, ngươi liền sẽ biết rõ, thiện ác căn bản không trọng yếu, chỉ có sống tốt mới là cái thế giới này nhất vĩnh hằng chủ đề. Chương 2337. Thản nhiên. Nguồn. Mê truyện audio.com. Đúng vậy a, à, ta không biết những tán tu kia sinh hoạt, ta không thể nào hiểu được bọn họ sinh hoạt, cho nên ta có thể nói thiện ác, nhưng là chỉ ít ta biết, bọn họ đã qua như vậy gian nan, vì sao chúng ta còn muốn đi đối đãi như vậy bọn họ? Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, ta biết tỷ tỷ ngươi. Nói đúng, nhiều khi ta phi thường lý tưởng hóa, lần này đi ra lịch luyện, ta cũng có phát hiện không gia tộc che chở, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng, có lẽ ta đã trải qua đau khổ về sau ta sẽ không hướng hôm nay đồng dạng đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích gia gia của ta, chỉ trích ta gia tộc nhưng là, ta đã tạo thành người như vậy, ta không cách nào tán thành gia tộc hành động, ta cũng không thể nào tiếp thu được đem dịp phạm luyện chế thành khôi lỗi sự thật. Hắn là bằng hữu ta, càng là ta ân nhân, ta làm không được. Tỷ tỷ, ngươi biết có biện pháp nào có thể đem khôi lỗi chi lực khứ trừ sao? Hà Thanh Sương hơi kinh ngạc nhìn xem Hà Thanh Tuyết, tại nàng trong trí nhớ, Hà Thanh Tuyết mặc dù bản tính thiện lương, nhưng là làm sự tình thiếu khuyết một loại quyết đoán cùng kiên quyết, nàng lần này bế quan mấy năm, sau khi xuất quan, liền cảm thấy Hà Thanh Tuyết biến hóa, loại biến hóa này là một loại thành thục. Mùi mùi, ngươi những năm này biến hóa rất lớn, ngươi trước kia coi như không đồng ý chuyện này, cũng sẽ không nói kiên quyết như thế. Hà Thanh Sương nhìn không được nói khẽ. Diệp Phạm dạy cho ta rất nhiều, kiên trì bản tâm, tài năng tu được đại đạo, Diệp Phạm chính là như vậy người, hắn sẽ không bởi vì người khác một lời nói đi tùy tiện cải biến bản thân đối với một sự vật cái nhìn, người phải có bản thân kiên trì, Diệp Phàm là một cái rất có nguyên tắc người, đây chính là ta khiếm khuyết, ta ở trên người hắn học được rất nhiều thứ, đồng dạng, ta cũng không hy vọng bản thân biến thành một cái không có chủ kiến người, lần này, ta không nghĩ thuận theo gia tộc ý. Nguyện Hà Thanh Tuyết không chút nào keo kiệt bản thân đối với Diệp Phàm Tán Dương. Có lẽ vậy, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, Diệp Phàm thể nội khôi lỗi chi lực không cách nào thanh trừ, hơn nữa bởi vì ngươi đột phá thần biến thiên huyễn quyết tầng thứ tư, cho nên trong cơ thể hắn khôi lỗi chi lực đã đi vào điên cuồng diễn sinh trạng thái, nhiều thì 10 năm, ít thì một năm, hắn liền sẽ trở thành một chỉ nghe ngươi mệnh lệnh khôi lỗi. Hà Thanh Sương lắc đầu nói, có lẽ cái này khôi lỗi là người khác lời nói, nàng không biết cái này giống như cảm thán, hết lần này tới lần khác cái này khôi lỗi là Diệp Phàm, cứ việc cùng Diệp Phàm chỉ có thể coi là sơ giao, nhưng là Diệp Phàm đã cứu nàng hai lần, nàng cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, nếu như có thể nàng cũng không nguyện ý dịp phạm biến thành khôi lỗi nhưng là nàng bất lực thật không có những phương pháp khác sao không có hà thanh sương lắc đầu nói đương nhiên không có khả năng thật không có chỉ cần hà thanh tuyết chết đi khôi lỗi chi lực liền sẽ bởi vì chủ nhân chết đi mà phát sinh phản phệ trước mắt dịp phạm thể nội khôi lỗi chi lực còn không nhiều phản phệ phía dưới sẽ chỉ làm dịp phàm trọng thương mà đồng dạng khôi lỗi chi lực cũng sẽ ở cuối cùng phản phệ bên trong tiêu hao hầu như không còn chỉ bất quá Hà Thanh Sương không thể là vì Diệp Phạm an toàn liền để Mùi Mùi mình hy sinh, nàng còn không có như vậy vĩ đại. Ta hiểu được. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, tiếp lấy hướng về ngoài cửa đi đến. Hà Thanh Sương thấy thế vội vàng nói, Mùi Mùi ngươi muốn đi làm cái gì? Tự nhiên là đem tất cả mọi chuyện cùng Diệp Phạm nói rõ ràng. Ngươi làm sao như vậy ngốc? Ngươi muốn là nói cho hắn tình hình thực tế, hắn dưới sự phẫn nộ giết hai người chúng ta nên như thế nào? Bản thân tức là ta Hà Gia xuất thủ trước đây, hắn giết ta ta nhận, tỷ tỷ phi thuyền này là ngươi, hắn muốn tại ngươi trên phi thuyền giết chết ngươi căn bản không có khả năng, nếu như hắn giết ta, ngươi liền thúc đẩy thần không toa đào thoát dịp phạm truy sát. Hà Thanh Tuyết nói thẳng, ngược lại dứt khoát mà hiểu đi ra ngoài, Hà Thanh Sương nhìn xem Hà Thanh Tuyết bóng lưng, không khỏi rơi vào trầm mặt, hôm nay Hà Thanh Tuyết cùng năm đó nàng biết bao tương tự, chỉ bất quá, nàng năm đó không từng có Hà Thanh Tuyết dũng khí, bây giờ mỗi một lần nhìn thấy người kia, nàng đều sẽ xa xa thoát đi, cứ việc người kia đã là một cái không có thần chí khôi lỗi, cứ việc người kia là bị nàng khống chế, nhưng là, nàng vẫn như cũ làm không được tuyệt tình. Diệp Phạm Hà Thanh Tuyết nhìn thấy Diệp Phạm nói, Diệp Phạm nghe vậy huyền ảo sông đồng chậm rãi khôi phục đen trắng thanh minh, vừa rồi hắn lại dùng thiên cơ mệnh đồng tìm kiếm chính xác đường ra, cuối cùng được đáp án dĩ nhiên là bất kỳ một cái nào phương hướng cũng là đường ra, cực kỳ hiển nhiên, chỉ cần đến tinh không biên giới, hẳn là có thể đi ra. Nghe nói Hà Thanh Tuyết lời nói, Diệp Phạm lúc này nhìn về phía Hà Thanh Tuyết nói. Thanh Tuyết, có chuyện gì sao? Có việc, rất trọng yếu sự tình. Hà Thanh Tuyết lấy dũng khí đi đến Diệp Phạm trước mặt nói. Là khôi lỗi chi lực sao? Diệp Phạm dò hỏi, nếu như ngươi thật thật khó khăn lời nói có thể không nói, ta mình có thể tìm kiếm đáp án. Ta không thể lừa gạt ngươi, bởi vì ta biết, có thể có được ngươi tán thành vẫn là rất khó, một lần lừa gạt, chúng ta có lẽ liền muốn dần dần từng bước đi đến. Phản phất là hạ quyết tâm, Hà Thanh Tuyết ngược lại trở nên thản nhiên vô cùng, nàng nhìn chầm chầm Diệp Phạm nói. Diệp Phạm, thật xin lỗi, ngươi đoán không sai, ngươi tu hành thần biến thiên huyễn quyết quả thật có khôi lỗi chi lực, chuyện này ta cũng là vừa rồi mới biết được, hơn nữa, theo ta đối với thần biến thiên huyễn quyết tu hành càng ngày càng mạnh, khôi lỗi chi lực sẽ từ từ xóa đi ngươi thần trí, nhưng ngươi trở thành ta khôi lỗi. Thật sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày trong lời nói lại khá là bình tĩnh, cũng không có Hà Thanh Tuyết tưởng tượng loại kia phẫn nộ, loại kia cuồng loạn, Diệp Phàm loại an tĩnh này ngược lại để cho Hà Thanh Tuyết có chút trở tay không kịp. Ta biết ngươi bây giờ cực kỳ phẫn nộ, thật xin lỗi, Ta chưa hề biết gia gia của ta sẽ làm ra loại chuyện này, nếu như có thể, ta hy vọng dùng mệnh ta đến tiêu trừ ngươi lửa giận." Hà Thanh Tuyết cúi đầu nói. Diệp Phàm nhìn xem Hà Thanh Tuyết mái đầu bạc trắng, mặc dù có lại nhiều lửa giận, mỗi khi hắn nhìn thấy Hà Thanh Tuyết tóc trắng thời điểm, đều sẽ tiêu trừ không ít, cho dù hắn biết rõ Hà Thanh Tuyết không phải bắt cung tuyết, nhưng là có chút tơ tình ký thác hắn không khống chế được, Diệp Phàm đi tới thiên thương giới về sau, đối với Hà Thanh Tuyết luôn luôn có càng nhiều bao dung cũng là nguyên nhân này, kỳ thật Diệp Phàm cũng không có Hà Thanh Tuyết trong tưởng tượng lửa giận phản bội hãm hại đời này của hắn đã trải qua quá nhiều hà thu lâm làm như thế đối với diệp phàm mà nói xác thực rất thất vọng cũng cần phải phẫn nộ nhưng là càng nhiều là một loại đạm nhiên hắn không cảm thấy chuyện này có cái gì để cho hắn phi thường kinh ngạc mới thật giống như hà thu lâm sẽ làm loại chuyện này hoàn toàn ở hắn trong dự liệu chuyện này ngươi nơi nào đến sai ngươi không cần nói xin lỗi ta diệp phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ngươi chí ít đối với ta cực kỳ thẳng thắn hà thanh tuyết nhìn xem diệp phàm nụ cười không khỏi có chút bối rối Ngươi không tức giận sao Ta vì sao sinh khí Gia gia của ta đối ngươi như vậy Hà Thanh Tuyết nhịn không được nói Hắn cũng đã cứu ta Ân oán dặn co Ngày sau ta sẽ không ở vì Hà gia làm bất luận một cái nào sự tình Ta cũng không cần thiết tìm ngươi gia gia phiền phức Đổi thành những người khác Dịp phàm tự nhiên không có khả năng tùy tiện được rồi Nhưng là hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng Hà Thu Lâm muốn đối phó hắn là sự thật Nhưng là Hà Thu Lâm đã cứu hắn cũng là sự thật Mặt khác Hà Thanh Tuyết có thể làm đến như thế thẳng thắn, là coi trọng giữa bọn hắn quan hệ, Diệp Phàm cần gì phải làm tí nhai tất báo người. Chương 2338. Bắc Cung Tuyết. Nguồn: Mê truyện audio.com. Ngươi, ngươi thật một chút cũng không sinh khí. Ta. Diệp Phàm, ngươi phải biết, khôi lỗi chi lực sẽ xóa đi ngươi thần trí, cũng thì tương đương với giết ngươi, kỳ thật, cái này khôi lỗi chi lực không phải là không thể giải quyết, chỉ ít hiện giai đoạn, ngươi biết phương pháp giải quyết, Hà Thanh Tuyết nhìn chầm chầm Diệp Phạm nói, phương pháp giải quyết chỉ có một cái, cái kia chính là giết nàng Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết nghĩ ra được, Diệp Phạm tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được, cho nên nàng thản nhiên chuyện này thời điểm, liền đã làm xong chết đi chuẩn bị. Ngươi là nói giết ngươi sao? Diệp Phạm theo Hà Thanh Tuyết lời nói nói. Đương nhiên, giết ta, ngươi có thể sống. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói. Ta sẽ không giết ngươi, nếu là ngươi biết chuyện này lại gạt ta, hôm nay ta mình biết rồi chuyện này, ta sẽ không lưu thủ, nhưng là ngươi chủ động nói cho ta biết, ta nếu là ra tay với ngươi làm trái ta đạo tâm huống chi một chút khôi lỗi chi lực với ta mà nói không đáng kể chút nào diệp phàm lắc đầu nói nghĩ nghĩ hắn nhìn hà thanh tuyết mái đầu bạc trắng nói có thể giúp ta một chuyện sao ngươi nói chỉ cần ta có thể giúp ta đều sẽ giúp ngươi hà thanh tuyết gật đầu nói ta chỗ này có một thanh kiếm ngươi có thể dùng linh hồn dung hợp nó sao ngay trước mặt ta dung hợp cho ta nhìn xem nó phản ứng diệp phàm lấy ra băng thần kiếm chui kiếm này chính là bắt cung tuyết tại phạm thế bội kiếm nằm đó bắt cung tuyết băng phong tại thất lạc chi địa diệp phạm đưa nàng thi thể một mực tại thiên đế giới bên trong đồng thời còn có nạn bội kiếm băng thần kiếm trải qua lê xuân sự tình diệp phạm không nghĩ tại như trước đó đồng dạng tùy duyên đồng dạng đi tìm bắt cung tuyết lần này hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng người hắn không có cách nào phán đoán ai là bắt cung tuyết nhưng là băng thần kiếm có thể băng thần kiếm đã từng bị bắt cung tuyết dùng linh hồn chi lực ôn dưỡng cho nên băng thần kiếm chỉ cần tiếp xúc đến bắt cung tuyết chuyển thế chi thân hồn lực hạch tâm liền tất nhiên sẽ sinh ra ỷ lại hà thanh tuyết nghe vậy không khỏi hơi sững sờ người bình thường dùng hồn lực luyện hóa bảo vật cũng là đem bảo vật thu nhập hồn hải bên trong luyện hóa có rất ít người sẽ đem bản thân nguyên thần bay ra bên ngoài cơ thể luyện hóa pháp bảo luyện chế pháp bảo thời điểm linh hồn là không có bất kỳ cái gì sức chống cự một khi lúc này những người khác dùng thần thức xâm nhập luyện hóa người nguyên thần rất có thể sẽ đánh cắp luyện hóa người tất cả linh hồn ký ức, thậm chí bao gồm cưỡng ép. Cùng luyện hóa người thần hồn giao hòa. Năm đó Diệp Phàm tại phàm giới thời điểm liền là không cẩn thận cùng Lạc Tiểu Hy đến rồi một lần thần hồn giao hòa, trong đó cảm thụ không cần nói nhiều, nhưng là trừ phi là đạo lưỡng nếu không cái nào người tu hành cũng sẽ không cùng những người khác làm như vậy, đây cũng là Diệp Phàm một mực chưa từng chủ động đề cập chuyện này nguyên nhân. Nghĩ đến Diệp Phàm động lượng, Hà Thanh Tuyết vì chính mình chần chờ ấy nấy, lúc này nguyên thần xuất hiện, đem Diệp Phàm trong tay băng thần kiếm bao trùm ngươi không thể luyện hóa nó, chỉ có thể dùng linh hồn dung hợp nó, cái khác bất kỳ động tác gì đều không cần làm. Diệp Phàm dặn dò, Hà Thanh Tuyết làm theo, băng thần kiếm nói cho cùng vẫn là một chui bình thường kiếm, nếu là Hà Thanh Tuyết cưỡng ép luyện hóa, băng thần kiếm không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, này không đạt được Diệp Phàm muốn kết quả. Một tia kiếm minh vang lên, phản phất có được vui sướng cảm xúc đang lưu chuyển, Hà Thanh Tuyết có chút ngu ngơ, nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ nói băng thần kiếm đối với nàng ý lại, một chui nàng chưa bao giờ thấy qua bình thường kiếm làm sao lại đối với nàng có ý lại phải biết vũ khí so với người muốn trung thành nhiều cho dù có vài vũ khí một lần nữa nhận chủ nhưng là cùng tân chủ nhân ở giữa quan hệ cũng nhất định phải dựa vào tu sĩ chậm rãi ôn dưỡng hà thanh tuyết liền luyện hóa đều chưa từng luyện hóa thanh trường kiếm này nàng cũng không phải là cái gì biến thái kiếm đạo thể chất không tồn tại sẽ để cho có linh tính trường kiếm tiếp cận lý do a à. hà thanh tuyết nghi hoặc nhìn về phía diệp phàm vậy mà lúc này diệp phàm lại trực tiếp sững sờ tại chỗ một đôi tròng mắt bên trong có vô số tình cảm vừa đi vừa về giao thoa mừng rỡ tâm thần bất định, vừa có khó tả ôn nhu và tình cảm. Loại ánh mắt này để cho Hà Thanh Tuyết có chút sợ hãi, nàng không biết loại tình huống này đại biểu cái gì, nhưng là Diệp Phàm trong mắt nóng bỏng liền phản phất muốn đem nàng ăn đồng dạng. Tốt, tốt sao? Hà Thanh Tuyết tâm thần bất định nhìn xem Diệp Phàm nói. Tốt rồi. Diệp Phàm gật đầu nói, ngắn mũi mấy tức thời gian, trong óc hắn lóe lên quá nhiều suy nghĩ, hắn muốn hiện tại liền đi ông Hà Thanh Tuyết đi nói cho nàng kiếp trước, nhưng là hắn không cách nào làm như thế, ở kiếp trước là ở kiếp trước, người chết như đèn diệt, đối với Diệp Phạm mà nói, Bắc Cung Tuyết không cách nào quên mất người, nhưng là đối với Hà Thanh Tuyết mà nói, nàng không phải Bắc Cung Tuyết, Diệp Phạm cũng không phải nàng ai. Nguyên thần hồi thể, Hà Thanh Tuyết hai tay dân băng thần kiếm, tiếp lấy dao cho Diệp Phạm nói. Chui kiếm này trả lại cho ngươi. Tạ ơn. Diệp Phạm gật đầu nói, tiếp nhận băng thần kiếm, băng thần kiếm bây giờ là một chui bình thường kiếm. Diệp Phạm định đem băng thần kiếm luyện chế lại một lần thành thần kiếm về sau đưa cho Hà Thanh Tuyết. Nó gọi băng thần kiếm, với ta mà nói, có phi thường đặc thù hàm nghĩa, thậm chí, ở một phương diện khác, hắn so với ta mệnh còn trọng yếu hơn. Diệp Phạm nhẹ nhàng vuốt ve này băng thần kiếm ông Nhu nói, thu hồi trường kiếm, Diệp Phạm nhìn về phía Hà Thanh Tuyết ánh mắt thay đổi hoàn toàn, Hà Thanh Tuyết chưa bao giờ cảm thụ qua Diệp Phạm như vậy ông Nhu và nóng bỏng, loại này ông Nhu cùng nóng bỏng để cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh, nam nhân này, vì sao lại đột nhiên biểu hiện ra dạng này một mặt. Hà Thanh Tuyết, ngươi vẫn như cũ cảm thấy Hà Gia thiếu nợ ta đúng không? Diệp Phàm hỏi. Là ta Hà Gia thiếu ngươi, ta nguyện ý thay ta già gia, gia chuộc tội. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói. Tốt, từ giờ trở đi, ta một lần nữa trở thành ngươi người hộ đạo, ta không cần Hà Thu Lâm đồng ý, ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý hay không. Diệp Phạm nghiêm túc nói, một đôi đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn chầm chầm Hà Thanh Tuyết, trong đó có vô tận ôn nhu, Hà Thanh Tuyết tại Diệp Phạm nhìn chăm chú phía dưới không khỏi cảm giác có chút ngượng ngùng, nếu là những người khác như vậy nhìn xem nàng, nàng có lẽ chỉ có chán ghét, nhưng là Diệp Phạm như vậy nhìn xem nàng, nàng đã có loại khó tả e lệ hà thanh tuyết rất rõ ràng có lẽ chui kiếm này cùng nàng có quan hệ đặc thù lại hoặc là bản thân trở thành dịp phàm trong lòng người nào đó thế thân lại hoặc là nàng thật có lấy cùng diệp phàm dây dưa không rõ ở kiếp trước thật giống như những năm gần đây nàng một mực cảm giác mình đang đợi một người bất luận cái gì ưu tú nam tu từ nàng chung quanh đi qua nàng tổng hội sinh ra một loại khó tả bài xích nhưng là tại diệp phàm trên người loại này bài xích đã thật lâu chưa từng thấy đến trước đó hà thanh tuyết cho rằng đó là bởi vì diệp phàm đối với nàng không có cảm giác diệp phàm biểu hiện một mực rất bình thản cho nên nàng mới sẽ không phản cảm, nhưng là bây giờ không giống nhau, nàng không phải người ngu, Diệp Phàm đột nhiên diễn sinh tơ tình đậm đà như vậy, nồng đậm đến Hà Thanh Tuyết cảm giác mình một ngày nào đó sẽ hòa tan đồng dạng, Diệp Phàm đối với nàng hữu tình tia, loại này tơ tình lại hình như không phải đối với nàng, mà là đối với nàng khác, loại cảm giác này. Đặc biệt huyền ảo, nhưng là Hà Thanh Tuyết lại có thể cảm giác được một loại chân thực. Lúc này, nàng vẫn như cũ chưa từng có chút nào phản cảm, phát mà trong lòng có loại khó tả kỳ vọng, kỳ vọng Diệp Phàm thành vì nàng hộ đạo ngươi. Ta đồng ý, Hà Thanh Tuyết mím môi nói, Diệp Phạm nghe vậy, Tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười mê người, Hà Thanh Tuyết hai mắt nhìn thấy Diệp Phạm nụ cười nháy mắt tự như cùng nhát gan con thỏ đồng dạng, vội vàng cúi đầu, khuôn mặt hơi có chút phát nhiệt, Hà Thanh Tuyết âm thầm cô, hắn cười lên thật đúng là rất đẹp. Chương 2339 Hào phóng Diệp Phạm Nguồn Mê truyện audio com Người tu tiên là biết rõ thiên đạo luân hồi, nhưng là đồng dạng, luân hồi về sau, chính là mới nhân sinh, không có quá nhiều người chấp nhất với mình một đời trước, chỉ là bởi vì tu hành tồn tại để cho rất nhiều luân hồi người tại hạ một đời đùng phải kiếp trước cố nhân nàng đã luân hồi quên mất chuyện cũ trước kia cố nhân nhưng như cũ sống sót sống ở chuyện cũ trước kia bên trong diệp phàm đối với hà thanh tuyết nói qua hắn đang tìm kiếm một người một cái hắn thiếu nợ rất nhiều nữ nhân một cái cũng có được như nàng đồng dạng mê người tóc trắng nữ nhân hà thanh tuyết không có yêu đương qua nàng không hiểu loại kia khắc vào linh hồn yêu say đắm nhưng là có thể khiến cho dạng này một cái kiệt ngạo nam nhân trở nên như thế ôn nhu hà thanh tuyết kỳ thật thật hâm mộ diệp phàm trong miệng Bắc cung tuyết ta là không phải cùng trong miệng ngươi bắt cung tuyết có quan hệ. Hà Thanh Tuyết trực tiếp hỏi nói. Ừ, ngươi chính là nàng, nàng chuyển thế. Diệp Phạm khẳng định nói. Ngươi vì sao như thế chắc chắn, nếu là ngươi sai đâu. Ngươi những cái này tình cảm đúng sai người, ngươi chẳng phải là cực kỳ thua thiệt sao. Hà Thanh Tuyết nghi ngờ nói. Băng thần kiếm là tuyết nhi bội kiếm, trước ngươi chưa bao giờ chạm qua băng thần kiếm, chui kiếm này sẽ không vô duyên vô cớ đối với ngươi sinh ra ý lại. Diệp Phàm hồi đáp có lẽ nơi này còn có cái khác hiểu lầm, Diệp Phàm, ta, ta không muốn trở thành một người khác, thật xin lỗi, ta biết ngươi đối với Bắc Cung Tuyết dùng tình rất sâu, nhưng là, ta chính là chính ta, ta không muốn làm người khác, ngươi, ngươi hiểu chưa? Ta không cách nào cho ngươi Bắc Cung Tuyết tình cảm, ta đối với ngươi cũng không có loại kia sâu tận xương tủy yêu. Hà Thanh Tuyết cân nhắc ngôn ngữ nói, nàng không muốn nói quá thẳng bạch làm thương tổn Diệp Phàm, nhưng là nàng cũng không nguyện ý trở thành một người khác vật thay thế, nàng không biết Bắc Cung Tuyết cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới bắt Cung Tuyết ký ức nàng chính là nàng hà gia trên lòng bàn tay minh châu thanh long phân viện đệ tử ta đương nhiên biết rõ ngươi không cần để ý tới ta tình cảm ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi liền tốt diệp phàm gật đầu nói tiếp lấy lấy ra một cái trữ vật thần giới nơi này có một chút tu hành đang dược ngươi lại cất kỹ ngươi tu vi quá thấp ta không muốn ngươi đang dược chính ngươi tu hành đã rất khó diệp phàm ta biết ngươi rất có khó nhìn nhưng là ngươi dù sao cũng là một tán tu một chút tài nguyên đều là ngươi dùng mệnh đi liều mạng đến sau lưng ta có toàn bộ hà gia ta tu hành tại nguyên rất nhiều, ta làm sao có thể dùng ngươi đang dược đâu. Hà Thanh Tuyết trực tiếp lắc đầu nói, cứ việc Diệp Phạm ở trước mặt nàng biểu hiện ra cực kỳ cường hoành chiến lực, cứ việc Diệp Phạm chiếm được toàn bộ Hà gia tại nguyên cộng lại cũng không bằng một cái đầm địa mẫu thần nguyên thủy, nhưng là Hà Thanh Tuyết vẫn như cũ cho rằng Diệp Phạm tại nguyên rất khan hiếm, bởi vì Diệp Phạm nói, hắn thể chất đặc thù, cần ngưng kết hoàng mỹ thân ngoại hóa thân cần rất nhiều địa mẫu thần nguyên thủy, như vậy Diệp Phạm có thể xuất ra đi bán địa mẫu thần. Nguyên thủy liền không nhiều đối với diệp phàm lời nói hà thanh tuyết cũng không có hoài nghi bởi vì nàng đối với diệp phàm cũng có nhất định giải nếu như diệp phàm không nguyện ý cho các nàng quá nhiều địa mẫu thần nguyên thủy hắn sẽ trực tiếp nếu không nghĩ cho căn bản sẽ không cũng khinh thường đi tìm lý do gì tất nhiên địa mẫu thần nguyên thủy không thể biến thành càng nhiều tu hành tài nguyên lời nói vậy những đan dược này tài nguyên đối với diệp phàm mà nói vẫn như cũ lại là khang hiếm ta cho ngươi đồ vật ngươi không thể cự tuyệt diệp phàm lắc đầu nói thần lực vận chuyển thần giới cưỡng ép bay đến Hà Thanh Tuyết trong tay, Hà Thanh Tuyết rơi vào đường cùng nhận lấy thần giới, âm thầm độc cô người này thật sự bá đạo, thần thức đảo qua, sau một khắc tay bỗng nhiên lắc một cái, kém chút không bắt được trữ vật thần giới để cho thần giới rớt xuống. Mấy trăm bình thần đan, tổng bát phẩm đến ngũ phẩm không thiếu gì cả, đáng sợ nhất là những đan dược này vậy mà tất cả đều là hạng nhất, cái này thì cũng thôi đi, vẫn là cửu văn hạng nhất đan dược. Thiên thương giới có thể luyện chế cửu văn hạng nhất đan dược sao? Không, hà thanh tuyết chưa từng nghe qua chuyện này dịp phàm nơi nào đến cửu văn hạng nhất đang dược hắn chẳng lẽ chiếm được cái nào đó thường cổ đại năng thần phủ cũng không nên những đang dược này thần vận rõ ràng như thế căn bản không giống như là từ thường cổ thời đại lưu truyền tới nay đang dược dịp phàm này này quá quý trọng ta ta không thể hà thanh tuyết có chút không biết làm sao quý giá như thế đang dược nói đưa sẽ đưa nàng hà thanh tuyết còn không tầm thường a à, ngươi có thế ngươi không phải là muốn mạnh lên sao lê mê chậm chạp người cũng không có biện pháp mạnh lên hơn nữa bảo hộ ngươi dạng này kẻ yếu với ta mà nói kỳ thật rất mệt mỏi diệp phàm lộ ra ôn hòa nụ cười nói kể từ khi biết hà thanh tuyết là bắt cung tuyết chuyển thế về sau diệp phàm nụ cười cơ hồ vẫn không có từng đứt đoạn hà thanh tuyết mắt to có chút né tránh diệp phàm càng là như thế nàng lại càng không biết như thế nào mới tốt trước đó diệp phàm liền một cái thượng đẳng đang cũng không tính đưa cho nàng hiện tại liền cửu văn hạng nhất đang đều cho nhiều như vậy hà thanh tuyết âm thầm cô diệp phàm đối với cái kia bắt cung tuyết có thế thật là hào phóng. Liền xem như chân đạo lửa, cũng rất ít có thể làm đến loại trình độ này đi, huống chi, nàng chỉ bất quá có thể là bắt cung tuyết chuyển thế. Mùi mùi, ngươi không sao chứ? Hà Thanh Sương ngay từ đầu không có đi ra, là bởi vì nàng một mực đang thao túng thần không toa, chỉ cần dịp phạm bên này xuất thủ, nàng liền sẽ dùng thần không toa lực lượng ứng phó dịp phạm, nàng không có khả năng nhìn mình cỡ nào mùi mùi chết đi, nhưng là nàng một mực đợi lâu như vậy, dịp phạm nhưng vẫn không có động thủ, ngược lại hai người ở đó trò chuyện rất tốt, nhất là dịp phạm, cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên liền cười cao hứng. Người này sợ là tức đến chập mạch rồi a, à, rơi vào đường cùng, Hà Thanh Sương đứng dậy dò hỏi. Không có việc gì. Hà Thanh Tuyết lúc này xoay tay phải lại, đem thần giới thu vào, dịp phàm tặng cho nàng cửu văn hạng nhất đang sự tình nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ, nàng vô cùng rõ ràng cửu văn hạng nhất đang hàm nghĩa. Một khi có người biết dịp phàm là có thể luyện chế hoặc là dịp phàm nhận biết có thể luyện chế loại đang dược này người lời nói, toàn bộ thanh long vực đều sẽ phát sinh đại địa chấn, tất cả gia tộc tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng cũng phải đem dịp Phàm bắt lấy. Thường cổ thời đại là luyện đang người đông đảo, thần linh thảo không đủ, thời đại này là luyện đang người quá ít, rất nhiều thế lực đều có không ít thần linh thảo, nhưng là khổ vì không thể đem những cái này thần linh thảo luyện chế thành thần đang đang thần, phải biết, nếu như không có đang dược và đẳng cấp cao tài nguyên phụ trợ, một cái hư thần tăng lên một cái cấp bậc khả năng đều cần ngàn năm. Nhưng là một khi có đầy đủ đang dược chèo chống, 10 năm liền có thể để cho một cái hư thần tăng lên một cái cấp bậc, đây là kinh khủng bực nào khái niệm nếu là không đã từng trải qua khôi lỗi chi lực sự tình, Hà Thanh Tuyết đối với người nhà mình vẫn có sung túc tự tin, nàng tin tưởng mình người nhà có nguyên tắc, sẽ không làm một chút để cho nàng thất vọng sự tình, nhưng là bây giờ không giống nhau, nàng sẽ không để cho như thế tín nhiệm nàng Diệp Phạm ở vào bất kỳ nguy hiểm nào cảnh địa. Không có việc gì. Hà Thanh Sương có chút ngu ngơ, nàng tuyệt không tin Diệp Phạm biết rõ sau khi tin tức này sẽ không có việc gì, người này chẳng lẽ không sợ chết. Còn là nói hắn có cực kỳ rộng lớn ý chí. Thật không có sự tình, Diệp Phạm đã tha thứ ta, Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, Hà Thanh Sương lúc này kinh ngạc nhìn xem Diệp Phàm, cuối cùng nhìn không được nói. Diệp Phàm, ngươi xác thực minh bạch khôi lỗi chi lực đại biểu hàm nghĩa. Chương 2340 Thân ngoại hóa thân Nguồn Mê truyện audio com Ta đương nhiên biết rõ. Diệp Phàm gật đầu. Vậy ngươi làm sao lại tha thứ chúng ta? Ngươi không có lý do gì à? Hà Thanh Sương lập tức ngạc nhiên, nàng căn bản cũng nghĩ không ra Diệp Phàm làm như vậy nguyên nhân. Lý do? Diệp Phạm lúc này nói khẽ, tiếp lấy liếc Hà Thanh Tuyết một chút, Hà Thanh Tuyết khuôn mặt lập tức có chút hồng nhuận phơn phớt, Diệp Phạm nghĩ nghĩ, lúc này lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói. Bởi vì Hà gia thủ hộ lấy Long Nguyên thủ căn, cá nhân ta sinh tử không tính là gì, Thanh Long vực tồn vong mới là đại sự. Bất quá Hà gia như thế cách làm, chung quy có một ngày sẽ gieo gió gạt bão, nếu là vì bảo vệ một cái cương vực, liền đi lấy lý do này đến không hề cố kỵ khuếch trương bản thân tư dục, loại này thủ hộ chẳng qua là một loại chăm chọc mà thôi. Diệp Phàm nói khoác mà không biết ngượng biểu hiện lấy bản thân trọng lượng, nói tiếp: "Ta đây một lần có thể coi như không có cái gì phát sinh, nhưng là nếu là Hà gia không còn thu liễm, diệt vong là tất nhiên." Hà Thanh Sương lúc này ngạc nhiên nhìn chầm chằm Diệp Phàm, Thanh Long vực tồn vong mới là đại sự, cá nhân sinh tử không tính là gì, trên cái thế giới này vậy mà thật có ngốc như vậy người. Nhưng là người như vậy, cách cục xem hạng gì to lớn, người như vậy, coi như ngốc cũng làm cho người kính nể, so với Diệp Phàm, Hà gia hành động hạng gì không chịu nổi. Hà Thanh Sương cúi đầu, nàng đột nhiên cảm thấy diệt phàm người như vậy thật không nên chết bởi hà gia khôi lỗi chi lực nàng lần thứ nhất vì gia tộc mình hổ thẹn thật tình không biết một bên hà thanh tuyết trực tiếp ngay tại chỗ trong lòng âm thầm nhổ nước bọt người này làm sao da mặt như vậy vậy diệp phàm là phát hiện tại thiên thương giới chỉ cần ngươi biểu hiện đại nghĩa lẫm nhiên vậy liền tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi nhìn xem một bên xấu hổ không thôi tự dung hà thanh sương chật chật cái này gọi là cái gì cái này gọi là độ cao ta là ai anh hùng ta cái này phạm chính là anh hùng phạm Diệp sư huynh, thật xin lỗi, ta thay gia tộc xin lỗi ngươi, chỉ là khôi lỗi chi lực, ta cũng xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Hà Thanh Sương nghiêm túc nói, như vậy thành khẩn ngược lại để Diệp Phạm có chút ngượng ngùng, lúc này tùy ý nói. Không sao, ta có năng lực khứ trừ khôi lỗi chi lực. Ngươi thật có thể giải quyết loại lực lượng này sao? Hà Thanh Tuyết có chút ít lo lắng nói. Ừ. Diệp Phạm tự tin gật đầu, ngược lại nhìn về phía Hà Thanh Sương nói. Thanh Sương, thần không toa liền làm phiền ngươi điều khiển một phen, ta nghĩ bế quan tìm một chút khôi lỗi chi lực đầu nguồn thần không toa không cần chuyển biến phương hướng một mực hướng về này phương hướng phi hành liền sẽ gặp được mở miệng muốn tìm được khôi lỗi chi lực đầu nguồn địa mẫu thần nguyên thủy chính là phương pháp tốt nhất trước đó không biết khôi lỗi chi lực thì cũng thôi đi bây giờ đã biết diệp phàm luôn cảm giác toàn thân trên dưới không thoải mái thứ này sớm chút khứ trừ hắn cũng sớm chút nhẹ nhõm một chút trước mắt đối với mở miệng diệp phàm vẫn như cũ không có đầu mối nếu như thế chẳng bằng trước tăng lên thực lực mình nếu như có thể, Diệp Phàm còn nghĩ tìm cơ hội làm thịt Tần Khuyết cùng Hiên Viên không? Trước đó Hà Thanh Tuyết là hắn bằng hữu, vì Hà gia không giết Hiên Viên không cùng Tần Khuyết thì cũng thôi đi, hiện tại, hắn biết rõ Hà Thanh Tuyết là bắt cung tuyết chuyển thế, cái kia không có ý tứ, chuyện này không có hai cái mạng không giải quyết được. Diệp Phàm đi vào phòng bế quan, Hà Thanh Sương không khỏi cảm thán nói: Diệp Phàm người này một lòng vì cả nhân tộc, so sánh với mà nói, chúng ta vẫn đang suy nghĩ bản thân lợi ích, so sánh với hắn, chúng ta kém nhiều lắm, mùi mùi, có lẽ ngươi nói đúng, gia tộc cách làm xác thực thật quá đáng, nếu để cho diệp phàm trưởng thành, hắn về sau tất nhiên sẽ là nhân tộc nhân tài trụ cột. Hà Thanh Tuyết lúc này có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hà Thanh Sương nói, tỷ tỷ, ngươi thực sự tin tưởng hắn nói chuyện sao? Ngươi thật sự cho rằng hắn là cân nhắc đến nhân tộc đại nghĩa mới tha thứ hà gia chúng ta? Bằng không thì sao? Này diệp phàm cũng không phải người ngu, trừ bỏ lý do này, ta thực sự nghĩ không ra lý do khác. Hà Thanh Sương hồi đáp muốn nói Diệp Phạm coi trọng Hà Thanh Tuyết từ đó vì yêu hy sinh lời nói, Hà Thanh Sương là một chút cũng không tin, dọc theo con đường này, Diệp Phạm đối với nàng mùi mùi có cảm giác hay không nàng còn không biết nha. Đúng vậy a, à, cũng không có lý do khác. Hà Thanh Tuyết khuôn mặt vẫn như cũ có chút đỏ bừng, nàng đương nhiên sẽ không nói mình cùng Diệp Phạm ở giữa chuyện phát sinh, đương nhiên, Hà Thanh Tuyết cũng biết, ngay từ đầu Diệp Phạm không biết nàng cùng bắt cung tuyết quan hệ thời điểm, liền không có tính toán giết các nàng, Diệp Phạm người này, ân oán rõ ràng, vô cùng có nguyên tắc, tại Hà Thanh Tuyết nhìn thấy Nam Tu bên trong, xác thực rất khó tìm một cái so Diệp Phạm ưu tú hơn Nam Tu. Đi vào phòng, Diệp Phạm bắt đầu bố trí trận pháp, đem đủ loại trận pháp hoàn toàn bố trí tốt về sau, Diệp Phạm đi vào thiên đế giới bên trong. Theo Diệp Phạm tu vi tăng lên, thiên đế giới cũng càng lúc càng rộng lớn, dãy núi biến cả, đại thụ tự lâm, thậm chí Diệp Phạm tại thời gian nhàn hạ còn làm một chút phi cầm tẩu thú đi vào, để cho thiên đế giới càng giống một cái hoàn chỉnh thế giới. Lúc này ở thiên đế giới ngay trung tâm, một cái đầm địa mẫu thần nguyên thủy vô cùng bắt mắt, Diệp Phàm trực tiếp đã rơi vào địa mẫu thần nguyên thủy bên trong, tiếp theo, thông thiên quyết vận chuyển, địa mẫu thần nguyên thủy hóa thành tinh thuần nhất năng lượng liên tục không ngừng tiến vào Diệp Phàm thể nội, địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ thân ngoại hóa thân là có thể không cần phân hồn, bởi vì thân ngoại hóa thân không cách nào rời đi bản thể quá xa khoảng cách, dùng tàn hồn chúa tể bản. Thân thân ngoại hóa thân ngược lại sẽ ở một phương diện khác giảm xuống thân ngoại hóa thân chiến lực, bất quá cái này cũng dẫn đến địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ thân ngoại hóa thân chỉ có thể dùng cho chiến đấu, không cách nào tiến hành sự tình khác bất quá diệp phàm có được nguyên sinh hồn pháp đồng thời đối với mình chủng hồn diễn sinh ra được nguyên thần thứ hai này nguyên thần thứ hai dùng để khống chế địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ thân ngoại hóa thân lời nói vậy liền hoàn toàn khác nhau mặc dù vẫn như cũ không thể thoát khỏi không thể cách mình bản thể quá xa tính hạn chế bất quá chỉ cần nguyên thần thứ hai chậm rãi trở nên cùng đệ nhất nguyên thần đồng dạng cường đại diệp phàm thân ngoại hóa thân hoàn toàn chính là cái thứ hai diệp phàm có thể bản thân luyện đan cũng có thể bản thân luyện khí đồng thời địa mẫu thần nguyên thủy tạo nên thân ngoại hóa thân có thể dung hợp đến bản thể bên trong tùy thời đồng bộ bản thể tu vi tăng lên chủng hồn chi thuật có thể làm cho bị chủng hồn người thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đồng thời hoàn toàn có được kiếp trước năng lực bất quá chủng hồn chi pháp làm trái thiên đạo luân hồi một khi tiến hành thức tỉnh ký ức diệp phàm sẽ phải chịu cực kỳ đáng sợ thiên địa thần phạt cho nên diệp phàm đã chủng hồn thành công lại không dám tùy tiện thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hắn không có lòng tin tại thiên địa thần phạt phía dưới sống sót đồng dạng diệp phàm cũng không có tại hà thanh tuyết hồn hải bên trong chủng hồn một phương diện ở người khác hồn hải bên trong chủng hồn cùng tại chính mình hồn hải bên trong chủng hồn có phi thường lớn khác nhau, lấy trước mắt Diệp Phạm Tu Vi cùng đối với nguyên sinh hồn pháp nắm vững trình độ đến xem, hắn còn làm không được ở những người khác hồn hải bên trong chủng hồn. Một phương diện khác, người khác nhất định phải đối với hắn cực độ tín nhiệm, thậm chí đem tâm thần mình hoàn toàn thả ra tài năng bị chủng hồn, nếu không cho dù Diệp Phạm muốn chủng hồn, cũng rất khó làm đến, trước mắt Hà Thanh Tuyết còn chưa đầy đủ điều kiện này, cho nên Diệp Phạm cũng không nghĩ tới thông qua chủng hồn phương thức để cho Hà Thanh Tuyết khôi phục trí nhớ kiếp trước. Húng chi, Diệp Phạm hy vọng Hà Thanh Tuyết nhớ lại kiếp trước, nhưng là Hà Thanh Tuyết chưa chắc có quyết định này, Diệp Phạm cũng không biết bởi vì chính mình tình cảm liền đi ép buộc người khác. Chương 2341 Quỷ dị hỏa vực Nguồn Mê truyện audio.com Một tháng, hai tháng, mãi cho đến tháng thứ năm, tràn đầy một cái đầm địa mẫu thần nguyên thủy cuối cùng chỉ còn lại có một chậu không đến. Diệp Phạm biết mình thể chất đặc thù, ngưng tụ thân ngoại hóa thân trần địa mẫu thần nguyên thủy tất nhiên rất nhiều chỉ bất quá Diệp Phạm vẫn như cũ đoán sai bản thân đối với địa mẫu thần nguyên thủy nhu cầu, cũng may Diệp Phạm ngay từ đầu liền lưu rất nhiều địa mẫu thần nguyên thủy, cuối cùng vẫn thành công ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Đây là một cái cùng Diệp Phạm dáng dấp không khác nhau chút nào nam tử, Diệp Phạm nhìn trước mắt bản thân, có loại khó tả cảm giác, giờ phút này hắn phản phất như là một người khác lại nhìn hắn đồng dạng. Trách không được nhiều như vậy nữ nhân ưa thích, này xuất khí không ai có. Nửa ngày, Diệp Phạm gật gù đắc ý đưa cho chính mình lời bình nói, thân ngoại hóa thân mở ra hai mắt, cùng Diệp Phạm không khác nhau chút nào biểu lộ, thậm chí liền nụ cười đều cùng Diệp Phạm giống như đúc. Nguyên thần thứ hai cùng đệ nhất nguyên thần hoàn toàn là cùng một cái tư tưởng chủ thể, thân ngoại hóa thân giống như là Diệp Phạm trong thân thể một bộ phận đồng dạng, giống như cánh tay dùng. Phục Thiên, mở. Thân ngoại hóa thân tu vi lúc này tăng vọt, diệp phàm rõ ràng cảm thấy sinh mệnh bản nguyên trôi qua lúc này rời khỏi phục thiên trạng thái diệp phàm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hắn còn tính toán phân thân mở ra phục thiên không tiêu hao hắn sinh mệnh bản nguyên đây bây giờ nhìn tới nhưng lại hắn suy nghĩ nhiều một khi cùng địch nhân giao chiến diệp phàm cùng thân ngoại hóa thân đồng thời mở ra phục thiên mặc dù chiến lược vô cùng kinh khủng nhưng là đối với diệp phàm sinh mệnh bản nguyên tiêu hao tốc độ cũng thay đổi thành gấp hai thanh long vũ trang mở ra huyết phủ bên trong thần linh lực hội tụ hai tay tất cả diệt phàm bản thể năng lực nắm giữ, hắn thân ngoại hóa thân đều có thể nắm vững, thậm chí liền hỗn động đạo đan, hắn thân ngoại hóa thân bên trong đều có một cái. Trừ bỏ bị phục hồng kiếm phong ấn tinh hồng chi khí cùng trong cơ thể hắn ngũ hành châu, sinh mệnh thụ, cái khác diệt phàm vốn có năng lực, thân ngoại hóa thân đều có. Mạnh, quá mạnh, trước đó diệt phàm bất tử pháp thân đã đầy đủ biến thái, nhưng là bất tử pháp thân thực lực cùng bản thể so sánh vẫn như cũ khác rất xa, mặc dù có được bất tử bất diệt đặc tính, chân chính đứng trước lúc chiến đấu, bất tử pháp thân ngược lại không bằng địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Quen thuộc thân ngoại hóa thân năng lực về sau, thân ngoại hóa thân cùng Diệp Phạm bản thể chậm rãi dung hợp, đương nhiên, dung hợp thân ngoại hóa thân về sau, Diệp Phạm bản thể thực lực nhưng lại không có bao nhiêu tăng lên, bất quá cũng may lần này ngưng tụ thân ngoại hóa thân đồng thời, Diệp Phàm cũng tìm được thể nội khôi lỗi chi lực. Những khối lỗi này chi lực tại Thanh Sơn không tuyệt tình hóa phía dưới biến thành tinh thuần nhất năng lượng bị Diệp Phàm hấp thu. Tiếp cận thời gian nửa năm, Diệp Phàm trong phòng trận pháp một mực chưa từng bị bóp, hiển nhiên thần không toa vẫn như cũ chưa từng đến tinh không cuối cùng, Diệp Phàm nhưng lại không hề nghĩ rằng, bên ngoài bất quá một cái phổ thông tượng đá, bên trong lại ẩn chứa một cái lớn như thế tinh không, quả nhiên, tu vi càng cao, thần kỳ đồ vật cũng càng nhiều. Đánh ra khứ trần quyết, đem trên người dơ bẩn tất cả đều xóa đi về sau, Diệp Phàm bay ra ngoài thiên đế giới, đem trận pháp toàn bộ đóng lại về sau, Diệp Phàm đi tới trên bông thuyền. Một cổ nóng rực khí tức đập vào mặt, Diệp Phàm thần sắc hơi động một chút, tiếp lấy đi về phía đang tại trên bông thuyền Hà Thanh Sương. Thế nào? Diệp Phạm nghi hoặc nhìn xem chung quanh hỏa diễm không gian, không khỏi hỏi. Hà Thanh Sương nghe nói Diệp Phạm thanh âm về sau lúc này quay đầu, nói khẽ. Người bế quan không đến nửa tháng trước chúng ta liền bay vào mảnh này hỏa diễm không gian, này hỏa diễm không gian nhiệt độ cực cao, bất quá thần không toa trận pháp cường hoành, ngược lại có thể vững vàng ngăn cách khủng bố nóng rực, nhưng là đối với thần tinh tiêu hao rất nhiều, nếu không có chúng ta có không ít cực phẩm thần tinh, thần không toa căn bản không có cách nào bay đến nơi này. Ngươi là nói thần không toa ở nơi này hỏa diễm không gian bên trong đã bay hơn 4 tháng. Diệp Phàm nghe vậy lúc này khẽ nhíu mày, 4 tháng, lấy thần không toa tốc độ, không nên liền một cái hỏa vực đều chưa từng bay qua, nếu như hỏa vực thật có như vậy rộng lớn lời nói, như vậy tại Diệp Phàm bế quan trước liền mới có thể cảm nhận được hỏa vực nhiệt độ, càng là khổng lồ hỏa vực, nhiệt độ truyền bá khoảng cách cũng càng xa. Khi tiến vào hỏa vực trước đó, ngươi chừng nào thì cảm nhận được nhiệt độ? Diệp Phàm tiếp lấy dò hỏi, đồng thời nhìn thấy chèo chống thần không toa cực phẩm thần tinh phá toái, lúc này ném ra 100 miếng cực phẩm thần tinh đến trận pháp nơi trọng yếu. Tại ngươi bế quan sau 3 ngày, ta liền cảm thấy phi thuyền chung quanh nhiệt độ bắt đầu lên cao, về sau ta khống chế thần không toa phi hành 12 ngày, 12 ngày phi hành khoảng cách ước chừng có vạn dặm, nhiệt độ tại loại này trong tinh không truyền bá vạn dặm lời nói, ta phỏng đoán hỏa vực phạm vi sẽ không quá lớn, cho nên ta lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy liền tiến vào hỏa vực bên trong. Hà Thanh Sương hồi đáp, nàng cũng cực kỳ nghi hoặc, này hỏa vực bên trong nhiệt độ khủng bố như thế, nếu như thần không toa bốn cái nửa tháng thời gian đều không người bay qua hỏa vực, như vậy hỏa vực hạng gì rộng lớn. Như vậy rộng lớn hỏa vực, bọn họ nên đã sớm cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, mà không phải là 12 ngày trước mới cảm nhận được chung quanh nhiệt độ lên cao. Đối với Hà Thanh Sương dễ dàng như thế tiến vào hỏa vực Diệp Phàm không có thời gian phê bình, Diệp Phàm cũng có thể suy đoán Hà Thanh Sương lúc ấy tất nhiên là dùng thần thức xác nhận hỏa vực chung quanh, phát hiện cũng không có quá nhiều tính nguy hiểm, cho nên mới sẽ tiến vào hỏa vực bên trong, dù sao Diệp Phàm đang bế quan thời điểm nói qua để cho thần không toa một mực hướng về một phương hướng đi chính là đường ra. Răng rắc, thanh âm rất nhỏ truyền đến, Diệp Phàm lúc này nhìn về phía trận pháp nơi trọng yếu cực phẩm thần tinh, chỉ bất quá mới điểm ấy thời gian, Diệp Phàm ném ra trăm viên cực phẩm thần tinh bên trong một cái cực phẩm thần tinh đã hoàn toàn phá toái. Lúc này Diệp phàm trao mày, hỏi. Trong khoảng thời gian này ngươi tiêu hao bao nhiêu cực phẩm thần tinh? Nói ít cũng có hơn 20 vạn miếng. Hà Thanh Sương suy nghĩ một chút nói, Diệp phàm cho đi nàng cùng Hà Thanh Tuyết 1.000 vạn cực phẩm thần tinh, nàng 500 vạn miếng, Hà Thanh Tuyết 500 vạn miếng, như thế tại đại khí thô, nàng nhưng lại đối với 20 vạn cực phẩm thần tinh không quá mức để ý, chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng là hỏa vực chung quanh còn có một mảnh hàng vực, hàng vực ảnh hưởng tới hỏa vực nhiệt độ cao ảnh hưởng phạm vi, khác một loại khả năng chính là hỏa vực bên trong nhiệt độ cùng bên ngoài nhiệt độ có trên. Lệch nhất định, nói đơn giản điểm, hỏa vực chung quanh có ngăn cách nhiệt độ trận pháp, lại hoặc là nói có ngăn cách nhiệt độ những vật khác, tỉ như, chúng ta đi vào một cái cự thú bên trong thân thể, cự thú thể nội nhiệt độ cùng ngoại thân nhiệt độ tự nhiên là không giống nhau. Diệp Phạm phân tích nói, hắn càng thêm có khuynh hướng bọn họ trong lúc vô tình đi vào một cái tinh không hỏa diễm cự thú thể nội, bởi vì hắn phát hiện cực phẩm thần tinh tiêu hao tốc độ không quá bình thường, đơn thuần chống đỡ lấy thần không toa tốc độ cùng đối với nhiệt độ ngăn cách lời nói, tuyệt không có khả năng tiêu hao nhiều như vậy cực phẩm thần tinh. Cho nên dịp Phàm tạm thời cho rằng mảnh không gian này còn có thể tồn tại nhất định hấp thu chi lực, như cùng người tiêu hóa đồ ăn đồng dạng, hỏa vực đang tiêu hóa bọn họ, lúc này mới dẫn đến cực phẩm thần tinh tiêu hao tốc độ gia tăng thật lớn. Cự thú thể nội. Hà Thanh Sương nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy lắc đầu nói: "Điều đó không có khả năng, ta tiến vào hỏa vực thời điểm cũng không cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh ba động." Chương 2342 Cự thú thể nội Nguồn Mê truyện audio.com Ngược lại Hà Thanh Sương lại có chút không tự tin Nếu thật là thật lớn như thế hỏa diễn cự thú lời nói Như vậy cự thú tu vi cao bao nhiêu Nàng Hà Thanh Sương thần thức không cách nào quét đến loại này cự thú cũng rất bình thường Nếu như chúng ta thật đi vào cự thú thể nội Vì sao chúng ta bay lâu như vậy đều chưa từng gặp được nó huyết nhục Này cự thú chẳng lẽ đã to lớn đến kinh khủng như vậy trình độ sao Hà Thanh Sương dò hỏi cũng không phải là cự thú cỡ nào to lớn, mà là trong cơ thể nó có được cực kỳ cao đẳng không gian chi lực, chúng ta một mực ở trong cơ thể hắn đảo quanh thôi. Diệp Phàm hồi đáp, tiếp lấy hướng đi phi thuyền bên cạnh dây cung, một cái bay vọt trực tiếp nhảy ra phi hành tốc độ cao thần không toa. Trong nháy mắt, một cổ khó tả nóng rực từ Diệp Phàm sâu trong thân thể bệnh tuôn ra mà ra, phản phất muốn đem hắn hoàn toàn đốt thành cho bụi đồng dạng, đồng thời, Diệp Phàm rõ ràng phát hiện một cổ quỷ dị hấp lực tác dụng tại hắn huyết nhục phía trên, nếu không có hắn thể chất đã đến cực kỳ khủng bố cấp độ, có lẽ đã bị cổ này quỷ dị hấp lực hấp thu hầu như không còn. Câu thông sinh mệnh thụ, mượn nhờ sinh mệnh thụ sinh mệnh chi lực đến cảm ứng chung quanh sinh mệnh ba động, rất nhanh Diệp Phàm liền phát hiện phụ cận lại có 14 đạo sinh mệnh ba động. Trong đó cường đại nhất sinh mệnh ba động nhất ẩn nấp, nghĩ đến hắn phỏng đoán không sai, bọn họ xác thực đi vào hỏa diễm cự thú thể nội, hoặc có lẽ là hà thanh xương vọt thẳng nhập cự thú trong miệng. Còn lại 13 đạo sinh mệnh ba động, trừ hắn, hà thanh xương, hà thanh tuyết bên ngoài, mặt khác 10 đạo sinh mệnh ba động tại tây nam phương hướng. Diệp Phạm phỏng đoán rất có thể là hiên viên gia tộc người truy đuổi bọn họ thời điểm đi vào này cự thú thể nội, trước mắt cũng ở đây một cái cố định trong không gian đảo quanh đâu. Trường kiếm xuất võ, Diệp Phàm một kiếm chém về phía phía tây nam không gian, nguyên diệt chi kiếm, hóa thần kỳ vì một nát kiếm pháp, kiếm quan những nơi đi qua, huyền ảo không gian chi lực đều là đã mất đi phải có thần tính, rất nhanh, thần không tòa không gian xung quanh phát sinh cải biến, cứ việc vẫn là hỏa diễm bao phủ, mà giờ khắc này Diệp Phàm bọn họ đã có thể rõ ràng nhìn thấy xa xôi biên giới chỗ có huyết nhục nhúc nhích không có loại này để cho bọn họ một cái tại chỗ xoay quanh vòng quỷ dị không gian chi lực muốn ra ngoài tự nhiên muốn đơn giản rất nhiều dịp phàm trở lại thần không toa phía trên chỉ tây nam phương hướng nói chúng ta tiến về cái phương hướng này dịp phàm cách chúng ta gần nhất huyết nhục tại đông phương vì sao chúng ta muốn đi tây nam phương hướng tây nam phương hướng bị quỷ dị không gian mê vụ bao phủ nếu là đi vào về sau khả năng chúng ta lại sẽ lâm vào vô hạn trong không gian hà thanh sương lúc này nghi hoặc khó hiểu nói ta đi thu bút sổ sách diệp phàm đạm thanh nói nếu là ở bên ngoài, Diệp phàm giết hiên viên không còn muốn ước lượng một phen, dù sao loại này ẩn thế gia tộc thiên kiêu tất nhiên đều có gia tộc cường giả lưu lại pháp thân, lúc trước hắn lấy cố hạo nhiên làm con tin, mưu toan tiến vào phong chủ chốn cũ, bị cố hạo nhiên trên người thần đế pháp thân thế nhưng là hố đủ thảm, Diệp phàm lại không phải người ngu, làm sao có thể ăn phải cái lỗ vốn không nhớ lâu. liền lấy cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy thời điểm. Diệp phàm cùng Hà Thanh Tuyết hợp lực đánh ra Thái Huyền Giới, thực lực của hắn tăng vọt gấp 10 lần, nếu như lúc kia toàn lực mở ra Phục Thiên, bất kể sinh mệnh bản nguyên tiêu hao đối với những khác người đồng thủ, cho dù là chiếm được Bá Huyền Thương Thẩm Đỉnh Thiên, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng là vì sao hắn chưa từng đại sát Tứ Phương, thậm chí đem Thẩm Đỉnh Thiên chém vết từ đó tiêu trừ cái này uy hiếp tiềm ẩn. Thậm chí có người hiếu kỳ vì sao Diệp Phàm ra tay với Thẩm Đỉnh Thiên thời điểm chỉ là đem Thẩm Đỉnh Thiên đánh bay, mà chưa từng đem hắn kích thương, một phương diện, Diệp Phàm chính là bị những người khác truy sát, hắn cũng không phải là đánh lén Thẩm Đỉnh Thiên, cho nên hắn cũng là vội vàng xuất thủ. Một phương diện khác, Diệp Phàm mở ra phục thiên trạng thái dưới là muốn tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, đoạt đồ vật không đi, hắn có thể giết được ai? Thẩm Đỉnh Thiên không có chuẩn bị ở sau sao? Hắn luyện hóa Bá Huyền Thương, Bá Huyền Thương chẳng lẽ thật không có để cho hắn bộc phát ra nghịch thiên chiến lực năng lực? Thẩm Đỉnh Thiên phải chăng có được vương thể hóa thân? Đây đều là ẩn số, Thẩm Đỉnh Thiên không ra tay toàn lực, đơn giản cũng là sợ cùng Diệp Phàm lưỡng bại câu thương về sau bị những người khác nhặt tiện nghi. Đến mức nói để cho Diệp Phàm đại sát tứ phương, càng là trò cười, cố hạo nhiên đều có thần đế pháp thân, mấy cái này ẩn thế gia tộc thiên kiêu còn không có điểm thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ bất quá thần đế pháp thân là bọn họ bảo mệnh dùng, không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không vận dụng, tăng thêm dịp phàm tốc độ quá nhanh, bọn họ dùng cũng chưa chắc có thể lưu lại dịp phàm, hơn nữa còn đến phòng bị những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên không có người thôi động thần đế pháp thân thôi. Coi như không có thần đế pháp thân, những thiên kiêu này cũng không phải người ngu, dịp phàm tại thái huyền giới lĩnh vực này bên trong thực lực tiêu thăng, thái huyền giới phạm vi đã có hạn dù sao hà thanh tuyết thực lực còn tại đó chỉ dựa vào dịp phạm một người có thể ngưng tụ cỡ nào rộng lớn thái huyền giới lui một vạn bước nói những thiên kiêu này không có thần đế pháp thân hộ thân bọn họ đánh không lại dịp phạm chẳng lẽ còn không biết rời khỏi thái huyền giới phạm vi bao phủ sao bọn họ sợ dĩ tiến vào thái huyền giới là vì sợ dịp phạm quét sạch địa mẫu thần nguyên thủy chạy trốn thật muốn đánh tại thái huyền giới bên ngoài dùng thần pháp công kích rất khó lại nói tất cả mọi người là thiên kiêu Diệp Phạm có thái huyền giới, cửu huyền thiên loại này trên phạm vi lớn tăng cường thực lực mình thủ đoạn, người khác chính là ngu ngơ, bạch bạch mang một cái thiên kiêu thanh danh, liền cái thời gian ngắn tăng lên thực lực mình bí thuật đều không có. Đây coi là cái gì thiên kiêu? Diệp Phạm không ngốc, cho nên hắn lúc ấy căn bản không có dự định giết thẩm đỉnh thiên lại hoặc là giết những người khác, cứ như vậy hổ khu chấn động, vương bá chi khí phát ra, về sau thuần thuộc công chúng nhiều thiên kiêu chém giết, đây cũng không phải là Diệp Phạm có thể nghĩ ra được tình tiết, chỉ ít lấy hắn trí thông minh, không nghĩ ra được hỏa diễm cự thú cực kỳ đáng sợ chỉ ít diệp phạm trước mắt không thể có thể xông ra cự thú thể nội không gian phương pháp cho dù hướng về phía đông đi đi đến huyết nhục chỗ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào ra ngoài thậm chí nếu là hắn đối với cự thú xuất thủ rất có thể để cho cự thú nổi giận đem hắn trực tiếp đốt thành tro bụi lười nhát đang từ từ tiêu hóa hắn thần linh cùng phạm nhân cũng không đồng dạng đối với phạm nhân mà nói thể nội rất yếu đuối nếu là thể nội có dị vật Phàm Nhân không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là đối với thần linh mà nói, bọn họ tùy thời có thể đủ cường hoành lực lượng tại thể nội biến ảo cùng bạo pháp tướng. Hiên Viên không chính là diệp phàm đột phá khẩu, diệp phàm đã vững tin bản thân những người này ở đây cự thú thể nội, cự thú hiện tại không nhúc nhích bọn họ, cái kia là bởi vì bọn họ đối với cự thú mà nói, chính là sâu kiến, chờ lấy hấp thu đồ ăn, hấp thu quá trình có chút dài không nóng nảy, mà diệp phàm một khi ra tay với Hiên Viên không, hắn có lòng tin đánh bại Hiên Viên không, đến lúc đó chỉ cần Hiên Viên không triệu hoán ra thần đế pháp thân cự thú tất nhiên sẽ cảm nhận được uy hiếp. Cự thú cùng thần đế hư ảnh đối chiến, cái kia thần đế hóa thân tự nhiên muốn cứu hiên viên không đám người, chỉ cần thần đế hư ảnh phá mở cự thú bụng, hắn liền theo ở phía sau lao ra. Bất quá phàm là thần đế hóa thân xuất hiện, coi như hiên viên không chết đi, hiên viên không cũng có thể đem giết hắn người là ai tin tức nói cho gia tộc, đối phương muốn tra được dịp phàm tình huống không dễ dàng, nhưng là hiên viên không tất nhiên đã biết rồi hà gia tỷ mùi thân phận, dù sao lúc trước hà gia tỷ muội trữ vật thần giới thế nhưng là bị hiên viên không đoạt đi, bên trong tìm tới hà gia tính vật có gì khó hiên viên không không cần biết rõ hà thanh tuyết cùng hà thanh sương thân phận chân thật hắn chỉ cần biết rằng các nàng hai người cùng hà gia có quan hệ là được rồi chương 2343 lợi dụng thần đế pháp thân nguồn mê truyện audio com thanh sương ta hiện tại muốn đi giết hiên viên không bất quá hiên viên gia tộc lửa giận hà gia không chịu đựng nổi cho nên ta cần ngươi giúp ta một chuyện diệp phàm nghĩ nghĩ đến gấp cái gì Hà Thanh Sương lúc này hồi đáp. Ta muốn phong bế ngươi tất cả cảm giác, nhường ngươi ngủ say. Diệp Phạm nói tiếp, hắn muốn đem Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Sương đưa đến thiên đế giới bên trong, về sau cưỡi thần không toa đi tìm hiên viên gia tộc người, đến lúc đó thần không toa bên trong không có Hà Thanh Tuyết cùng Hà Thanh Sương, hiên viên không tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, trong những người này, chỉ có Hà Thanh Sương cùng Hà Thanh Tuyết biết rõ Diệp Phạm thân phận, Diệp Phạm tranh đoạt địa mẫu thần nguyên thủy, sợ hãi được mọi người tộc cường giả để mắt tới, tất cả giết người. Diệt khẩu. Đổi thành hiên viên không, hiên viên không cũng sẽ làm như vậy, cho nên Hà Gia hai người bị Diệp Phạm diệt khẩu, Diệp Phạm cùng Hà Gia biến thành thù địch, nếu là hắn trả thù Hà Gia, vậy thì thật là tốt tiện nghi Diệp Phạm, dù sao Diệp Phạm giết người nhà họ Hà, Hà Gia cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thiên đế giới tồn tại Diệp Phạm sẽ không để cho Hà Thanh Sương biết rõ, Hà Thanh Tuyết có thể biết rõ, bởi vì đối với Diệp Phạm mà nói, Hà Thanh Tuyết là bắt cung tuyết, Diệp Phạm đối với nàng có sung túc tín nhiệm, cứ việc loại này tín nhiệm cũng không lý trí, nhưng là, hắn thiếu bắt cung tuyết. Hà Thanh Sương nghe vậy hơi sững sờ, ngược lại nói. Nhất định phải giết hiên viên không sao. Ta cùng với Thanh Tuyết đều không so đo. Hà Thanh Sương tự nhiên không nguyện ý phong bế tất cả cảm giác ngủ say, đến lúc đó Diệp Phạm chẳng phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó, liền xem như đưa nàng vũ nhục, nàng đều không cách nào cảm giác. Sư sư sư. Màu trắng xiền xích bay ra đem Hà Thanh Sương trói lại, Diệp Phạm lắc đầu nói. Ngươi có thể dùng thần không toa lực lượng đem ta đưa ra phi thuyền bên ngoài, bất quá đến lúc đó ta đối với hiên viên không động thủ, Hà Gia bị liên lụy ta không sẽ quản. Hà Thanh Sương lúc này nhìn xuống thôi động thần không toa, nhìn xuống lửa giận nói. Diệp phàm, ngươi còn nói nơi này là cự thú thể nội thế giới, ngươi còn không có ra. Hà Thanh Sương tiếng nói cũng không nói chuyện, nàng đã thấy tại không gian trong sương mù đang có một đạo phi thuyền đang nhanh chóng phi hành, nhưng là phi thuyền phía trước không ngừng xuất hiện không gian đứt gãy, rất nhanh phi thuyền liền lần nữa về tới tại chỗ, trên phi thuyền tiêu chí chính là hiên viên gia tộc độc hữu tiêu chí. Ngươi vì sao nhất định phải giết hiên viên không? Vì tức giận nhất thời, không đáng. Hà Thanh Sương khuyên, một phương diện nàng thực sự không nghĩ phong bế bản thân cảm giác, một phương diện khác, nàng cũng sợ Diệp phàm phức tạp. Người có năng lực đem cái này tự thú bụng phá mở lao ra sao? Diệp phàm nghe vậy do hỏi. Ta, ta không có. Hà Thanh Sương liền nói ngay, cái này cùng giết hiên viên không có quan hệ gì. Người không thể, ta cũng không thể, hiên viên không cũng không thể, nhưng là hiên viên gia tộc lão tổ có thế, ta không ra tay với hiên viên không, Hiên Viên không sẽ chỉ ở sơn cùng Thủy Tận thời điểm mới có thể gọi ra Thần Đế Pháp Thân, dù sao một cái Thần Đế Pháp Thân với hắn mà nói cũng là cực kỳ trân quý, như vậy tại hắn không triệu hồi ra Thần Đế Pháp Thân trước đó, chúng ta ngay tại một bên chờ lấy sao? Từ Thú lúc nào cũng có thể sẽ phát hiện ta phá hủy trong cơ thể nó Tuần Hoàng Không Gian, một khi nó đối với chúng ta động thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phạm hồi đáp, thế nhưng là ngươi vì sao nhất định phải ta phong bế cảm giác? Tỷ tỷ, nghe hắn. Hà Thanh Sương còn chưa nói xong. Hà Thanh Tuyết từ bế quan trong phòng đi ra, lúc này Hà Thanh Tuyết tu vi vậy mà đạt đến tam giai tố địa thần cấp độ, đột phá tu vi nhanh chóng, trực tiếp để cho Hà Thanh Sương ngạc nhiên, lúc này mới bao lâu. Hà Thanh Tuyết vậy mà từ tố phàm thần đột phá đến tố địa thần chi cảnh, hơn nữa trực tiếp nhảy lên đến tam giai tố địa thần. Cho dù có địa mẫu thần nguyên thủy loại này thiên địa kỳ bảo, cũng không thể nào làm được, mặc dù Hà Thanh Tuyết tư chất nghịch thiên. Hà Thanh Tuyết này là lần đầu tiên phục dụng Cửu Văn Thần Đan, cũng lần thứ nhất minh bạch Cửu Văn Thần Đan kinh khủng bực nào, không có đang độc đang dược chỉ cần nàng có thể chống đỡ không bạo thể mà chết chỉ cần nàng không gặp được tâm cảnh phía trên bình cảnh nàng tu hành tốc độ sẽ đạt tới dọa người vô cùng trình độ tại tăng thêm địa mẫu thần nguyên thủy hà thanh tuyết cùng diệp phàm không giống nhau diệp phàm địa mẫu thần nguyên thủy đều dùng đến tạo nên thân ngoại hóa thân hắn cũng không dùng để hấp thu địa mẫu thần nguyên thủy đến tăng lên tu vi cho nên trong khoảng thời gian này hắn tu vi vẫn như cũ dậm chân tại chỗ hà thanh tuyết thì là đem địa mẫu thần nguyên thủy dùng đến tăng lên tu vi phối hợp diệp phàm giao cho nàng cửu văn thần đang Loại này tu hành tốc độ, nàng trước kia nghĩ cũng không. Dám nghĩ. Mùi mùi, ngươi, ngươi, ngươi tu vi, cái này sao có thể. Hà Thanh Sương có chút không dám tin nói, nàng cũng là thiên kiêu, nhưng là lúc này mới hơn 4 tháng A, loại này tu hành tốc độ không khỏi quá kinh khủng đi. Có một chút đốn ngộ, cho nên được thiên đạo quà tặng. Hà Thanh Tuyết đơn giản nói, như thế không có lừa gạt Hà Thanh Sương, nàng phục dụng cửu văn thần đang kết hợp địa mẫu thần nguyên thủy, xác thực đi vào đốn ngộ bên trong, cũng thu được thiên đạo quà tặng, nếu không nàng xác thực không có cách nào đạt tới khủng bố như thế tu hành tốc độ, thiên đạo quà tặng là tu hành giới thần bí nhất đồ vật, nghe đồn có người một triệu đốn ngộ bạch nhật phi thăng, cũng không phải là lời đồn, đang tu hành giới, xác thực xuất hiện qua tình huống tương tự. Thì ra là thế. Hà Thanh Sương lúc này gật đầu nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ, loại này thiên đạo quà tặng, người tu sĩ nào không muốn tỷ tỷ, nghe Diệp Phạm, yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, Diệp Phạm sẽ không gây bất lợi cho chúng ta, nếu như hắn thật muốn gây bất lợi cho chúng ta, cũng không cần dùng loại phương pháp này. Hà Thanh Tuyết khuyên đến, Hà Thanh Sương nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu. Thần lực vận chuyển, Diệp Phạm đem Hà Thanh Sương phong bế tất cả cảm giác về sau nhìn về phía Hà Thanh Tuyết. Ngươi không cần phong bế cảm giác, ta tin tưởng ngươi. Diệp Phạm cho nên nói, tiếp lấy ngay trước Hà Thanh Tuyết mặt mở ra thể nội thế giới thông đạo, đương nhiên, có thần không toa trận pháp tại, Diệp phàm nhưng lại không sợ hỏa diễm cự thú biết rõ nơi này tình huống trong cơ thể ngươi thế giới có thể khiến cho thần linh tiến vào bên trong hà thanh tuyết kinh ngạc nói các nàng thể nội thế giới liền tiên cấp bảo vật đều thả không đi vào dịp phàm thể nội thế giới lại có thể để vào thần linh đẳng cấp tồn tại đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi đây chẳng phải là nói Diệp phàm thể nội thế giới cùng thiên thương giới là một cái cấp độ tồn tại cái này không phải sao hợp lý nếu là dịp phàm nắm giữ một cái cùng loại với thiên thương giới một dạng thể nội thế giới hắn tu vi ít nhất cũng là đế chủ cấp bậc trừ phi diệp phàm có được hỗn độn thậm chí là hồng mông cấp bậc bảo vật trong cơ thể hắn thế giới dung hợp loại bảo vật này hà thanh tuyết lúc này nhìn về phía diệp phàm nhìn không được nói ngươi vì sao như thế tin tưởng ta ta không phải nàng ta có thể sẽ không giúp ngươi giữ vững bí mật này ngươi không cần cảm thấy mình là ai ngươi chính là hà thanh tuyết ta diệp phàm tin tưởng ngươi hà thanh tuyết diệp phàm lắc đầu nói hắn không hy vọng bởi vì chính mình tình cảm đem bắt cung tuyết thân phận áp đặt cho hà thanh tuyết hà thanh tuyết nghe vậy lập tức sửng sốt trong lòng một trận khó tả cảm động, dù là nàng biết rất rõ ràng Diệp Phàm vẫn như cũ coi nàng là thành cái kia bắt cung tuyết, nhưng là, nàng vẫn như cũ nhìn không được tâm hỷ. Chương 2344 Tao ngộ hiên viên không? Nguồn Mê truyện audio com Đợi Hà Thanh Tuyết cùng Hà Thanh Sương tiến vào thiên đế giới về sau, Diệp Phạm bắt đầu điều khiển thần không toa hướng về không gian trong sương mù bay đi. Một trận quỷ dị không gian chi lực bao phủ, sau một khắc, Diệp Phạm đã đi vào hiên viên gia tộc đông đảo thiên kiêu tuần hoàng không gian bên trong, từ bên ngoài có thể nhìn thấy tại chỗ đảo quanh hiên viên gia tộc chúng thiên kiêu phi thuyền, nhưng là tiến vào không gian trong sương mù về sau, Diệp Phàm lại không nhìn thấy hiên viên gia tộc tu sĩ, ngược lại mảnh không gian này quá là thương. Diệp Phàm cũng không nóng nảy, khống chế thần không toa đứng ở tại chỗ, bước chừng một canh giờ về sau, một trận cường hoành năng lượng ba động từ thần không toa hậu phương truyền đến, ngay sau đó, hiên viên gia tộc phi thuyền đã tiến vào Diệp Phàm trong cảm giác. Hiên viên không lúc này cảm giác rất tồi tệ, bởi vì bồi thường Diệp Phàm một nghìn vạn cực phẩm thần tinh, trên người bọn họ thần tinh đã còn thừa không có mấy, hết lần này tới lần khác ở nơi này hỏa vực bên trong, nếu như không có phi thuyền trận pháp thủ hộ, vẹn vẹn dựa vào chính bọn hắn thần lực chống lại loại này nóng rực lời nói, chỉ cần mấy ngày, bọn họ liền sẽ thần lực hao hết, cuối cùng bị ngọn lửa đốt cháy mà chết. Truy tung dịp phàm thời điểm tần gia cùng bọn họ hiên viên gia tộc cùng nhau truy đuổi, nhưng là hiên viên không có cực kỳ cao đẳng truy tung bí thuật. Tần gia sớm đã bị thần không toa cho vung rơi, nhưng là hiên viên không đã có năng lực một mực dáng tại dịp phàm đám người đằng sau chỉ bất quá để cho hắn không hề nghĩ tới là dịp phàm đám người vậy mà đi vào mảnh này quỷ dị hỏa vực, đều đã bay mấy tháng, nhưng vẫn chưa từng thấy đến giới hạn, tại tiếp tục như vậy, một khi bọn họ tài nguyên hao hết, không chừng thực sẽ chết ở mảnh này hỏa vực bên trong. "Không ca, trong tay chúng ta chỉ có mười vạn cực phẩm thần tinh, hiện tại đừng nói đuổi tới Ngô Cường cái kia cẩu vật, liền xem như mảnh này hỏa vực, chúng ta khả năng đều không biện pháp bay ra ngoài." Một tên hiên viên gia tộc nam đệ tử có chút bi quan nói. "Yên tâm, cái kia Ngô Cường tọa độ tin tức cách chúng ta gần vô cùng." chỉ cần giết ngô cường đoạt trên người hắn địa mẫu thần nguyên thủy cùng thần tinh chỉ là hỏa vực có thể làm khó dễ được ta a à. hiên viên không lúc này đạm định nói mặc dù hắn trong lòng cũng vô cùng nóng nảy nhưng là hắn là đám người này người đáng tin cậy nếu như hắn đều hoảng như vậy tất cả mọi người sẽ lộn xộn thế nhưng là không cần nhưng là không ca nói không sai tìm tới ngô cường chúng ta thì có sinh cơ một tên khác nam tu cắt ngang tên kia bi quan nam tử lời nói chen miệng nói coi như chúng ta đuổi tới ngô cường chúng ta cũng chưa chắc có thể giết hắn. Có người nhìn không được nói. Hừ, dầu gì, ta dùng ra lão tổ pháp thân chính là, nơi này không có gia tộc khác cường giả, không có người ngồi thu ngư ông thủ lợi, vì địa mẫu thần nguyên thủy, triệu hoán lão tổ pháp thân cũng đáng. Hiên viên không liền nói ngay, chỉ bất quá hắn cũng biết, muốn đuổi tới cái kia gọi ngô cường đang thần cũng không cho phép ý, được thần không toa về sau, hiên viên không mặc dù không có thời gian luyện hóa, nhưng là hắn biết rõ thần không toa chính là khó được bảo vật, tốc độ so với bọn họ phi thuyền phải nhanh nhiều không ca không ca là ngô cường phi thuyền đột ngột một đạo mừng rỡ thanh âm truyền đến hiên viên không vội vàng đi đến trên bông thuyền chỉ thấy diệp phạm phi thuyền chính đứng ở tại chỗ phản phất đã mất đi khống chế đồng dạng đến mức bông thuyền mặc càng là một người đều không có thần thức đảo qua hiên viên không phát hiện thần không toa trận pháp hoàn toàn khởi động hắn căn bản không có cách nào biết rõ tình huống bên trong cẩn thận tới gần hiên viên không cẩn thận nói điều khiển phi thuyền đệ tử lúc này cẩn thận di động phi thuyền chậm rãi tới gần thần không toa, rốt cục, làm hai cái phi thuyền cũng cùng thời điểm, hiên viên không cũng nhìn thấy thần không toa tình huống bên trong, thật vừa đúng lúc dịp Phạm mới vừa từ thần không toa phòng ở bên trong đi ra đến, trên người hắn tràn đầy mùi máu tươi, đồng thời trong đôi mắt dục vọng cùng tàn nhẫn vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn rút đi, loại tâm tình này chỉ có tại giết người. Cùng cùng khác phái làm sau khi vận động mới có thể xuất hiện. Hiên viên không đương nhiên biết rõ cái kia hai cái hạ gia đệ tử là nữ nhân, hai người thần giới bên trong có không ít nữ nhân quần áo, cực kỳ hiển nhiên, cái này ngô cường nhục giết cái kia hai cái hà gia nữ nhân diệp phàm giả trang ngô cường phản phất đột nhiên phát hiện hiên viên không đám người tung tích lúc này bắt đầu điều khiển thần không toa bất quá cực kỳ hiển nhiên ngô cường vừa mới giết cái kia hai nữ tử còn chưa kịp hoàn toàn luyện hóa thần không toa thần không toa căn bản không có biện pháp kịp thời rời đi hiên viên không nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này lúc này lấy ra một tấm bùa lúc trước hắn chính là dùng loại bùa chú này hạn chế thần không toa tốc độ bắt được hà thanh tuyết cùng hà thanh sương bây giờ lặp lại chiêu cũ hiệu quả tốt là thường Ngô Cường hiển nhiên phát hiện thần không toa không cách nào đào thoát, lúc này cũng tự bỏ thôi động phi thuyền, mà là trực tiếp lơ lửng tại trên bông thuyền, lạnh lùng nhìn xem hiên viên không nói. Không nghĩ tới ta đều chạy tiếp cận nửa năm, ngươi còn có thể đuổi theo. Ha ha, ban đầu ở cự sơn trước đó, ngươi nói vì bằng hữu của ngươi ra mặt, bức bách ta bồi thường một nghìn vạn cực phẩm thần tinh, làm sao, lúc này mới cũng không lâu lắm, ngươi liền nhục giết bằng hữu của ngươi. Hiên viên không khóe miệng lộ ra một tia dễu cợt nói, cứ việc ngoài miệng nói xem thường, bất quá hiên viên không rất rõ ràng, đổi thành hắn hắn cũng sẽ làm như vậy bằng hữu gì so sánh với địa mẫu thần nguyên thủy bây giờ dựa vào hà gia đệ tử phi thuyền đem bọn họ những truy binh này vứt bỏ lại giết hà gia đệ tử diệt khẩu ai còn biết rõ trước mắt vị này thân phận chân thật từ ngô cường thoát ly chu gia thời điểm hiên viên không đã minh bạch trước mắt vị này căn bản cũng không phải là đang viện các tiểu tiểu đang thần dù sao cũng là đối thủ hiên viên không khi tiến vào đạo huyền sơn trước đó tự nhiên là đem chu gia lần này tiến vào đạo huyền sơn nhân viên tình báo điều tra nhất thanh nhị sở này Ngô Cường cùng tình báo chênh lệch ngày đêm khác biệt, thậm chí ngay cả Chu Tiên Nhi cuối cùng rõ ràng cũng là chiếm được người này chỗ tốt về sau cùng người này hợp tác ngăn cản bọn họ hiên viên gia tộc, bởi vậy có thể thấy được, Chu Tiên Nhi cũng biết người này là giả mạo Ngô Cường. Bất quá Chu Tiên Nhi tất nhiên không biết người này đến tột cùng là ai, nếu không người này tuyệt sẽ không lớn mật như thế, dù sao Chu gia muốn là biết rõ hắn thân phận chân thật, hắn được địa mẫu thần nguyên thủy sau muốn tại Thanh Long vực đặt chân, sẽ trở nên phi thường khó khăn. Nếu như thế, chỉ cần giết hạ gia cái kia hai cái nữ tu, liền lại cũng không người biết là ai đoạt địa mẫu thần nguyên thủy giỏi tính toán a à, chỉ tiết gặp hắn hiên viên không này ngô cường nhưng lại nóng vội còn không có hoàn toàn chạy ra hiểm cảnh liền qua sông đoạn cầu nhục giết hà gia nữ tu hiện tại người này trong lúc nhất thời không cách nào thôi động hà gia nữ tu phi thuyền đào thoát đây chính là thiên ý hiện tại hiên viên không chỉ hy vọng trước mắt ngô cường đừng đem địa mẫu thần Nguyên thủy dùng hết rồi, dù sao đã qua tiếp cận nửa năm, người này là không ngưng tụ thân ngoại hóa thân cũng không tốt nói, bất quá người này thế nhưng là cướp đi một cái đầm địa mẫu thần nguyên thủy, cho dù ngưng tụ thân ngoại hóa thân, chí ít cũng hẳn còn có một nửa. Ha ha, kẻ yếu bản thân liền là vì cường giả phục vụ, ta giết các nàng trước đó còn làm cho các nàng hưởng thụ lấy nhân gian cực lạc, ta đã cực kỳ xứng đáng bằng hữu ta. Diệp Phàm nhưng lại không có chút nào giảo biện, vô cùng thản nhiên thừa nhận nói. Chương 2345. Cấm thuật thiên lôi hàng. Nguồn: mê truyện audio.com. Ngươi bàn tính đánh không sai, giết các nàng, liền không có người biết rõ ngươi thân phận chân thật. Ta biết ngươi không phải Ngô Cường, ngươi đến tột cùng là ai? Hiên Viên không bỗng nhiên quát to nói: Ngươi nghĩ biết rõ tiểu gia là ai? Rất đơn giản, có năng lực ngươi liền đánh bại ta, lục soát ta hồn. Diệp phàm nghe vậy không thèm để ý chút nào, tiếp lấy tay phải nắm chặt sau lưng phục hồng kiếm chui kiếm. Ngươi lợi hại như vậy truy tung thủ đoạn ngược lại để ta cảm thấy nguy hiểm, cho nên ta phải ở chỗ này giết ngươi thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm bỗng nhiên bay lên, rời đi thần không toa lập tức, thần không toa bị hắn thu vào thần giới bên trong, đồng thời kiếm quang lấp lóe, một kiếm hung hăng chém về phía Hiên Viên Không Phi thuyền. Dết ta, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Hiên Viên không quát lạnh một tiếng, tranh phong tương đối bay lên, đồng dạng trường kiếm xuất võ, kiếm quang phun trào, hai người kiếm khí trên không trung hung hăng đụng vào nhau, ngay sau đó hai người đồng thời bay ngược. "Ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao?" Diệp Phàm ánh mắt lộ ra một chút khinh thường nói, Thanh Long Vũ Trang mở ra, tám đầu tí hon thanh long quay chung quanh, Diệp Phạm thân hình lần nữa biến mất. Một kiếm này, ngươi chống đỡ được sao? Sư. Diệp Phạm tốc độ nhanh như kinh hồng, hiên viên không trong lúc nhất thời căn bản không kịp phản ứng, thanh long vũ trang, hắn vậy mà thấy được như thế thuần túy thanh long vũ trang, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, chính là bối rối đón đỡ Diệp Phạm công kích. Oanh. Hiên viên không bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời một đạo hộ thân phụ lục phá toái, hiên viên không hung hăng đánh tới hướng hiên viên gia tộc phi thuyền, hiên viên gia tộc tu sĩ khác nhau nhau bay ra, đem hiên viên không tiếp được, đồng thời thu hồi phi thuyền. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi làm sao lại có như thế thuần túy thanh long vũ trang, tuyệt không có khả năng này, thanh long thần thú căn bản chưa từng lưu lại truyền thừa. Hiên viên không có chút điên cuồng nói, thanh long, tại thanh long vực có chí cao vô thượng địa vị, mà có được thanh long huyết mạch người, càng ẩn ẩn có lấy thanh long vực hoàng tộc ý ngụ. Sưu màu xanh áo choàng bay phất phới diệp phàm xuất thủ lần nữa lần này phục thiên để thần biến thanh long biến đồng thời mở ra. Thật mạnh. Giờ phút này Diệp Phàm biểu hiện thực lực căn bản không thể so với hắn cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy thời điểm kém, nguyên bản hiên viên không phát hiện có thể cùng Diệp Phàm hợp kích hà gia nữ tu bị Diệp Phàm giết, trong lòng yên tâm không ít, cho là mình có thể đánh với Diệp Phàm một trận, lại không nghĩ Diệp Phàm vẫn còn có thanh long vũ trang đáng sợ như vậy thủ đoạn. Kết trận. Hiên viên không vội vàng nói, lúc này hiên viên gia tộc tu sĩ khác nhau nhau kết trận, hiên viên không xem như trận nhãn, thực lực lúc này tiêu thăng, kiếm quan như hồng, thế không thể đỡ phóng tới Diệp Phàm. Làm. Thanh thúy binh khí gặp nhau thanh âm vang dội vô cùng, sau một khắc, chung quanh hỏa vực hỏa diễm tại thần lực phong bạo trùng kích phía dưới đều biến ảm đạm đi khá nhiều, vô cùng vô tận kiếm khí hướng về chung quanh điên cùng bắn chụm, một kiếm này, hai người vậy mà liều ngang sức ngang tài. Trước đó Hiên Viên không đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản không phải hợp lại số lượng, nhưng là hắn cùng với Hiên Viên gia tộc tu sĩ kết trận về sau, lại hoàn toàn có tư cách đánh với hắn một trận, loại trận pháp này cấp bậc hiển nhiên không thấp. Vạn đạo diễn sinh, Vạn đạo hủy diệt, diệp phàm kiếm thứ hai ở trong chớp mắt chém ra, một kiếm vạn đạo diệt. Hiên Viên không ở trận pháp tăng thêm phía dưới lòng tin 10 phần, lại một lần nữa lựa chọn cùng Diệp Phàm cứng đối cứng, chỉ bất quá lần này Diệp Phàm kiếm trực tiếp chém vào bọn họ trận pháp phía trên. Hiên Viên không thấy thế khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nếu là bọn họ ngưng kết trận pháp là người khác tùy ý một kiếm liền có thể trảm phá lời nói, vậy cái này trận pháp cũng không xứng bị hắn Hiên Viên gia thiên kiêu vất vả tu hành. Hiên Viên không không thấy Diệp Phàm kiếm khí mà là lựa chọn lưỡng bại câu thương phương thức đối với Diệp Phạm chém ra một kiếm, Diệp Phạm con ngươi bắt đầu biến ảo, vô cực huyễn diệt, mở. Khủng bố kiếm khí tại Diệp Phạm đồng thuộc phía dưới bắt đầu lượn vòng, hướng về Hiên Viên không trảm kích đi, Hiên Viên không kinh ngạc vô cùng nhìn xem mà Diệp Phạm song đồng, không khỏi vô cùng kinh hãi. Ngươi lại còn nắm giữ thượng cổ tứ đại đồng thuộc một trong vô cực huyễn diệt. Không phải do Hiên Viên không không kinh ngạc, một cái có được thanh long huyết mạch người còn chưa tính, người này lại còn có được thượng cổ tứ đại đồng thuộc một trong vô cực huyễn diệt, Người này chẳng lẽ là thiên đạo chi tử sao? Nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy người khác nghĩ cũng không dám nghĩ thủ đoạn. Nhìn xem kiếm khí lượng vòng mà đến, Hiên Viên không vội vàng né tránh, vậy mà lúc này, diệp phàm kiếm đã chém vào giữa bọn hắn trận pháp phía trên, nguyên diệt chi kiếm, có thể cảm thiên địa vạn vật, chỉ là trận pháp, càng là không nói chơi, cơ hội ở trong chớp mắt, Hiên Viên không cùng tu sĩ khác liên hệ hoàn toàn bị chặt đứt, hắn tăng vọt tu vi khôi phục nguyên dạng mà đột nhiên đã mất đi như vậy cường hoành lực lượng để cho Hiên Viên không có chút trở tay không kịp, nhất là hắn tại toàn thịnh thời kỳ chém ra trường kiếm bị diệp phạm bắn ngược trở về, hắn hiện tại tu vi đại giảm, liền này bắn ngược trở về kiếm khí cũng đủ để cho hắn ăn một bầu. Thiên địa bảo hộ, thần phù. Hiên Viên không vội vàng ném ra một cái thần kỳ phù lục, ngay sau đó này miếng thần phù hình thành khủng bố thần lực vòng bảo hộ, đem hắn hoàn toàn bảo hộ ở bên trong, Hiên Viên không phù lục không ít hắn trước kia từng chiếm được phù lục đại năng truyền thừa, mặc dù lưu lại đến thần phù cũng không có cao cỡ nào các loại, nhưng là so với thực lực của hắn, những bùa chú này nhưng phải mạnh hơn. Oanh! Sắc bén kiếm khí hung hăng trảm tại thần lực vòng bảo hộ phía trên, chỉ là khơi dậy một mảnh gần sống, hiên viên không khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, người này cho dù có thông thiên chi năng cũng không chịu nổi hắn phù lục nhiều a, à, cho ta phản trở về. Hiên viên không quát to một tiếng, phù lục chập chờn một cổ cùng loại với diệp phạm đồng thuật vô cực huyễn diệt dẫn dắt chi lực xuất hiện tiếp lấy sắc bén kiếm khí vậy mà lần nữa lượng vòng hướng về diệp phàm chém tới phá diệp phàm nguyên diệt chi kiếm cảm tại phù lục dẫn dắt chi lực bên trên hiên viên không hoảng sợ phát hiện mình phù lục ở trong chớp mắt đã mất đi phản lực diệp phàm kiếm để cho hắn cảm giác nan giải vô cùng loại này kiếm khí lực phá hoại không tính quá mạnh nhưng lại có thể đem tất cả thuộc tính năng lượng chém tới đặc thù thuộc tính vô cực huyễn diệt lần nữa phát động bay trở về kiếm khí lại một lần lượng vòng hiên viên không lúc này chợt cắn răng một cái hai tay bấm niệm pháp quyết sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bạch vô cùng, cá nhân thực lực lại tăng lên trên diện rộng. Cấm thuật, thiên lôi hàng. Trong mơ hồ, phản phất có lôi đình chi lực tại hiên viên không thể nội oanh minh, ngay sau đó, hiên viên không thân hình lập tức biến mất, hóa thành một đạo lôi ảnh, một quyền đánh tới hướng Diệp Phàm. Ngô Cường, chết đi cho ta. Diệp Phàm cảm thụ được hiên viên không mang đến áp lực, âm thầm cảm thán, không hổ là ẩn thế gia tộc thiên kiêu cường giả, thủ đoạn xác thực không ít, một cái cấm thuật, liền để cho người này không tính quá am hiểu thể tu chi lực trở nên đáng sợ như thế, bất quá nghĩ đến loại này cấm thuật phản vệ cũng cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm chung quanh quay chung quanh tí hon thanh long có hai đầu dung nhập thanh long chiến giáp bên trong, ngay sau đó, long ngầm trung trời, Diệp Phàm không nhượng bộ chút nào một quyền nền xuống. Vô cực huyển diệt. Đồng thuật vận chuyển, hiên viên không lôi định chi lực tại tiếp xúc Diệp Phàm lập tức bị phản chấn trở về, đồng thời Diệp Phàm long quyền gào thét mà tới, một quyền này, Diệp Phàm không tin hiên viên không không triệu hồi ra thần đế pháp thân. Oanh. Hiên Viên không chật phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức trở nên uể oải vô cùng, ngay sau đó một đạo nhân quả pháp tắc giá Lâm Diệp phàm cùng Hiên Viên không ở giữa, Hiên Viên không nhận tất cả công kích toàn bộ xuất hiện ở Diệp phạm trên người. Thiên lôi hàng trạng thái dưới, bất diệt pháp tắc hội tụ trong cơ thể ta, lại cường công kích, ta đều có thể chống được đến, nhưng là nhân quả pháp tắc phía dưới, ngươi cũng sẽ tiếp nhận ta thừa nhận tổn thương, Ngô Cường, ngươi chống lại sao? Hiên Viên không trắng bệt trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười nói. Chương 2346 Năng lượng trùng kích. Nguồn Mê truyện audio.com. Lực lượng cùng bạo nạn ở dịp phàm trên người, nhưng mà hiên viên không suy nghĩ dịp phàm thổ huyết bay ngược tình huống cũng không phát sinh, hiên viên không dựa vào chỉ là bất diệt pháp tắc liền muốn lấy nhân quả pháp tắc tới đối phó dịp phàm, lại không biết dịp phàm chính là bất tử thần thể, trên người còn có hỗn động đạo đang hấp thu pháp tắc tổn thương, nhân quả pháp tắc đồng dạng thuộc về pháp tắc chi lực, cho nên chuyển dời đến dịp phàm trên người tổn thương trải qua hỗn động đạo đang. Yếu bớt, quy lực thiếu rất nhiều. Mặt khác Diệp Phàm hiện tại thế nhưng là thanh long vũ trang trạng thái, lực phòng ngự đáng sợ đến bực nào, có thể làm cho hiên viên không trọng thương công kích, đến Diệp Phàm trên người, liền một điểm bọc nước đều lật không nổi đến. Chết! Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hiên viên không kinh ngạc, một kiếm vạn đạo sinh, vạn đạo sinh lôi đình. Lôi đình chi kiếm chém xuống, tốc độ nhanh chóng, lực phá hoại mạnh, cùng dai bên trong, hiên viên không chưa bao giờ thấy qua, rõ ràng chỉ là một chiêu phổ thông pháp tắc chi kiếm, hết lần này tới lần khác tại Diệp Phàm trong tay lại so đỉnh cấp thần pháp còn kinh khủng hơn. Kiếm quan qua, lôi xà cùng vũ, hình thành một mảnh lôi đình chi hải, một kiếm này phản phất toàn bộ lôi hải trấn áp xuống. Hiên Viên không cảm giác được một trận khó tả suy yếu, sử dụng cấm thuật hàng lôi thuật tác dụng phụ xuất hiện, đến mức cái khác hiên viên gia tộc Thiên Kiêu, ở nơi này một trận đỉnh cấp trong chiến đấu, có thể tạo được tác dụng phi thường có hạn. Muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Hiên Viên không giận dữ hết, tiếp lấy toàn lực dẫn động thể nội thần đế pháp thân, sau một khắc, một lão giả hư ảnh xuất hiện, chắp hai tay sau lưng đứng ở hiên viên không phía trước, Diệp Phạm Lôi Đình chi kiếm lập tức trảm tại trên người lão giả, nhưng mà lão giả trước người xuất hiện một trận quỷ dị thần lực vòng xoáy, Diệp Phạm kiếm khí bị vòng xoáy hoàn toàn hấp thu. Thần đế pháp thân, Diệp Phạm ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận, thần đế pháp thân tu vi tự nhiên không có khả năng đạt tới thần đế cấp độ, bất quá lại có thể so với đồng dạng thiên vị thần linh, Diệp Phạm trước mắt ác chủ bài ra hết, cũng chưa hẳn là đỉnh cấp thần nguyên cảnh nhân vị thần linh đối thủ, tối đa cũng liền có thể cảm thần tâm cảnh nhân vị thần linh, mà nhân vị thần linh đằng sau còn có địa vị thần linh, địa vị thần linh đằng sau mới là thiên vị thần linh, dịp phàm tại thiên vị thần. Linh trước mặt căn bản không có lực đánh một trận. Có thể nói, lúc nào thần đế pháp thân xuất hiện, dịp phàm lúc nào chạy trốn, hiên viên không ngay từ đầu liền dùng thần đế pháp thân lời nói, hắn căn bản không cần thụ thương, bất quá mỗi cái gia tộc thiên kiêu đều sẽ không dễ dàng sử dụng thần đế pháp thân, thần đế pháp thân là dùng để bảo mệnh không phải dùng để tùy ý đối địch, thiên kiêu là nhất định phải đi qua lịch luyện tài năng trưởng thành. Nếu là những thiên kiêu này vừa gặp phải sự tình liền dùng thần đế pháp thân lời nói, cái kia cơ bản cũng phế. Cái kia thần đế pháp thân đi ra trước đó cũng không ra tay với Diệp Phàm, mà là ngưng trọng vô cùng đánh giá cảnh vật chung quanh, Diệp Phàm thấy thế nguyên diệt chi kiếm chém ra, không gian xung quanh mê vụ bị Diệp Phàm một kiếm chém ra, rất nhanh hiên viên không đám người đều là thấy được xa xôi biên giới có xích hồng huyết nhục, toàn bộ hỏa vực cũng xa xa không có bọn họ trước đó nhìn thấy như vậy rộng lớn. Này, nơi này là gì thú thể nội. Hiên viên không không phải là không có kiến thức người, một chút liền phát hiện vấn đề, tu sĩ khác trên mặt cũng lộ ra một tia hoảng sợ, bọn họ lúc nào bị cự thú nuốt vào trong bụng. Thần đế pháp thân kinh dị nhìn Diệp Phàm một chút, hiển nhiên Diệp Phàm chiêu này để cho hắn có chút giật mình, hắn tự nhiên cũng có năng lực phá mở những cái này mê vụ, nhưng là đừng quên hắn là cái gì tu vi, mà trước mắt tên tiểu bối này mới cái gì tu vi. Thanh Long huyết mạch, ngươi lại có thanh Long huyết mạch, đáng tiếc, ngươi động ta Hiên viên gia tộc người, nhất định phải chết lão giả đạm thanh nói tiếp lấy hướng về phía diệp phàm xa xa một chỉ một đạo khủng bố chỉ ảnh biến ảo hướng về diệp phàm nghiền ép đi diệp phàm cảm thụ được cùng bạo cử chỉ sắc mặt hơi có chút khó coi không hổ là thần đế pháp thân cho dù là đơn giản nhất một chiêu đều bị hắn có loại không thể ngăn cản cảm giác Long dực mở ra thái cực động pháp vận chuyển diệp phàm hướng về phía dưới điên cùng bay lượn phía trên cự chỉ theo sát mà tới, tốc độ nhanh chóng, cho dù Diệp Phàm toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không cách nào vứt bỏ, nhưng mà mạnh mẽ như thế thần lực ba động trước tiên kinh động đến cự thú, chung quanh hỏa diễm bắt đầu hướng về một chỗ hội tụ, cuối cùng một cái cự thú pháp tướng xuất hiện, đồng thời, cự chỉ đè lại Diệp Phàm, Diệp Phàm tùy theo rơi vào phía dưới trong biển lửa biến mất không. Thấy gì nữa? Lão tổ, hắn có địa mẫu thần nguyên thủy. Hiên Viên không gặp Diệp Phàm bị cự chỉ ép như biển lửa, không khỏi vội la lên, lão giả nghe vậy lúc này hơi sững sờ, ngược lại thần lực lưu chuyển, hướng về phía Diệp Phàm ở tại phương hướng hư nắm, một cái trữ vật thần giới bay ra, xuất hiện ở hiên viên không trước mặt, hiên viên không vội vàng tiếp nhận, thần thức quét vào thần giới bên trong, chỉ bất quá thần giới bên trong có lấy cực kỳ huyền ảo cấm chế, trong thời gian ngắn hắn căn bản không có cách nào đột phá những cấm chế này, rơi vào. Đường cùng đành phải trước thu. Đến mức Diệp Phàm, Thái Sơ hóa vật quyết vận chuyển, cả người đạo vận hoàn toàn cùng chung quanh biển lửa giống như đúc ở bên ngoài căn bản cảm giác không đến Diệp phàm tồn tại cực kỳ hiển nhiên đứng ở hiên viên không đám người góc độ diệp phạm tất nhiên là bị một chỉ đánh giết thần đế pháp thân một chỉ đừng nói chỉ là một cái tố địa thần liền xem như địa vị thần linh làm căn bản không có cách nào ngăn trở diệp phạm đương nhiên ngăn không được nhưng là đừng quên hắn có bất tử chi lực tại lúc trước bá huyền thương cũng không thể chém giết hắn huống chi là lão giả một chỉ hiên viên không chưa từng trực diện bá huyền thương công kích cho nên hắn cũng không biết bá huyền thương rốt cuộc có bao nhiêu mạnh nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng như thế cho rằng diệp phạm đã bị hiên viên gia tộc lão tổ một chỉ đánh giết tại tăng thêm dịp phàm cố ý để cho lão giả hút chiếm được vào trong tay thần giới càng là bỏ đi hiên viên không tất cả lo lắng hống cự thú pháp tướng gầm thét hiển nhiên cự thú không thể nào hiểu được trong cơ thể mình sâu kiến tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đáng sợ như thế địch nhân ta ngăn trở hắn các ngươi lao ra lão giả ngưng trọng nhìn xem cự thú pháp tướng nói nếu là bản thể hắn ở đây chỉ là hỏa thú hắn tiện tay liền có thể trấn áp nhưng là hắn hiện tại chỉ là một cái thần đế pháp thân không chỉ có thể phát huy thực lực có hạn thần lực càng là dùng một điểm ít một chút, hắn nhất định phải đem hiên viên không đám người mang đi ra ngoài. Hống. Cự thú gặp hiên viên không đám người hướng về huyết nhục biên giới bay đi, lúc này gầm thét, mở ra miệng lớn, toàn bộ cự thú thể nội tất cả hỏa diễm bắt đầu hướng về cự thú miệng lớn hội tụ. Diệp Phàm nguyên bản thoải mái nhàn nhã nằm ở trong biển lửa nhìn xem song phương sắp xảy ra chiến đấu, được không hài lòng, đột nhiên, hắn phát hiện chung quanh hỏa diễm bắt đầu hướng về cự thú miệng lớn hội tụ, mà hắn nằm thân thể cũng theo hỏa diễm cùng nhau bay về phía cự thú miệng lớn diệp phàm lập tức chửi mẹ hết lần này tới lần khác hắn còn không dám sử dụng thần lực khống chế bản thân bay ra biển lửa nếu không vô luận là lão giả vẫn là cự thú pháp tướng muốn giết hắn cũng là vỗ tay một cái sự tình đại ca cho chút thể diện đừng chơi như vậy ta à ta dựa vào ngươi đây là coi ta là năng lượng trùng kích đâu diệp phàm trực tiếp đi theo hỏa diễm hút vào cự thú pháp tướng trong miệng chung quanh hỏa diễm điên cùng áp suất cũng may dịp phàm có hỗn độn đạo đang tại những ngọn lửa này đối với hắn cũng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng là hắn có thể tưởng tượng một hồi bản thân theo họa diễm sóng xung kích cùng một chỗ hướng về lão giả lao ra thời điểm phong thái chương 2347 chạy ra miệng thú nguồn mê truyện audio com một trận cùng bạo lực trung kích xuất hiện dịp phàm tùy tùng hỏa diễm sóng xung kích hung hăng hướng về lão giả đánh tới đây là dịp phàm lần thứ nhất trở thành công kích năng lượng hàng băng thiên lao lão giả cực tốc kết ấn, rất nhanh, cực hàng chi băng xuất hiện, chung quanh nóng rực hoàn cảnh bởi vì cực hàng chi băng xuất hiện vậy mà trở nên rét lạnh lên, Diệp phạm theo hỏa diễm sóng xung kích hung hăng đập vào hàng băng phía trên, cả người đụng thất điên bác đảo, nếu không có hắn thể chất đủ cường đại, lần này liền có thể muốn hắn mệnh. Đây chính là thần tiên đấu pháp phàm nhân gặp nạn a, giờ phút này Diệp phạm nơi nào còn có nửa phần nhàn nhã bộ dáng, trong lòng hùng hùng hổ hổ, bề ngoài còn muốn giả chết người, chỉ bất quá Diệp Phàm nhỏ bé thân ảnh tại hỏa diễm, hàng băng trong đụng chạm căn bản không có cách nào gây nên những người khác chú ý, kiểm tra, thiên địa huyền. Băng. Lão giả tạm thời chặn lại hỏa diễm trùng kích về sau, trong tay xuất hiện một chuôi năng lượng chi kiếm, kiếm quang lấp lóe, trong một chớp mắt hung hăng chém vào cự thú biên giới huyết nhục phía trên, cự thú phát ra đau hừ một tiếng, tiếp theo là vô tận lửa giận, chung quanh hỏa diễm lần nữa hướng về pháp tướng hội tụ, Diệp Phạm lúc này đã thấy lão giả dùng kiếm chém ra huyết nhục thông đạo mở miệng, chỗ nào còn sẽ theo hỏa diễm bay về phía cự thú. Âm thầm đem cự thú tổ tông chi bát đại ân cần thăm hỏi một lần, Diệp Phàm dưới chân tốc độ lại không chậm, mấy cái trong ánh lấp lánh đã tới gần thông đạo. Ngô Cường. Hiên Viên không đám người nhìn thấy cực tốc lấp lóe đến trước mặt bọn họ thân ảnh không khỏi kinh ngạc. Diệp Phàm nghe vậy tốc độ trở nên càng nhanh, lúc này cự thú huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, lão giả chém ra cửa động lấy cực nhanh tốc độ khép lại, Diệp Phàm phỏng đoán lão giả hẳn là không biện pháp chém ra kiếm thứ hai khủng bố như thế kiếm khí, dù sao cũng là một thần đế pháp thân, nơi nào có nhiều như vậy thần lực dung lượng cũng chi hắn còn muốn ngăn chặn hỏa diễm cự thú pháp tướng. Ngăn lại hắn. Hiên viên không giận dữ, đông đảo tu sĩ toàn lực phi hành, trong đó hai tên nhân vị thần linh trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, tốc độ tăng vọt. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm sau lưng xuất hiện hai cái kính tượng, kính tượng không lùi mà tiến tới, hướng về hai tên thiêu đốt tinh huyết tu sĩ kích xạ đi, một quyền long ảnh tùy được, một kiếm có thể trảm sơn hà, Diệp Phàm kính tượng có được cùng Diệp Phàm không khác nhau chút nào thực lực, cho dù hiên viên gia tộc Thiên Kiêu thiêu đốt tinh huyết về sau thực lực thăng lên không ít, vẫn như cũ không phải dịp phàm hợp lại số lượng. Trong một chớp mắt, hai người lấy tốc độ càng nhanh bay ngược mà quay về. Lúc này dịp phàm đã đạt tới huyết nhục thông đạo lối đi ra. Quay đầu, dịp phàm lộ ra một tia tàn nhẫn sát cơ, tiếp lấy thân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà dịp phàm hai cái kính tượng lại giống như người giữ cửa đồng dạng, hướng về phía hiên viên gia tộc đông đảo thiên kiêu phát khởi công kích. Cứ việc hiên viên gia tộc tu sĩ đông đảo, nhưng là một cái dịp phàm bản thể cũng đủ để ngăn trở bọn họ 10 người, huống chi nơi này còn là dịp phàm hai cái kính tượng, hai cái thực lực cùng dịp phạm bản thể thực lực không khác nhau chút nào kính tượng đừng nói hiên viên không đã trọng thương coi như hiên viên không vẫn là trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc có thể xông ra kính tượng phong tỏa tiếng vào huyết nhục trong thông đạo hỏa diễm cự thú năng lực khôi phục hiển nhiên vô cùng đáng sợ tại hiên viên không đám người sốt ruột cảm xúc bên trong huyết nhục thông đạo đã nhanh phải hoàn toàn khôi phục rơi vào đường cùng hiên viên không vội vàng nói lão tổ cứu ta cái kia lão giả lúc này đang đến gần toàn lực ngăn cản hỏa diễm cự thú pháp tướng công kích nơi nào có thời gian rút tay ra ngoài trợ giúp hiên viên không rơi vào đường cùng trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ cự thú công kích hướng về phía diệp phạm hai cái kính tượng chém ra một kiếm oanh thần đế pháp thân bị hỏa diễm cự thú pháp tướng một chưởng vỗ nát đồng thời diệp phạm hai cái kính tượng cũng ở đây một kiếm phía dưới chém thành hư vô không có diệp phạm ngăn cản hiên viên không đám người nơi nào còn dám dừng lại vội vàng hướng về nhúc nhích huyết nhục thông đạo bay đi hỏa diễm cự thú pháp tướng thấy thế nơi nào sẽ để cho hiên viên không đám người rời đi nó vừa rồi bị lão giả mở ngực mổ bụng lúc này đã sớm lửa giận ngút trời chỉ có giết hiên viên không đám người mới có thể tiêu trừ đi nó phẫn nộ lúc này hiên viên không đám người cũng không để ý tới nữa sử dụng cấm thuật tác dụng phụ nguyên một đám không phải thiêu đốt tinh huyết chính là sử dụng thuật cấm kỵ cũng không kịp xông vào huyết nhục trong thông đạo nhưng mà rất nhanh lại là hai đạo kính tượng xuất hiện ở huyết nhục trong thông đạo diệp phàm giống như không thể vượt qua lạch trời đồng dạng chặn lại bọn họ cuối cùng sinh cơ rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì thời gian dùng ngôn ngữ phát tiết lửa giận, hiên viên gia tộc đông đảo tu sĩ trực tiếp liều mạng, bất quá cản đường thế nhưng là dịp phàm kính tượng, không phải bản thể hắn, hắn căn bản không sợ liều mạng. Đương đương đương. Liên tiếp binh khí giao kích thanh âm, liên tiếp thần lực tiếng nổ âm, cho dù hiên viên gia tộc thiên kiêu toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không cách nào đột phá dịp phàm phòng ngự, mà lúc này, huyết nhục thông đạo đã chậm rãi dung hợp, Mười tên hiên viên gia tộc tu sĩ liền tách ra đứng thẳng đều làm không được, chỉ có thể một trước một sau đứng ở trong đường hầm, đã như thế, bọn họ càng là không có cách nào đánh giết Diệp Phàm Kính Tượng. Ngô Cường, để cho chúng ta ra ngoài, ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hiên Viên không hoảng Diệp Phàm Kính Tượng nghe vậy đạm thanh nói, ta muốn các ngươi mệnh. Chúng ta là Hiên Viên gia tộc. Răng rắc, Diệp Phàm Kính Tượng trực tiếp phá toái, đồng thời, huyết nhục hoàn toàn dung hợp, Hiên Viên gia tộc tu sĩ trực tiếp bị huyết nhục thôn phệ. Diệp Phàm bản thể giờ phút này đã xuất hiện ở hỏa diễm cự thú bên ngoài lấy ra thần không toa, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất để cho Hà Thanh Sương cùng Hà Thanh Tuyết đi ra. Hà Thanh Sương khôi phục cảm giác về sau nghe được câu nói đầu tiên là khống chế thần không toa, chạy. Diệp Phạm thân ảnh bay vọt trong tinh không, vung tay lên, tiếp cận mấy chục kiện thần khí bay ra, tiếp lấy Diệp Phạm hai ngón hướng lên trên, đặt ở trước miệng, một tiếng quát to truyền ra. Bảo. Âm 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 âm. Mấy chục kiện thần khí phát ra điên cuồng nổ tung, Diệp Phạm khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một phen đánh nhau kịch liệt hắn sinh mệnh bản nguyên trôi qua rất nhiều, nhất là vì giết hiên viên không đám người, hắn liên tiếp tổn thất hai đợt kính tượng, mỗi một đợt kính tượng đối với hắn sinh mệnh bản nguyên tiêu hao cũng là to lớn, mà vì có thể trước tiên xong ra huyết nhục thông đạo, Diệp Phạm vẫn luôn thuộc về phục thiên mở ra trạng thái. Có thể nói, nếu như tại nhiều chờ một đoạn thời gian, Diệp Phạm thậm chí căn bản không có cách nào chống đến hiên viên gia tộc lão tổ trảm phá hỏa diễm cự thú huyết nhục thời điểm đây cũng là vì sao Diệp Phạm đi ra về sau chưa từng trước tiên đào tẩu, ngược lại để cho Hà Thanh Sương khống chế thần không toa chạy trốn nguyên nhân, lấy hắn trạng thái, căn bản không có cách nào chạy ra hỏa diễm cự thú truy kích. Dựa vào mấy chục cái cửu phẩm thần khí tự bạo chi lực, đem hỏa diễm cự thú tạm thời bức lui, Diệp Phạm toàn lực vận chuyển thái cực động pháp, cực kỳ nhanh đuổi theo thần không toa, đồng thời hắn ném ra mấy trăm vạn cực phẩm thần tinh phóng tới thần không toa hấp thu năng lượng trận pháp nơi trọng yếu, khủng bố thiên địa linh khí từ thần tinh phía trên tán giật hướng về trận pháp hạch tâm cuồn cuộn đi thần không toa tốc độ trong một chớp mắt đạt đến cực hạn. Còn muốn càng nhanh. Diệp Phàm nhìn chầm chầm sau lưng cuồng cuồng mà động biển lửa, câu mày nói, nhanh hơn nửa lời nói, thần không toa thần vận sẽ chịu ảnh hưởng. Hà Thanh Sương lúc này có chút đau lòng nói, như vậy cũng tốt so tu sĩ thiêu đốt tinh huyết đồng dạng, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cực mạnh tăng lên, nhưng là đối với bản thể tổn thương rất lớn. Bị đằng sau hỏa diễm cự thú nuốt lấy lời nói, cũng không phải là một cái phi thuyền thần vận bị hao tổn sự tình. Diệp Phàm vội vàng nói, Hà Thanh Sương cũng cảm nhận được sau lưng truy kích hỏa diễm cự thú, khuôn mặt có chút tái nhợt, nàng không biết Diệp Phàm là thế nào từ hỏa diễm cự thú bụng bên trong lao ra, bất quá giờ phút này cự thú hoàn toàn bạo phát xuống, vẻn vẹn khí tức cũng đủ để cho nàng sợ hãi. Chương 2348. Sinh tử một đường. Nguồn: Mê truyện audio.com. Thần tinh tiêu hao tốc độ lần nữa tăng lên, thần không toa phát ra từng tiếng rên rỉ, Hiển nhiên loại này thần tinh tiêu hao tốc độ đã vượt qua thần không toa phụ tải, bất quá thần không toa tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, cơ hồ tại trong nháy mắt liền cùng sau lưng biển lửa kéo dài khoảng cách. Diệp Phàm nhìn xuống suy yếu, ngồi ở một bên, âm thầm thở dài một hơi, Hà Thanh Tuyết gặp Diệp Phàm trạng thái có chút hỏng bét, không khỏi lo lắng nói: "Diệp Phàm, ngươi không sao chứ?" "Không sao." Diệp Phàm khoát tay áo, lấy loại tốc độ này phi hành một ngày, về sau liền có thể lấy bình thường tốc độ bay được. Phi hành một ngày hà thanh sương lúc này sắc mặt có chút khó coi không được thần không toa không cách nào siêu phụ tải phi hành một ngày nếu là như vậy thần không toa có thể sẽ hạ xuống phẩm cấp hoặc là ngươi để nó bay một ngày muốn sao ta giết ngươi luyện hóa nó để nó bay thẳng đến đến phế bỏ mới thôi diệp phàm thực sự không tâm tư sẽ cùng hà thanh sương lại giải thích trong đó quan hệ lợi hại mà là trực tiếp dùng vũ lực uy hiếp nói diệp phàm thực sự không hiểu rõ mấy cái này đại gia tộc đệ tử nên có quyết đoán thời điểm lo trước lo sau liền lấy hiên viên không mà nói nếu như đổi thành diệp phàm là hiên viên không tại chính mình tiến vào huyết nhục thông đạo thời điểm bị ngăn lại thời điểm, hắn liền sẽ đem có thế tự bạo thần khí đều tự bạo cũng phải tại trong thời gian ngắn nhất. Mặt tiến vào huyết nhục thông đạo, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, lại luôn trong lòng còn có may mắn, đối với hiện trạng không có rõ ràng nhận biết, thường thường mất đi chính là mình, Diệp Phàm đối với vũ khí mình cũng phi thường trọng thị, nhưng là nên có quyết đoán thời điểm Diệp Phàm chưa bao giờ mập mờ. Coi như không tự bạo vũ khí, Hiên viên không chuyện thứ nhất chắc cũng là tại Diệp Phàm lúc xuất hiện để cho thần đế pháp thân chém giết Diệp Phàm đằng sau diệp phàm hai cái kính tượng đều trảm đối với diệp phàm phát động công kích có bao nhiêu khó khăn nhất định phải đợi đến đoàn người mình hoàn toàn không hy vọng thời điểm mới xin giúp đỡ thần đế pháp thân thật sự ngu xuẩn đến có thể hà thanh sương nghe vậy lúc này khuôn mặt tái đi rất là phẫn nộ nhìn diệp phàm một chút cũng là dựa theo diệp phàm ý nghĩa đi làm nàng rất rõ ràng diệp phàm liền hiên viên gia tộc tu sĩ cũng dám giết căn bản không có khả năng bởi vì nàng ra sao người nhà chỉ sợ thần không toa điên cùng phi hành nửa ngày về sau, sau lưng hỏa diễm cự thú sớm đã không có ảnh tử, nhưng là Diệp Phàm sắc mặt nhưng như cũ vô cùng ngưng trọng, hắn vì sợ Hà Thanh Sương ngoài nóng trong lạnh, sớm kết thúc thần không toa siêu phụ tải tu hành, liền bế quan chữa thương đều chưa từng đi làm, liền như vậy nhìn chầm chầm Hà Thanh Sương, Hà Thanh Tuyết thấy thế cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặt, một bên là tỷ tỷ nàng, nàng cực kỳ rõ ràng bản thân tỷ tỷ đối với thần không toa được. Nhìn nhiều nặng. Một bên khác là Diệp Phàm, Diệp Phàm cẩn thận cứu bọn họ rất nhiều lần, nàng ở phương diện này cực kỳ tin tưởng Diệp Phàm tiếp tục gia tốc, nhanh. Diệp Phàm đột một quát to, lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, lập tức treo ở Hà Thanh Sương tử phủ trước, Hà Thanh Sương cảm thụ được làm nàng run rẩy sát cơ, vội vàng toàn lực thôi động thần không toa, thần không toa tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, chỉ bất quá Hà Thanh Sương miệng tức giận vẫn lên, rất là khó chịu. Ước chừng một khắc đồng hồ, từng đợt không gian ba động từ Diệp Phàm đám người trên không xuất hiện, tiếp theo, thương khung trong một chớp mắt xuất hiện vừa nhìn vô tận màu đỏ, hỏa diễm phun trào, liên tục không ngừng từ trong hư không xuất hiện, biển lửa hướng về phi thuyền rơi xuống từng đạo từng đạo hỏa cầu khổng lồ giống như mưa rào đồng dạng không ngừng rơi xuống giờ phút này lộng lẫy bầu trời giống như tận thế biển lửa đốt cháy tất cả thần không toa ở phía dưới điên cuồng bay lượn trực tiếp nghênh đón hỏa cầu hung hăng va chạm đi ngay sau đó xuyên qua hỏa cầu hóa thành một vệt sáng từ biển lửa phía dưới bay lượn đi nhưng mà trên trời cao hỏa diễm lấy đáng sợ tốc độ ép hướng thần không toa hà thanh sương thấy thế lúc này liền muốn khống chế thần không toa hướng về phía dưới bay đi diệp phạm lúc này chém sắc như chém bùng nói nhớ chết ngươi liền hướng dưới bay biển lửa muốn rơi Hà Thanh Sương khuôn mặt trắng bệch nói, phía trên biển lửa chậm rãi tới gần, lúc này hướng phía dưới bay mới là đúng, dù sao nơi này là tinh không, bốn phương tám hướng phương hướng nào đều có thể phi hành. Đây là cự thú miệng, ngươi miệng không có cái cầm sao? Diệp Phàm ngữ không kinh người chết không ngừng nói, Hà Thanh Sương hơi sững sờ, ngược lại có chút không dám tin nói. Phía trên biển lửa là cự thú hàm trên. Nếu là như vậy, cái kia hàm dưới đâu? Rất nhanh, làm thần không toa phía dưới xuất hiện một cái biển lửa thời điểm, Hà Thanh Sương rốt cuộc hiểu rõ Diệp Phạm ý nghĩa, có thể tưởng tượng, hai mảnh biển lửa chính là cự thú hàm trên hàm dưới, giờ phút này, bọn họ đã tại cự thú trong miệng, cự thú đang tại chậm rãi thu về bản thân miệng lớn. Đến mức không ngừng rơi xuống hỏa cầu, có thể tưởng tượng được một cái bình thường sinh linh nước miếng. Nếu không có Diệp Phạm sớm yêu cầu thần không toa gia tốc, bọn họ giờ phút này khả năng đã không có bất luận cái gì lao ra hy vọng, cho dù sớm gia tốc, bọn họ cũng chưa chắc có thể an toàn lao ra. Sinh tử một đường, hà thanh sương lần thứ nhất đứng trước như thế mạo hiểm sinh tử thi chạy hai mảnh rộng lớn biển lửa vô biên chậm rãi khép lại theo thời gian trôi qua hà thanh sương trong mắt chậm rãi lộ ra một tia tuyệt vọng nạn đã đem hết toàn lực thôi động thần không toa nhưng là cự thú khép lại miền tốc độ càng nhanh xong rồi hà thanh sương có chút tuyệt vọng nói diệt phàm cố gắng chống đỡ thân thể trong đôi mắt thần bí không gian đường vân xuất hiện ngay sau đó những cái này không gian đường vân kết hợp thành huyền ảo nhất không gian bản nguyên đồ án huyền đồng diễn hóa vô tận không minh mở thượng cổ tứ đại đồng thuật, hàm nghĩa của không gian chi động, vô tận không minh. Không gian, na di. Sinh mệnh bản nguyên điên cùng trôi qua, dịp phạm khí tức một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ yếu bớt, thậm chí đã đạt đến nguy hiểm nhất ngưng kết điểm, dịp phạm ý thức đã bắt đầu mơ hồ, cố nén suy yếu, dịp phạm đem tất cả thần lực tất cả đều quán thâu đến một đôi trong con mắt, sau một khắc, một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện ở thần không toa phía trước. Thần không toa toàn bộ chui vào không gian vòng xoáy bên trong, cùng lúc đó, cách ly hỏa biển trăm mét chi địa thần không toa từ trong hư không xuyên toa mà ra oanh hai mảnh biển lửa hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau miệng lớn khép lại nương theo một tiếng này không cam lòng gầm thét thần không toa đằng sau biển lửa vô biên chậm rãi biến mất thành hư vô sinh mệnh bản nguyên tiêu hao cơ hồ đạt tới cực hạn diệp phàm cả người lâm vào hôn mê trực tiếp té ở trên bông thuyền diệp phàm hà thanh tuyết lúc này vô cùng nóng nảy nói hà thanh sương cũng có chút lo lắng nhìn diệp phàm một chút tiếp lấy điều khiển thần không toa tiếp tục phi hành nàng không biết cái kia cự thú sẽ còn hay không đuổi theo bất quá lần này nếu không phải nghe theo diệp phàm phân phó bọn họ đã sớm tán thân cự thú trong bụng cực kỳ hiển nhiên cái kia hỏa diễm cự thú có một loại cực kỳ đáng sợ thiên địa pháp tướng loại này pháp tướng có thể cự ly xa hình thành một cái bản thể hư ảnh thôn phệ tất cả đồng thời loại này pháp tướng cần dùng đi ra nhất định phải tụ lực thật lâu nếu không không đến mức tầm nửa ngày sau mới xuất hiện hà thanh sương không biết cái kia hỏa diễm cự thú phải chăng có năng lực khác nàng cũng không biết mảnh này quỷ dị tinh không vẫn là có phải có cái khác dọa người cự thú bây giờ dịp phàm hôn mê nàng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đem hắn mang về trong phòng chữa thương hà thanh sương sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt hiển nhiên còn chưa từng hoàn toàn từ vừa rồi sinh tử một đường kinh lịch bên trong lấy lại tinh thần hà thanh tuyết sắc mặt cũng khó coi một phương diện lo lắng dịp phàm một phương diện khác vừa rồi cũng bị dọa cho phát sợ đem dịp phàm đưa đến trong phòng hà thanh sương lấy ra dịp phàm đưa cho nàng cửu văn đang dược bên trong tốt nhất chữa thương đang dược để vào dịp phàm trong miệng lập tức một cổ nồng đậm vô cùng sinh mệnh chi lực từ diệp phàm trong thân thể phát ra hà thanh tuyết ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ nhưng mà rất nhanh cổ này sinh mệnh khí tức liền biến mất vô tung vô ảnh đối với diệp phàm thương thế không có một tia trợ giúp chương 2349 không gian chi nhãn nguồn mê truyện audio com tại sao có thể như vậy hà thanh tuyết nhíu mày diệp phàm chữa thương cho nàng đang dược chính là cửu văn hạng nhất ngũ phẩm thần đan loại này đẳng cấp đang dược hà thanh tuyết tại hà gia đều chưa bao giờ thấy qua như thế chữa thương thần dược vì sao đối với diệp phàm không có một chút tác dụng diệp phàm sinh mệnh chi lực lấy một cái đáng sợ tốc độ lưu trôi qua sinh mệnh bản nguyên hao tổn cơ hội đạt tới cực hạn chỉ cần tại tiêu hao nhiều hơn một chút sinh mệnh bản nguyên có lẽ diệp phàm liền sẽ như vậy sinh tử đạo tiêu mà cho dù diệp phàm hiện tại sống sót cũng bất quá là bởi vì hắn có được sinh mệnh thụ cùng thanh long huyết mạch giao phó hắn ương ngạnh sinh mệnh lực loại sinh mạng này bản nguyên thâm hụt đổi thành người bình thường căn bản không cứu đổi thành diệp phàm tốc độ khôi phục cũng cực chậm thậm chí cơ hồ không có bất luận cái gì khôi phục tiến độ nếu như hà thanh tuyết không có cách nào trị liệu diệp phạm lời nói diệp phạm có thể sẽ lấy loại trạng thái này một mực ngủ say vô tận tuế nguyệt mới có thể chậm rãi thức tỉnh cảm thụ được diệp phạm hỏng bét tình huống hà thanh tuyết có chút sốt ruột bắt đầu thử nghiệm đưa vào thần lực hà thanh tuyết phát hiện nàng thần lực tiến vào diệp phạm thể nội về sau đồng dạng không có một chút tác dụng nào đang dược vô dụng thần lực vô dụng thậm chí hà thanh tuyết căn bản cũng không biết diệp phạm đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào cuối cùng nghĩ đến diệp phạm thể nội thanh long huyết mạch Hà Thanh Tuyết quyết định thử nghiệm dùng huyết mạch chi lực trợ giúp Diệp Phạm nắm chặt Diệp Phạm tay phải, Hà Thanh Tuyết dẫn động trong cơ thể mình thanh long huyết mạch. Nàng thanh long huyết mạch là Long Nguyên Thụ giao phó, Long Nguyên Thụ chính là thanh long vực trấn áp khí vận vô thường kỳ vật. Đối với thanh long huyết mạch càng là thân thiết, Hà Thanh Tuyết hiện tại cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh. Vọng tưởng trong cơ thể nàng lưu lại Long Nguyên Thụ lực lượng có thể cảm ứng được Diệp Phạm thể nội thanh long huyết mạch này nhất định phải cùng diệp phạm tiếp xúc gần gũi, rất nhanh. Hà Thanh Tuyết trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hữu dụng. Long Nguyên thủ căn lưu tại trong cơ thể nàng, Long Nguyên chi lực bắt đầu thuận theo nàng tay phải tiến vào diệp phạm cánh tay bên trong. Ngay sau đó, Hà Thanh Tuyết liền cảm thấy một cổ khó tả đau nhói cảm giác, sắc mặt nàng không khỏi trở nên tái nhật một phần. Một sông trong mắt to nước mắt phản phất đều muốn đi ra đồng dạng, nàng hoàn cảnh sinh hoạt dù sao siêu việt, trên con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng, huyết mạch rút ra thống khổ có thể so với cạo xương liệt hồn thống khổ, dù là chỉ là cái kia sau trong nháy mắt cũng cơ hồ khiến hà thanh tuyết không thể chịu đựng được diệp phàm khí tức tại chỗ một tia long nguyên chi lực sau khi tiến vào phản phất thay đổi tốt hơn một chút mặc dù phi thường rất nhỏ thậm chí có thể là ảo giác nhưng là hà thanh tuyết rất rõ ràng long nguyên chi lực đối với diệp phàm hữu dụng chỉ bất quá hà thanh tuyết thể nội thanh long huyết mạch dựa vào long nguyên chi lực long nguyên chi lực tiến vào diệp phàm thể nội nàng thanh long huyết mạch cũng sẽ bị rút ra rút ra huyết mạch quá thống khổ hà thanh tuyết không phải diệp phàm đạo tâm cũng không có diệp phàm như vậy cường hoành để cho nàng liên tục không ngừng tiếp nhận huyết mạch rút ra thống khổ, nàng như thế nào chịu được. Coi như ta còn ngươi tặng ta đang dược tình cảm. Hà Thanh Tuyết hung hăng cắn răng, tiếp lấy lần nữa thôi động Long Nguyên chi lực. Đau hừ một tiếng từ Hà Thanh Tuyết khóe miệng phát ra, tiếp lấy Hà Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt vô cùng, tay phải bản năng thả đi dịp phạm bàn tay, Long Nguyên chi lực truyền thâu cũng trực tiếp đoạn tuyệt. Làm sao sẽ đau như vậy? Hà Thanh Tuyết có chút ủy khuất nói một mình, nước mắt bất tranh khí chảy xuống, ngược lại có chút tự trách nói, Hà Thanh Tuyết, ngươi thật là vô dụng, ngươi chẳng có tác dụng gì có. Không sợ đâu, ta thế nhưng là thần linh a, ta làm sao sẽ như vậy yếu ớt, ta nhất định có thể đủ trợ giúp Diệp Phàm, hắn đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta phải phải trả hắn ân tình. Hà Thanh Tuyết vì chính mình động viên nói, tiếp lấy liền muốn lần nữa đưa tay phải ra, nhưng vào lúc này, toàn bộ phi thuyền phát ra rung rẩy dữ dội, thần không toa phát ra một trận nổ vang, tiếp lấy thần tính mất hết, bắt đầu thu nhỏ. Hà Thanh Tuyết thấy vậy vội vàng đem Diệp Phàm ôm, cả người cực tốc từ trong phòng bay ra mùi mùi chúng ta đi vào trục xuất chi nhãn hà thanh sương đem hết toàn lực ổn định thần không toa chỉ bất quá thần không toa trước đó vì thoát ly hỏa diễm cự thú truy sát đã siêu phụ tải vận chuyển thần tính bị thương nặng lúc này ở không gian chi lực các đức phía dưới đã không cách nào đang chống đỡ cho dù hà thanh sương đã dốc hết toàn lực nhưng là không gian chi nhãn không gian chi lực hạng gì cường hoành rất nhanh thần không toa liền thần lực không ra sao không cách nào đang tiếp tục chống lên trận pháp một trận rên rỉ thần không toa bay vào hà thanh sương tử phủ bên trong ôn dưỡng rất nhanh cùng bạo không gian chi lực trực tiếp tác dụng đến dịp Phạm ba người trên người, Hà Thanh Tuyết vội vàng sử dụng thần lực đem chính mình cùng dịp Phạm bảo vệ, nhưng mà không gian chi nhãn không gian loạn lưu hạn gì cường hoành, vô luận là Tráng Hà Thanh Tuyết vẫn là Hà Thanh Sương, đều là không có năng lực xông ra không gian chi nhãn phạm vi bao phủ. Hà Thanh Tuyết bản thân thực lực cũng liền bất quá tố địa thần chi cảnh, còn muốn chiếu cố dịp Phạm, phòng ngừa không gian xung quanh các đức chi lực đem làm bị thương Diệp Phạm, nơi nào còn có dư thừa lực lượng xông ra trục xuất chi nhãn, theo từng đợt không gian loạn lưu phun trào, Hà Thanh Tuyết cùng Diệp Phạm rất mau tiến vào trục xuất chi nhãn trung tâm. Mùi mùi. Hà Thanh Sương lúc này trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thần lực vận chuyển, hướng về Hà Thanh Tuyết phương hướng kích xạ, nhưng mà đột ngột, trục xuất chi nhãn không gian loạn lưu mạnh lên mấy lần, Hà Thanh Tuyết lập tức bị hút vào một vùng không gian trong cái khe, Hà Thanh Sương còn chưa từng đuổi kịp Hà Thanh Tuyết, liền bị một không gian khác khe hở cưỡng ép hút vào. Đáng sợ như thế không gian loạn lưu, Hà Thanh Tuyết trừ bỏ đem hết toàn lực đem chính mình cùng Diệp Phàm bảo vệ bên ngoài, cái khác chỉ thuận theo ý trời. Hà Thanh Tuyết không biết qua bao lâu, có thần lực hộ thể, cứ việc tại không gian loạn lưu bên trong không ngừng quay cuồng, bất quá đối với nàng mà nói còn có thể tiếp nhận. Cuối cùng một trận không gian chuyển đổi cảm giác truyền đến, một trận liệt dương gai mắt, Hà Thanh Tuyết từ trong hư không bay ra, đủ loại nền ở một mảnh thực địa phía trên. Ngay tiếp theo Diệp Phạm cũng đụng quá sức, bất quá Diệp Phạm thể chất thực sự quá biến thái, cứ việc trải qua đáng sợ va chạm, lại không chút nào nửa điểm thương thế, nhưng lại Hà Thanh Tuyết bị đụng thất điên bác đảo, rõ ràng có thần lực hộ thể, nhưng là tiến vào mảnh không gian này về sau, nàng thần lực lại bị một cổ kỳ dị lực lượng phong ấn. Ngược lại nàng có thể cảm giác mình huyết mạch chi lực cùng luyện thể lực lượng tại một cổ kỳ dị lực lượng phía dưới trở nên vô cùng sinh động. Đông đông đông. Từng đợt đất trung núi chuyển thanh âm truyền đến, tiếp lấy một cái cự thú đứng tại Hà Thanh Tuyết trước mặt, Hà Thanh Tuyết dùng dây lụa đem dịp phạm vây khốn, cổng lên người, trong cơ thể nàng thế giới cũng không phải dịp phạm thiên đế giới, là không có cách nào để cho dịp phàm tiến vào bên trong huống chi không có thần lực nàng căn bản là không có cách mở ra trong cơ thể mình thế giới phát hiện cự thú về sau hà thanh tuyết lúc này liền chuẩn bị vận dụng thần thức nhưng mà rất nhanh hà thanh tuyết phát hiện hồn lực cùng thần lực đồng dạng đều là bị phong ấn lại thần thức cũng vô pháp sử dụng trên đời này vì sao lại có như thế xấu xí nữ tử một đạo chăm chọc thanh âm không che giấu chút nào vang lên tiếp lấy một đám người tại cự thú phía trên cười vang Hà Thanh Tuyết lúc này ngẩng đầu nhìn về phía cự thú giữa núi, chỉ thấy nơi đó thật có cái này không phải sao thiếu nam nữ đang tại thảnh thơi ăn uống, thỉnh thoảng đánh giá chung quanh, soi mói. Chương 2350 Xấu xí nữ nhân Nguồn Mê truyện audio com Xấu xí Vì cảm xúc đã lớn như vậy lần đầu tiên nghe nói người khác nói nàng xấu xí, nàng còn chưa từng nói chuyện, không ít người trực tiếp từ cự thú phía trên nhảy xuống tới, có nam có nữ, những cái này nam tử đều là cường tráng cao lớn, nữ tử cũng từng cái mập mập cồng kềnh. Trong đó nhất mập mập xấu xí nữ tử đang bị một tên nam tử to con kéo, nam tử kia có chút buồn nôn nhìn Hà Thanh Tuyết một chút, tiếp lấy hướng về phía trong ngực mập mập nữ tử cười nói. Viện nhi, chớ có nhìn kỹ, nếu là người này đem xấu xí lây cho ngươi, cái kia vi phu sẽ đau lòng chết. Vừa nói, nam tử kia nhìn về phía Hà Thanh Tuyết cùng Diệp Phàm ngươi như vậy xấu xí nữ nhân vì sao xuất hiện ở đây nếu là đã quấy rầy ta tọa kỵ ngươi có một trăm đầu mệnh cũng thường không đủ nam tử khí tức hùng hậu vô cùng hiển nhiên là một cái cực kỳ đáng sợ luyện thể cường giả hà thanh tuyết dù sao cũng là pháp tu mặc dù thanh long huyết mạch đưa cho nàng không kém thể tu chiến lực nhưng là cùng người này so sánh còn kém xa lúc này hà thanh tuyết vội vàng nói ta chỉ là nhất thời lạc đường cho nên đến nơi này lạc đường cũng tốt ta xem ngươi như thế xấu xí cũng là hiếm lạ ta đổ việc chưa bao giờ thấy qua khó coi như vậy người, nếu là đưa ngươi cho những người kia nhìn một chút, bọn họ có lẽ mấy ngày đều ăn không ngon, ha ha, thú vị, thú vị, ngươi bây giờ là ta quý phủ người, một tháng ba cái dưỡng thể thạch xem như thù lao. Vừa nói, nam tử trực tiếp ông nữ tử xoay người, phản phất nhìn nhiều hà thanh tuyết một chút hắn đều cảm giác rất khó chịu đồng dạng, cái khác nam tu cũng nhau nhau tránh không kịp, phản phất hà thanh tuyết thật xấu xí đến cực hạn đồng dạng. Phát nhưng lại những cái kia mập mạp như heo nữ tử hung ác thụ bọn họ sủng ái hà thanh tuyết lúc này liền muốn cự tuyệt bất quá phát hiện nam tử hùng hậu thực lực về sau vẫn là lựa chọn nghe theo nam tử phân phó nàng cổng dịp phàm theo nam tu kia hạ nhân chỉ thị đi đến cự thú trên lưng cảm thụ được dịp phàm khí tức biến hóa hà thanh tuyết ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng từ khi đi tới nơi này phiến lạ lẫm không gian về sau dịp phàm khí tức vậy mà bắt đầu chậm rãi yếu bớt tin tức này đối với hà thanh tuyết mà nói là cực kỳ khó mà tiếp nhận nàng vội vàng chuyển vận huyết mạch chi lực một trận đáng sợ đau đớn hung hăng kích thích hà thanh tuyết thần hồn hà thanh tuyết nhìn không được phát ra đau hơn một tiếng. Bành. một tiếng thanh thúy tiếng vang, một tên nam tử to con trực tiếp một cước đem Hà Thanh Tuyết đá đến cự thú phần đuôi, đồng thời nam tử một mặt chán ghét nói, không nên phát ra dơ bẩn xấu xí thanh âm, xấu xí chúng ta có thể chịu, nhưng là xấu xí, ngươi liền đừng làm người ta buồn nôn. Hà Thanh Tuyết khóe miệng lúc này chảy máu, vội vàng bảo vệ diệp phàm, cắn răng, nói khẽ, thực xin lỗi. Hà Thanh Tuyết mặc dù đơn thuần thiện lương, nhưng cũng không phải là thật cái gì không hiểu được hồn nhiên thiếu nữ, kinh lịch thiếu, không có nghĩa là nàng rất ngu ngốc nàng rất rõ ràng ở mảnh này là lẫm địa giới bên trong nàng sinh mệnh không có bất kỳ cái gì bảo hộ nàng cũng không có như vậy sợ chết nhưng là nàng chết rồi dịp phàm đâu có đường sống đối với nàng mà nói hiện tại kinh lịch là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua có lẽ đây chính là tán tu sinh hoạt có lẽ tỷ tỷ nàng nói trong lúc các nàng sống sót đều rất gian nan thời điểm ai còn sẽ đi quản cái gì thiện ác như vậy hiện tại nàng bắt đầu kinh lịch dạng này sinh sống nàng có thể hay không kiên trì đạo tâm cũng may ở cái thế giới này bên trong, người thẩm mỹ cùng thiên thương giới người thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt, người ở đây lấy mập mạp vì đẹp, ngược lại như nàng như vậy tuyệt sắc tiên tử ở chỗ này năm tu trong mắt, xấu xí không chịu nổi, dung mạo không cách nào cho Hà Thanh Tuyết mang đến bất luận cái gì tiện lợi, đồng dạng, dung mạo cũng chưa từng cho nàng mang đến bất kỳ phiền não gì. hư Nam tử hừ lạnh một tiếng, ngược lại không để ý Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết thấy thế không khỏi âm thầm thở dài một hơi, đem dịp phàm một lần nữa cõng lên người, hai người phía sau lưng tiếp xúc, mặc dù có quần áo ngăn cản, nhưng là truyền thâu long nguyên chi lực không có vấn đề quá lớn diệp phàm được long nguyên chi lực sau khí tức yếu bớt tốc độ rõ ràng hạ xuống hà thanh tuyết âm thầm lo lắng tại chỗ tượng đá thể nội trong tinh không nàng đưa vào long nguyên chi lực có thể làm cho diệp phàm có thể khôi phục mà ở cái thế giới này bên trong nàng long nguyên chi lực chỉ có thể giảm bớt diệp phàm khí tức suy yếu tốc độ nàng nhất định phải mau chóng biết rõ đó là cái cái gì thế giới hơn nữa nhất định phải nghĩ biện pháp mang theo diệp phàm rời đi cái thế giới này đánh giá tại cự thú rộng lớn phần lưng bày biển yến hội ăn uống đông đảo tu sĩ hà thanh tuyết tạm thời bỏ đi đi hỏi thăm những tu sĩ này dự định cực kỳ hiển nhiên coi như nàng hỏi cũng tuyệt đối phải không đến đáp án càng nhiều có thể là bị cái nào đó khó chịu tu sĩ thu thập một trận Từ thú hướng về một phương hướng bình ổn bôn ba hà thanh tuyết thỉnh thoảng truyền thâu một bộ phận long nguyên chi lực đến diệp phạm thể nội mỗi một lần truyền thâu sắc mặt nàng liền trắng bệch một phần nghiến chặt hàm răng Hà Thanh Tuyết không dám phát ra cái gì thanh âm, như nàng như vậy quý giá bộ dáng chưa từng kinh lịch những khổ này đâu, đây cũng là người tu hành lịch luyện, là cường giả nhất định phải kinh lịch trưởng thành, Hà Thanh Tuyết không ngừng nói với chính mình, những khổ này đâu, nàng có thể tiếp nhận. Theo một tòa cao ngất đại thành tiến vào Hà Thanh Tuyết tầm mắt, đông đảo tu sĩ yến hội cũng sắp đến hội kết thúc, sắp tiếp cận đại thành thời điểm, cự thú chủ nhân cười nói. Chư vị, lần này du lịch tại hạ chơi thật cao hứng, bất tri bất giác đã qua một ngày, lần sau du lịch, cũng đừng quên gọi bản thiếu gia a. À. Ha ha ha, đổ thiếu nói đùa, không có Đỗ thiếu kình thiên tượng, chúng ta những người này ra ngoài nơi nào đến niềm vui thú. Một tên to mập nữ tử lúc này cười ha hả nói, một đôi mắt tràn đầy làng thu thủy nhìn chầm chầm đổ việc, đổ việc nhìn xem nữ tử, lúc này trong mắt tràn đầy dục niệm nói. Tiểu tình nhi nếu là nguyện ý có thể đi ta đổ gia làm khách, ta đổ gia còn có tốt hơn bảo bối, còn có kim ti thần mộc dường. Ha ha ha, đổ thiếu thực sự là sẽ nói đùa, cái kia kim ti thần mộc dường là viện nhi tỷ tỷ, tiểu mùi nào dám nghĩ. Trần Tình nhiên nghe vậy lúc này che miệng cười nói, thả ở cái thế giới này đông đảo tu sĩ thẩm mỹ quan, gọi là một cái thẹn thùng động người, nếu là Diệp Phàm nhìn thấy, cảm giác kia, khả năng liền không tốt lắm, mấy tên tu sĩ vui cười một phen về sau, nhau nhau nhảy xuống cự thú, tiếp lấy đổ việc lấy ra một cái vòng, đem cự thú đặt đi vào, Hà Thanh Tuyết ở một bên nhìn xem âm thầm hiếu kỳ, nơi này không thể sử dụng thần lực, nàng liền thần giới đều không biện pháp mở ra, trước mắt nam tử lại. Là như thế nào sử dụng vòng đem cự thú đặt vào? chẳng lẽ những người này nắm giữ lấy một loại khác lực lượng lại hoặc là nói nơi này có cái khác trữ vật bảo vật phương pháp luyện chế à đúng rồi hôm nay còn có cái này xấu vô cùng kỳ hoa cũng là có chút ít còn hơn không thu hoạch ha 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 đỗ việt nhìn về phía hà thanh tuyết nói ngươi theo ta đi phía sau ngươi nam tử ném ven đường hà thanh tuyết nghe vậy lúc này cẩn thận nhìn xem đỗ việt đám người những người này để cho nàng tiến về đỗ phủ thậm chí là vũ nhục nàng tôn nghiêm lấy xấu xí đàm tiếu vì mình cùng dịp phàm nàng có thể tiếp nhận nhưng là nàng tuyệt không có khả năng đem dịp phạm nhét vào đường thượng đẳng chết làm sao ngươi không nguyện ý đỗ việc lúc này nhướng mày ngươi bằng hữu này thương thế đã không cách nào trị liệu mang theo hắn hắn cũng là đường chết một đầu